Sophia xin chào tất cả các chị ạ. Em Thùy và đội live xin chào tất cả các chị đến với live stream của Sophia ngày hôm nay các chị nha. Các chị ơi vào xem live chấm tương tác đi các chị để em biết các chị đã vào để em chào các chị ạ. Các chị ơi, ca live này là ca live em Thùy sẽ tặng rất là nhiều mẫu sản phẩm, là những cái sản phẩm mà dùng trong quá trình live stream các chị nha. Thì cái này thì các chị mình biết rồi, Sophia thì em bán một like hai like là đứt hàng rồi, cho nên những cái sản phẩm có làm có là hàng trong like đi nữa thì nó cũng còn mới toanh nha các chị nha. Cho nên hôm nay em Thùy sẽ tặng hết với giá yêu thương. Các chị mình vào xem like chấm tương tác để em biết các chị đã vào à. Em chào chị Mộc Linh Hoa, em chào chị Hà Nguyễn Thị Thu, em chào chị Quy Trâm Trần nha, em chào chị Nina Thiên Nga, em chào chị Như Ý Văn, chào chị Thanh Ngọc, chào chị Thanh Nhi, chào chị Hoa Nguyên, chào chị Tư Quách ạ. Chào chị Xuân Thảo Mai nha chị ơi, chào chị Ngọc Tú Anh ạ. Cho chị ly nước các chị ơi, các chị mình vào mình nhấn một nút chia sẻ để các chị mình sang hàng của Sophia nha các chị. Dạ em chào chị Nguyễn Biên Thùy, chào chị Nhung Nguyễn, chào chị Nguyễn Trang ạ. Xin chào chị Châu Phạm ạ, xin chào chị Diêu Khương ạ. Rồi các chị ơi, các chị mình vào mình chia sẻ livestream trước giùm em nha. Mình chia sẻ trước đi để chuẩn bị mình săn những cái sản phẩm mà em nói là trong quá trình livestream á. À, thì bây giờ nó hết hàng rồi, em còn một hai cái như vậy thì em sẽ làm quà hết luôn trong live này. Các chị mình vào xem live mình nhớ giùm em là chia sẻ giúp em để mình săn nha các chị nha. Cái này thì em sẽ chốt cho chị nào nhanh tay nhất và có chia sẻ live stream, chia sẻ càng nhiều thì cái cơ hội săn của mình nó càng cao nha các chị nha. Chia sẻ càng nhiều cơ hội săn của mình càng cao. Rồi em xin chào hơn 1.001 chị đã vào xem live stream rồi. Bây giờ bắt đầu vào chương trình luôn nha các chị nha. Rồi các chị comment mã đầu tiên giùm em. À các chị ơi, đừng để lại số điện thoại. Đừng để lại số điện thoại mà chỉ comment mã sản phẩm, cái mã em nói và cái giá tiền thôi. Đừng để lại số điện thoại các chị nha. Các chị mình comment mã sản, cái mã em nói và cái giá tiền, đừng để lại số điện thoại các chị nha. Ví dụ như mã này là mã 23, em tặng 50k. Mã 23 em tặng 50k. Nha các chị nha, rồi lát nữa các bạn sẽ chốt cho các chị nhà mình ạ. Các chị mình comment nhanh tay và đừng để lại số điện thoại. Mã 23 50k. Cái này em sẽ chốt cho chị nào nhanh tay và không để lại số điện thoại và có chia sẻ live stream các chị nha. Cái thứ nhất là phải có chia sẻ live stream, cái thứ hai là comment nhanh tay, cái thứ ba không để lại số điện thoại, là ba cái để mình có thể chốt được những cái sản phẩm như thế này nha các chị nha. 50k đôi này ạ, đây là hàng live stream size 41 các chị nha. Mình phải nhanh tay và nhớ nhắn cho em một nút chia sẻ để hiển huy hiệu người chia sẻ. Mã số 10, 19k. Mã số 10 là 19k. Mã số 10, 19k cho mã số 10 ạ. Mã 14, 15k. Mã 14, 15k size 35. Mã số 14, mã số 14 size 35. Mã số 14 size 35 chốt 15k. Mã số 14 size 35 này chốt 15k. Mã số 09, mã số 09, cái đôi này size của em là size 35 luôn, chốt 20k. 20k cho cái mã 09 các chị nha. Mã 09 chốt 20k. Mã 17, mã 17 thì chốt 70k. Da bò nha các chị nha. Mã 17 chốt 70k size 41. Mã 17 chốt 70k size 41 cho mã 17. Mã 17 chốt 70k cho size 41 nha các chị nha. Rồi mã tiếp theo đó là mã 05, một đôi da bò Mỹ ạ. Mã 05 em thì chốt 50k. Mã 05 là 50k cho size 41 luôn nha các chị nha. Mã 05 là 50k cho size 41 ạ. Mã 05 50k. Mã 15 20k. Mã 15 20k. Đừng để lộn mã nha em nha. Mã 15 20k. Mã 12 15k. Mã 12 là 15k nha các chị nha. Toàn bộ nữ là size 35 mà nam là size 41 hết nha các chị nha. Cứ nữ là size 35 còn nam là size 41 nha các chị. Em ơi đừng bỏ đá, em ơi đừng bỏ đá, đừng bỏ đá. Mã 12 15k. Mã này cho em đó là mã 18. Mã 18 70k. Mã 18 70k cho mã 18. 70k cho mã 18 ạ. Cứ giày nam là size 41 và nữ là size 35. Vì đây là những sản phẩm em live stream cho nên là cái nó hợp cái chân size của các bạn ở đây. Mã 19,
15k cho mã 19. Mã 19 15k. Mã 02 20k. Mã 02 20k thì cái đôi này là size 35 luôn. Mã 02 20k các chị nha. Mã 02 là 20k. Tiếp em. Mã 11 9k. Mã 11 9k. Đừng để lại số điện thoại nha các chị nha. Cái thứ nhất là không để lại số điện thoại. Cái thứ hai có chia sẻ live stream. Cái thứ ba comment nhanh tay. Là đó là những yếu tố để được chốt những cái này nha các chị nha. 15 này, mã 11 này là 9k. Mã 03 17k. Mã 03 17k. Mã 03 17k các chị nha. Mã 06 18k. Mã 06 18k. Mã 06 18k. Mã 08 18k luôn. Mã 08 18k. Mã 08 18k. Bao la luôn nhỉ. Nhắn cho em một nút chia sẻ nha các chị nha để mình tương tác các chị. Mã 26 10k cho mã 26. Mã 26 10k. Mã này cho em đó là mã 01 19k. 19k cho 01, 19k cho 01, mẫu mới hả? Cái gì ạ? Tặng luôn hả? Mã 13 13k đi các chị ơi. Mã 13 là 13k nha. Mã 13 là 13k. Mã 22 50k, một đôi sụt da bò nam. Mã 22 50k, mã 22 50k. Mã 02 9k. Mã lai hả? Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi. Mã 002, mã 02 15k, mã 02 15k, mã 02 15k. Cứ giày nữ là size 35 mà nam là size 41 nha các chị nha. Mã 07 12k cho mã 07. Mã 07 12k, mã 07 12k. Mã 03 10k. Mã 03 10k. À hôm nay em có ví nam mẫu mới nha các chị nha. Mã 03 10k. Mã 25 99k cho mã 25. Mã 25 99k. 99k cho mã 25. Size này là size 41 nha các chị nha. Mã 25 99k. Mã 21 20k. Mã 21 là 20k. Size là size 40. Cái đôi này size 40 nha các chị nha, size 40. Mã 21 20k cho size 40. Rồi tiếp tục mã 27 nè các chị ơi, 20k luôn. Mã 27 là 20k. Mã 27 là 20k. Sao em? Cái đây mọi người khách coi cùng mình đang nghĩ rất là năm. Đừng để lại số điện thoại giúp em nha các chị ơi. Mã 04 19k cho mã 04. 19k, 19k cho mã 04 các chị nha. Đôi da bò Mỹ nữa nè các chị ơi. Mã 24, 79k cho mã 24. 79k cho mã 24. 79k cho 24. Bảy nhà chị rồi. Mã 27, 15k cho mã 27. 15k, 15k cho mã 27. Tặng bao la luôn các chị ơi. Mã 30, 10 7k, mã 30 17k. Cứ giày nữ là 35, mà giày nam là thường là 40 41. Mã này giúp em đó là mã 37 tặng các chị mình 15k luôn. Mã 37 15k cho mã 37. Tiếp cho em. Mã 36 tặng 19k, mã 36 tặng 19k. Mã 36 em Thùy tặng 19k, 7200 chị và xem like rồi. Ủa có túi sách, túi đồ gì không em? Có. Hay tặng hết rồi. Rồi mã 29 tặng 19k. Mã 29 tặng 19k. Cái thứ nhất chia sẻ live stream. Cái thứ hai comment nhanh tay. Cái thứ ba các chị đừng để lại số điện thoại các chị nha. Vì em thấy hiện tại rất là nhiều chị để lại số điện thoại là mình sẽ không có săn được đâu ạ. Và các chị mình đừng để lại số điện thoại là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chia sẻ live stream. Cái thứ ba là mình comment nhanh tay. Vì em thấy có rất là nhiều chị chưa có chia sẻ live stream nhưng mà vẫn comment săn quà. Thì các mình chưa chia sẻ live stream em sẽ không có chốt nha các chị nha. Mã 16 em tặng 70k cho mã 16, đôi này da bò.
mã 16 tầng 70K. Các chị ơi, nhớ giùm em nha. Cái thứ nhất là gì Việt? Dạ, cái thứ nhất là không để lại số điện thoại nha các chị ơi. Và cái thứ hai, các chị mình giúp em là chia sẻ live stream lên trên trang cá nhân cũng là ở chế độ công khai, hoặc là chia sẻ lên hội nhóm các chị nha. Và phần mềm giúp em là cái mã hàng kèm giá tiền ngay tại live stream này nha các chị. Đừng để lại số điện thoại các chị nha. Mã 28 em Thùy tặng 10K. Mã 28 tặng 10K. Đừng để lại số điện thoại và có chia sẻ. Một đôi da bò, một đôi giày tây da bò các chị ơi. Mã cho em đó là mã 32. 32 tặng 99.000. 32 tặng 99.000 và size là size 41. Không sao đâu em. Cái này nó hơi lem một chút xíu, chỗ này em tặng cái chị mình nhà mình là 7K nha. Mã 34 7K. Mã 34 7K. Đừng để lại số điện thoại và nhắn cho em một nút chia sẻ nha các chị nha. Mã 41 70K. Mã 41 70K cho mã 70K cho mã 41. Em tặng rất là nhiều, các chị mình cố gắng chia sẻ live stream giùm em. Vì em thấy có rất là nhiều chị đang comment, ví dụ như chị Nguyễn Phương nè, không chia sẻ live stream nè, chị Cắt Bụi không chia sẻ live stream, chị Trâm Dương không chia sẻ live stream, chị Phạm Lai không chia sẻ live stream. Mà các chị mình vẫn comment xăng là xăng không có được đâu, các chị phải chia sẻ live stream. Nên em nhắc là để cho các chị mình chia sẻ live stream nha. Rồi mã 38, mã 38 tặng 90K. Mã 38 tặng 90K. Dạ, đèn nữ là size 35, đèn nam là size 41 nha các chị nha. Mã này giùm em đó là mã 35 tặng 70K luôn. Mã 35 tặng 70K. 70K cho mã 35 em ơi. Dạ, 70K cho mã 35. Hàng này là hàng lỗi nhẹ đúng không? Dạ, lỗi nhẹ chị. Dạ. Cái này thì nó hơi bị gọi là nó có một cái lỗi nhẹ nào đó, ví dụ như nó dính một cái vết mực hay cái gì đó các chị, đây nè, ví dụ như vậy đó. Thì cái đôi này em tặng các chị nhà mình 10K thôi cho mã 43. 43 10K, 43 10K các chị nha. 43 10K, đôi này size 36. Đôi này size 36 nha các chị nha, 43 10K. Dạ, các chị mình chia sẻ thành công là khi phía trên tên của mình có hiện nhóm của tên các chị nha, hình người. Và đây đây nó vết mực chút xíu chỗ đây nha các chị nha. Mã 39, mã 39 em Thùy tặng 12K cho mã 39. Đôi này là size 35, tặng 12K cho mã này, đó là mã 39 nha các chị nha, mã 39 12K. Rồi cái này nó có bị một cái vết nhẹ chỗ này một tí xíu nè, đây nè các chị thấy không ạ, một vết nhẹ luôn. Em tặng 10K cho mã này size 35, cho mã 40 10K, mã 40 10K, mã 40 là 10K các chị nha. Đừng có để lại số điện thoại các chị, đừng có để lại số điện thoại, mà có chia sẻ live stream nha, em thấy có nhiều chị không có chia sẻ live stream ạ. 8.400 chị vào mình xem live được cái chị. Mã 41, mã 41 này sẽ tặng là 15K cho mã 41. Mã 41 15K size 35. Cái này là một cái cặp laptop nhưng cái chị hết hàng bán rồi. Mã 33 tặng 90K cho mã 33. 90K cho mã 33. Mã này là em có cái mã là 31, em tặng 12K. 12K cho mã 31, 12K. Mã này giúp em là mã 45. Mã 45 nguyên một set như thế này tặng 30K. Tặng 30K cho mã 45. Dạ các chị ơi, mình đừng để lại số điện thoại giúp em. Mã hàng kèm giá tiền và mã 42. Mã 42 tặng 19K cho mã 42. Mã 42 em Thùy tặng 19K. Tiếp đi em ơi, nhiều quá nha. Rồi mã tiếp theo giùm em đó là mã 46 tặng 50K. 50K cho mã 46. Mã 46 là 50K. Mã 46 là 50K. Mã 46 50K. Một bộ đồ tiếp rồi tục nha các chị nha. Nguyên một bộ luôn nè các chị. Bộ này có mã là 49, em tặng 50K. Mã 49 tặng 50K các chị nha. 49 50K. Một đôi giày nam chất liệu da bò cao cấp luôn. Mã 48 99K. Mã 48 99K. Mã 48 99K, gần 9.000 chị vào xem live được rồi nè, 8.800 rồi, 8.800 mấy đây. Một đôi giày 3 phân đi các chị. Một đôi giày 3 phân mã 3 size 35, mã là 0 mã 50. Mã 50 tặng 20K, mã 50, mã 50 tặng 20K, gần 9.000 chị rồi các chị ơi. Mã tiếp theo giùm em là mã 53, 53. Mã này là mã 53 nha các chị nha, em tặng đôi này với giá là 20K luôn đi. Mã này tặng 20K thôi. Mã này là mã 53 tặng 20K. Rồi tiếp tục mã này cho em đó là mã 56.
56 tầng 20K, 56. 56 tầng 20K đôi size 41 ạ. 56. À. Bao nhiêu phần rồi em? Dạ, 50 mấy phần quà rồi chị. Này 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 này, cho chừng nó lộn mã nè. Mã 54, mã 54 tầng 70K. 70K cho mã 54 nha. 70K cho 54. Một cái áo thun nha các chị ơi, một cái áo thun đẹp lắm. Cái mã này là mã 51, em thì tặng 19K cho mã 51. 19K cho mã 51, một cái áo thun rất là đẹp luôn. Đừng để có ví nam mẫu mới nha các chị nha. Hôm nay có mẫu ví nam mẫu mới rất là đẹp nha các chị nha. Một set, nguyên một set như thế này tặng luôn cho các chị nhà mình mã 57. Mã 57 tặng 30K thôi, mã 57 tặng 50K. Mã 57 là 50K nha em nha. Rồi mã tiếp theo là mã 58, 99K cho mã 58. 58, 99K. 58 là 99K các chị nha. Rồi tiếp em. Tặng đi, tranh thủ tặng cho các chị đi. Mã 52. Mã 52 là tặng 19K. 19K cho mã 52. Mã 41, em Thùy tặng 15K cho mã 41. 41 tặng 15K. 60 phần rồi chị nha. 60 phần rồi. Dạ. Nhanh. 59. 19K, 59 là 19K, 59 là 19K các chị nha. Nguyên set nữa hả? Nguyên một set mã 47, tặng 47K luôn. Nguyên một set này các chị ơi, tặng 47K. Nguyên một set tặng 47K cho mã này là mã 47. Nhiều lắm các chị, hàng mẫu là bao la. Mã 66 tặng 30K. Mã 66 tặng 30K. Mã 66 tặng 30K. Tặng quá trời luôn các chị thấy không? Mình chia sẻ livestream để mình săn nha các chị nha. Mã này giùm em đó là mã 63 tặng 10K thôi. Mã 63 tặng 10K. Cái này còn hàng bán không? Dạ còn chị. Ừ. Rồi tiếp tục giùm em mã 64. Mã 64 tặng 20K cho mã 64. Mã 64 tặng 20K các chị nha. Rồi mã 66, đúng không em? Cái này phải 66 không? Dạ 60 chị. Mã 60 à? Dạ 66 có rồi. À 60, mã này 60 tặng 25K. Mã 60 tặng 25K cho mã 60 các chị nha. Tặng 25K cho mã 60. Ô đôi này xuất sắc luôn nè các chị ơi. Đôi này quá là tuyệt vời, size 36. Đôi này size 36 nha. Cái này nó có lỗi nhẹ một tí xíu, nó bị nhăn nhăn cái talon bên trong một tí xíu xíu à. Mã 62, 62 thì tặng 15K luôn. Mã 62 tặng 15K. Mã 62 tặng 15K. Tiếp tục ạ, mã này cho em là mã 68. 68 tặng 25K. 25K cho mã 68 nha. Tiếp tục giùm em mã này đó là mã 67 tặng 99K. 99K cho mã này đó là mã 67 ạ. 67 là tặng 99K các chị nha. Mã 41, mã 41. Xin lỗi, phải size 41, mã 69. Mã là 69, size là size 41. Rồi cái này thì em sẽ tặng với giá là 79K. 79K cho đôi da bò Mỹ này. Mã 69 tặng 79K. Chỉ có mỗi sản phẩm chỉ có một size thôi nha các chị. Mã 65. Mã 65 em tặng 10K. Mã 65 em tặng 10K. Cái này là hàng trong quá trình em livestream nó gọi là nó hết hàng bán rồi. Thì nó còn lại hàng mẫu thì em tặng hết nha các chị nha. Chứ cái này không có sai nha các chị ơi. Mã 65 10K. Mã 5 quên mã 75. Mã 75 20K cho mã 75. Mã 75 20K. Đôi này cao cấp lắm. Mã 75 20K. Mã 71 là em tặng 19K cho mã 71. 19K cho mã 71, 19K. Rồi cái này bộ này có lỗi nhẹ một chút xíu. Mã 72 tặng 20K thôi. Mã 72 tặng 20K. Mã 61 thì tặng 99K một đôi giày da bò. Một đôi giày da bò mã 61 tặng 99K. 99K. Bao nhiêu chị ngàn? Mã 76 tặng 18K cho mã 76. 76 cho 18K bao nhiêu phần đem chị thấy sao nó bao la quá vậy? Nhiều hết chị ơi, 70 mấy gần 80 phần rồi chị. Mã 73 sao dán vô cây khóa rồi. Hết chỗ dán đi dán ngay cây khóa. Mã 73 tặng 25K. Mã 73 tặng 25K.
các chị ơi, mình comment giúp em mã hàng kèm giá tiền, đừng để lại số điện thoại ạ. Mã 81 tặng 20k cho mã 81, 20k cho mã 81. Chắc vào chương trình luôn rồi. Nhiều quá rồi. Mã 70 20k cho mã 70, 20k cho mã 70, 20k cho mã 70 các chị nha. Rồi tiếp tục. Mã này mã gì nhỉ? Mã 79. Mã 79 tặng 50k đôi da bò. 80 phần quà rồi. 80 phần rồi hả? Bán rồi chắc là vào. Trời nhiều quá. Tặng quà còn hơn một cái shop nhỏ bán nữa. Em thì tặng quà còn hơn một cái shop nhỏ bán nữa các chị ơi, thôi lỡ đừng món nữa đi. Cho chuyện số nữa đi. Dạ rồi 74 chị ơi. Mã 74 tặng 15k cho mã 74. 15k cho mã 74. Em tặng quà mà còn hơn cái lượng tặng nó còn hơn một cái shop nhỏ bán nữa các chị ơi. Rồi bây giờ vào chương trình luôn, 9.500 chị vào xem live rồi đúng không? Bây giờ vào chương trình luôn đi. Lấy cho chị cái bộ đồ bộ kia. Còn ít ít thì chị xả hết nè. Mấy cái bộ dạ. Mà còn ít sẽ xả lỗ hết luôn. Đây cái này là 529 à. Cái này là mấy bộ? Cứ để lại vậy. Cái này 529 là còn được bao nhiêu bộ em? Đây cái áo này đưa chị xả luôn nha. 529 nha các chị nha. Bộ này là bộ xịn, bộ mango cao cấp. Bộ xịn mango cao cấp này các chị ơi. Cái này là bao nhiêu bộ Việt? Dạ 529 giúp em các chị nha. Dạ bộ này em còn cực kỳ ít luôn nha chị ơi. Còn được là 14 bộ. 14 bộ em xả luôn 135.000. Cái này ra thị trường từ 200 đến 250 một bộ. Cái này mango cao cấp các chị nha. Xả cái chị mình xăng 135.000. Em bấm qua cho chị với. Mã là 592 ạ. 529 à em. Dạ. 529 135.000. 529 135.000 cho 529. Không em qua đi em. 529 qua hết rồi nha các chị nha. Qua luôn chị mới biết tên nè. Cái áo em thì mặc trước đi. Cái áo thì mặc trước đi. Cái này còn bao nhiêu cái? 552 99k. 552. Áo em thì mặc là 552 99k. Vì nó còn ít à. 552 99k là áo em thì đang mặc nha. 552 là có 23 cái, màu đen là M 4 cái, size S 19 cái. Dạ rồi, mã sản phẩm đặt hàng sẽ là 552 99k cho 552. 552 99k. Rồi. Các chị đang trong chờ Vĩ Nam để chị lên các cái mẫu Vĩ Nam để chị săn cái đó nha. Các chị hỏi từ mấy bữa nay á. Rồi các chị ơi, ví da bò nha các chị nha. À, em hôm nay em sale giá quà, các chị mà để giúp em là tặng da bò 093 đúng không? Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giùm em. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại. Một cái ví da bò cao cấp dòng xịn nha các chị nha. Da là da nhập khẩu, da cao cấp, da xịn. Hôm nay em tặng hết các chị mình săn với giá cực kỳ hấp dẫn. Cho nên là chị nào mình săn cái này thì nhanh tay giúp em mã sản phẩm đặt hàng. Sẽ là tặng da bò 093 kèm số điện thoại. Có cái hộp làm quà nữa, đưa cho chị cái hộp. Màu nâu, màu đen, màu bò và gam màu này đó là gam màu xanh đen. Các chị mình biết không, dòng da bò cao cấp này thì thường thị trường bán từ 4 đến 500.000 một cái tùy theo store. Ở Sofia thì em luôn luôn có một cái giá sale show đó là 272.000. Nhưng riêng trong gala ngày hôm nay em tặng các chị nhà mình một cái giá đặc biệt. Giá này được áp dụng một like duy nhất các chị, để cho mẹ cho em cái mã là tặng da bò 092. À quên, 093 kèm số điện thoại giùm em. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giùm em. Đó là cái mã đặt hàng với một cái giá em tặng rất là sâu. Cho nên là các chị mình yêu thích thì nhanh tay giùm em mã này. Vì dòng này dòng cao cấp, dòng xịn. Da là da bò nhập, những cái da bò xịn luôn. Mà các chị mình hôm nay săn được trong ca live này. Vì hôm bữa giờ em nói các chị mình là hãy chờ em để em ra mã da bò cho các chị mình. Thì các chị mình đã chờ thì em sẽ sale sâu. Hôm nay các chị mình mua cái mẫu này thay vì em sẽ sale với giá là 272. Còn giá niêm yết bao nhiêu Việt ơi? Dạ giá niêm yết của mã tặng da bò 093 là 415.000. 415.000 các chị nha. Thì thường em tặng sâu, em có bán sâu nhất thì cũng là 272.000. Nhưng hôm nay em tặng hết các chị nhà mình săn với giá 198.000 cho những chị nhanh tay. 198.000 cho mã tặng da bò 093 kèm số điện thoại. Riêng mẫu này ngày hôm nay Thùy xin được chốt cho tất cả các chị nhà mình trong thời gian là 5 phút nhận đơn. Nên là trong cái 5 phút này nếu mà chị nào mình nhanh tay thì mình có đơn. Còn nếu như ngoài cái 5 phút này em sẽ không cam kết có đơn các chị nha. Rồi mã và sản phẩm đặt hàng giúp em đi ạ. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Và em có tổng cộng là 4 gam màu. Nâu, đen, bò và gam màu xanh đen nha các chị rồi, nha. Rồi em nhận 5 phút thôi nha các chị nha. Vì cái giá tặng quá là sâu luôn. Có 198.000 mà các chị đang săn da bò cao cấp dòng xịn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi các chị nhà mình thanh toán nha. Ưng ý nhận, không ưng ý cứ trả về cho em. Em có một cái hộp để các chị mình có thể mua làm quà được luôn. Vì khi em đóng hộp cho mình á thì em sẽ đóng kèm vô một cái hộp khác nữa để bảo vệ cái hộp này. Cho nên các chị mình nhanh tay nhất để có đơn hàng
hàng thành công cho mã này, đó là tặng da bò 093 kèm số điện thoại giùm em. Cứ em sale đúng ra là thấp nhất của em sẽ là 272.000 là giá sale, còn giá niêm yết là 415. Còn cái chị mình ra thị trường cái dòng này toàn là 500, 600 hoặc là có thể là 400 tùy theo store. Còn riêng hôm nay em bán cho cái chị nhà mình đó là 198.000 cho mã tặng da bò 093. Các chị ơi, nổ đơn dữ lắm. Nếu cái chị mình nhanh tay nhất để có đơn và em Thùy chị chốt cho cái chị nhà mình trong vòng đó là 5 phút nhận đơn, mà bây giờ còn là 4 phút cuối cùng cho chị nào nhanh tay nha các chị nha. Yêu thích là lên đơn liền cho em mã này, đó là mã tặng da bò 093 kèm số điện thoại với giá sale rất là hấp dẫn cho các chị nhà mình trong livestream ngày hôm nay, đó là 198.000. Da bò xịn cho nên khi các anh nhà mình có bọc vô túi quần cũng yên tâm, không bao giờ bị gãy da, nhăn da là không có, vì dòng này dòng xịn nha các chị nha. 198.000 đồng các chị đã săn sale một thành công một cái ví da bò cao cấp dòng xịn rồi, nên các chị mình yêu thích là lên đơn liền giùm em nha. Vì số lượng em không có sản xuất nhiều đâu các chị ơi, có 1.000 cái thôi à, sản xuất có 1.000 thôi các chị ơi, sản xuất mẫu này có 1.000. Các chị mình săn sale ở Sovia là em nói là giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái mẫu này nè, mình được cho em là chứng minh nhân dân, cả việc xe, bảo hiểm y tế, tất cả các loại giấy tờ đều ok nha các chị nha. Hãy để đúng cú pháp giúp em để mình có đơn hàng thành công, đó là mỹ tặng da bò 093 kèm số điện thoại là có đơn. Màu thì em có màu nâu, màu bò, màu xanh đen và gam màu đen. Màu nào cũng đẹp. Các chị mình yêu thích màu nào mình lên đơn màu đó liền nha các chị nha. Dòng xịn đó, mua trong xã mình một cái ví đi cao cấp này đi các chị ơi. Đẹp mà rẻ đúng không các chị? Nhanh tay nhất để có đơn. Cứ nhận hàng kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán. Được bảo hành 6 tháng và các chị nhà mình á mua là bên em là phí ship rất là rẻ, 16.000 tại thành phố Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh sẽ là 25.000 các chị nha. Đó, phí ship chỉ là như vậy thôi. Các chị mình yêu thích là lên đơn liền giùm em. Em ơi, lấy cho chị cái túi A4 đi, các chị đang hỏi túi A4 để làm quà 8 tháng 3 nè. Rồi 12 mã sản phẩm đặt hàng tặng da bò 093 kèm số điện thoại là lên đơn hàng thành công liền các chị nha. Da bò 093 kèm số điện thoại giúp em. 2 phút 35 giây nữa là ngưng nhận đơn cho mẫu này rồi. Chị nào yêu thích thì lên đơn nha các chị nha. 1, 2, 3 ngăn rồi da bò cao cấp dòng xịn, nên các chị mình mua đi các chị, để về cho ông xã nhà mình xài. Màu bò, màu này giúp em đó là gam màu nâu, màu này đó là gam màu xanh, còn màu này đó là gam màu đen dòng xịn nha các chị nha. Cao cấp lắm, các chị mình nhanh tay để có đơn hàng thành công ạ. Xem một đôi giày thể thao trắng trên cùng. À, cái màu đó hình như hết hàng mất rồi các chị ơi. Màu đó hết hàng đúng không em? Cái mẫu mới có màu xanh. Lấy mẫu mới đi chứ mẫu đó em hết hàng rồi. À, các chị ơi, chị Vân Lê ơi, thiếu mã sản phẩm rồi. Các chị để cho em mã là tặng da bò 093 kèm số điện thoại giùm em. Các đơn, các bay đều đang nổ đơn rất là nhiều, nhưng mà có nhiều chị lại thiếu mã sản phẩm và thiếu số điện thoại. Vì vậy mình bổ sung giúp em để mình có đơn hàng thành công cho mã tặng da bò 093 kèm số điện thoại các chị nha. Và còn chị có xem đó, 1 phút 38 giây nữa là ngưng cái mã này rồi. Nên là chị nào chưa lên đơn là lên đơn giùm em nha. Mã này đó là mã tặng da bò 093. Chị Linh Lê thiếu số điện thoại rồi, chị Linh Lê ơi. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại 198.000. 198.000 khi các chị mình để đúng cú pháp mình săn sale được giá này các chị nha. Da bò này là da bò nhập. Các chị mình nhìn cái vân da nè, đẹp chưa? Mịn màng lắm. Sờ là êm tay luôn, vì nó là da bò nên là mình cầm vào là mình cảm nhận được liền. Mỗi khi các chị mình nhận hàng nhớ đưa lên trên mũi ngửi giùm em, thì cái mùi da bò nó sẽ khác mùi da tổng hợp rất là nhiều. Cho nên chỉ cần mình đưa lên mũi ngửi thôi là các chị mình biết ngay nó là da bò cao cấp nha các chị nha. Thì đó, cái nó rất là dễ nhận diện vậy. Cho nên em muốn khuyến khích các chị nhà mình đó là nhận hàng cứ kiểm tra rồi mới trả tiền. Cứ kiểm tra đi đã, ưng ý nhận, ưng ý không trả về, không ưng ý trả về giùm em. Rồi chuẩn bị 5 phân 369 hết sạch. Các chị mình biết sao không? Vì một live stream là hết à, chứ không có nữa đâu. Nên là nhiều lúc đó em live xong các chị cứ lên các chị hỏi mà em đâu còn hàng đâu. Ví dụ như tối qua có một đôi dép đẹp, một like, có 300 đôi mà 500 chị đặt. Rồi có một đôi dây thắt lưng 500 dây, 700 chị đặt. Không có hàng để chốt các chị ơi, cho nên là nhiều lúc các chị mình nhanh tay giùm em nha. Chị Nguyễn Trường thiếu số điện thoại rồi, bổ sung để có đơn chị Nguyễn Trường ơi. Rồi còn những giây phút cuối cùng nè các chị, 20 giây cuối cùng. Mã sản phẩm đặt hàng giùm em đó là mã tặng da bò 093 kèm số điện thoại giùm em để có đơn. Với giá sale 198.000 cho mẫu tặng da bò 093. Mẫu mới nha các chị nha, mẫu mới nhất luôn đó. Hôm nay em like cho các chị nhà mình là mẫu mới nhất. Vì hôm bữa giờ là hết sạch không còn một cái mẫu nào đâu. Hôm nay là mẫu mới nhất em like cho các chị mình. Nên các chị mình nhanh tay để có đơn nha các chị nha. Mã sản phẩm đặt hàng tặng da bò 093 kèm số điện thoại là có đơn. Và em hết giờ nhận đơn rồi em qua nha. Rồi tiếp tục. À, cái này đúng không em? A4 cao cấp nha các chị nha. A4 cao cấp này các chị. Các chị để cho em là A4 cao cấp nha. Màu đỏ không, 37 cái đó nha chị ơi. Ô vậy thôi hả?
một số lượng một xíu. 81 cái. Đó, các chị ơi, cái. Nhanh tay giúp em mẫu này. Cao cấp 704 kèm số điện thoại. Các chị mình mua cái này để về làm quà cho giáo viên nhân dịp 8 tháng 3, vì sắp tới 8 tháng 3 rồi các chị nha. Riêng mẫu này các chị mình nhanh tay đi à, vì em sản xuất có 1.000, mà tối qua các chị đã đặt 700 cái rồi, giờ còn có 300 cái cuối cùng nữa thôi. Còn có 300 cái cuối cùng, riêng màu đỏ bây giờ chỉ còn có 31 cái à, 300 cái cuối cùng. Các chị để cho em là cao cấp 704 kèm số điện thoại, một cái dòng túi A4 dòng xịn nha các chị nha. Dòng này rất là đẹp luôn. Hôm nay các chị mình săn đi, em sale giá sâu cho các chị nhà mình săn cái mẫu này. Các chị nhanh tay nhất để có đơn cho mã này nha. A4 cao cấp 704 ạ. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em. Giá niêm yết 625.000. Nhưng hôm nay trong chương trình này em sẽ sale giá sâu để cho các chị nhà mình mua làm quà các chị nha. Cái mã tặng da bò vừa rồi là mã 093 đó, anh Tấn Đạt bổ sung giùm là 093 nha anh nha. Rồi mã sản phẩm đắt hàng giùm em cái mã này, đó là cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em. Tối hôm qua em có 1.000 cái nhưng mà bây giờ còn có 300 nữa là hết nha các chị nha. Rồi các chị nào mà đặt màu đỏ thì nhanh tay. Và mẫu này hôm nay sale giá hấp dẫn cho các chị nhà mình săn. Thường A4 em thì bán có sâu lắm đi chăng nữa thì cũng phải 299.000. Nhưng hôm nay trong chương trình này một cái túi A4 cao cấp tới 625.000. Nhưng sẽ tặng cho tất cả các chị nhà mình với giá là 245.000 một cái. 245.000 một cái nha. Nhưng em biết sắp tới ngày 20 tháng 11 rồi, các chị mình sẽ rất là hay có nhu cầu. À quên, xin lỗi, sắp 8 tháng 3 rồi, các chị mình sẽ có nhu cầu mua tặng cho giáo viên. Vì vậy tặng cho mẹ, tặng cho dì. Cho nên đặc biệt hôm nay trong chương trình này em sẽ có một cái giá cực kỳ hấp dẫn cho tất cả các chị nhà mình. Một cái 245.000, chị nào mua từ 2 cái trở lên 199.000. Các chị ơi nhanh tay giùm em mã này, siêu sốc luôn các chị nha. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em. Một cái 245.000, còn mua từ 2 cái trở lên 199.000. Chị nào nhanh tay nhất có đơn nha các chị nha, vì số lượng còn có 300 cái thôi. Cho nên là mình yêu thích là lên đơn liền. Các chị ơi lâu lắm rồi mới có một cái túi A4 nha các chị nha. Lâu lắm rồi mới ra được một cái túi A4. Dòng này là dòng size 36. Vì vậy nên là mình đựng A4, em nói là thoải mái luôn. Cứ A4 là thoải mái nha các chị nha. Màu em có là đen. Màu đỏ được 31 thôi nha các chị nha. Và màu bò em còn được 81 này các chị. Còn lại là gam màu kem và gam màu đen giúp em. Kem này là kem tây rất là đẹp nha các chị nha. Màu kem tây này rất là sang trọng luôn. Các chị mình chỉ cần mua một cái là 245.000. Trong khi giá niêm yết tới tận 625. Nhưng các chị mình mua một cái thì em sale cho mình chỉ có là 245.000. Là sale sâu hơn 50% rồi. Còn hôm nay các chị nào mua từ 2 cái trở lên, vì em biết sắp tới ngày 8 tháng 3 các chị mình sẽ hay mua làm quà. Cho nên hôm nay em khuyến khích các chị mình hãy mua sản phẩm này tặng cho giáo viên, tặng cho dì, tặng cho mẹ. Cho nên em sale cho mình đó là 2 cái trở lên 199.000 cho những chị mua từ 2 cái. Các chị thấy hấp dẫn không? Cho nên là 1.000 cái mà đêm qua em Thùy đã like đã bán hết 700 rồi. Bây giờ còn 300 cái cuối cùng cho những chị nhanh tay nhất các chị nha. Một cái 245.000 mua từ 2 cái trở lên 199.000. Màu em cầm đó là gam màu đen nha các chị nha. Em còn 400 màu nữa các chị mình cứ tha hồ lựa chọn nha chị nha. Nhưng mà chị nào mà đặt màu đỏ là mình phải nhanh tay giúp em, vì em còn 31 cái màu đỏ thôi ạ. Bên trong rộng rãi cho mình, lót rất là đẹp nha các chị nha, có ngăn phụ luôn. Ở ngoài đây có một ngăn, ở bên trong này, bên ngoài này tiếp tục một ngăn. Và dòng khóa này là dòng Artimon, em dùng là dòng Artimon. Nó luôn luôn trong tình trạng là sáng bóng nên các chị mình xài em nói là bao bền luôn. Nha các chị nha, dòng này dòng xịn, da cũng đẹp, rồi may cũng đẹp và khóa đi kèm là khóa cao cấp hết. Nè các chị mình Artimon này nó cứ sáng bóng như thế này nè. Nên các chị mình yêu thích là lên đơn liền giùm em nha. Dòng đẹp, dòng cao cấp, dòng xịn. Mà hôm nay sale sâu quá, đó là lý do tại sao mà tối hôm qua Thùy bán tới tới 700 cái, giờ còn có 300 cái cuối cùng đó, nha các chị nha. Có ai mà bán nhiều như vậy đâu đúng không các chị? Ví dụ như em nói á, ví dụ như dây thắt lưng đi, tốn qua 500 dây mà tới 700 chị đặt, cuối cùng chốt được có 500 chị, 300 chị không có đơn luôn. Đó, 200 chị không có đơn luôn. Rồi có một đôi dép cũng vậy luôn, là có 300 đôi mà có tới 500 luôn không? Cái đó cũng đôi đó cũng 500 luôn. Đó cũng không đủ chốt đơn các chị nha. Rồi bây giờ chị nào săn cái này nhanh tay giúp em, cái này em có 1.000. Tối qua em đã chốt 700 cái rồi, bây giờ em còn 300 cái cuối cùng. Thì chị nào yêu thích thì lên đơn giùm em mà sản phẩm đắt hàng. Cao cấp 704 kèm số điện thoại. Chị Dung Ngô ơi, chị thiếu cái mã rồi, bổ sung giùm em với ạ. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em để có đơn. 625.000 là giá niêm yết. Nhưng hôm nay Thùy sale các chị nhà mình là 245. Còn chị nào mình mua từ 2 cái trở lên là 199.000. Nhưng cái nhà mình mua từ 2 cái là 199.000. Dòng cao cấp, dòng xịn em không bỏ cái gì bên trong. Các chị mình thấy form dáng vẫn chuẩn, vẫn đẹp như thế này. Nên là yêu thích thì lên đơn giùm em. Cho chị một cái màu kem tây. Đây một kem nha các chị nha.
Màu kem tây đây các chị ơi, màu kem tây nè, các chị thấy sang chưa? Cái màu kem này ở bên ngoài các chị nhìn là các chị ghiền liền vì nó rất là sang trọng nha các chị nha. Mã sản phẩm đặt hàng giùm em, đó là mã cao cấp 704 kèm số điện thoại là có đơn nha các chị nha. Cao cấp 704 kèm số điện thoại, nhìn cái da thôi nhìn mê mất tiêu rồi các chị ơi. Rất là đẹp nha, đây là một ngăn nè. Đó, một ngăn rộng rãi luôn, ở ngoài này một ngăn nữa. Khóa thì khóa xịn, khóa cao cấp. Đây các chị mình thấy khóa chưa? Rất là xịn sò, nhìn vô cái túi là biết hai dòng hàng xịn rồi. Tới 625, các chị mình mua đi để làm quà cho giáo viên đợt này các chị nha. Mua đi các chị, mua để làm quà cho giáo viên đợt này. Rất là hấp dẫn luôn nha các chị. Mà giá sale sâu quá, hôm nay em sale sâu. Các chị mình biết sao không? Vì em biết là sắp tới 8 tháng 3 rồi. Các chị sẽ có nhu cầu nhiều về dòng A4 cho nên đặc biệt em sale sâu như vậy để các chị mình mua làm quà. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em. Một cái chỉ có 245.000, các chị mình sang sale từ hai cái trở lên. Em sale cho mình đó là 199.000 để các chị nhà mình mua dễ dàng mình tặng quà cho người thân của mình các chị nha. Yêu thích là lên đơn liền để các chị, vì dòng A4 á, mấy ngày nay á, là nói chung là các chị hỏi suốt luôn á, mà không có hàng, xong làm được, sản xuất được có mẫu là ra là cái là em mừng quá trời, là like ầm ầm và like giá siêu sâu luôn cho các chị nhà mình. Thay vì đang khan hiếm thì có thể bán giá cao hơn để bán từ từ cũng được, nhưng mà tính em là như vậy, biết các chị đang có nhu cầu để mua làm quà thì em sẵn sàng là bán giá siêu sâu, lỡ sofa sẽ là như vậy các chị nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay nhất để có đơn hàng thành công, một phút cuối cùng ngưng nhận đơn cho mã này, đó là cao cấp 704 kèm số điện thoại. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi các chị nhà mình thanh toán tiền nhé các nha. Các chị mình cứ yêu cầu shipper mở ra cho mình kiểm tra, mình ưng ý mình nhận, mình không ưng ý được quyền trả về. Vì dòng này dòng xịn của bên em cho nên em bảo đảm các chị mình nhận xong các chị sẽ hoàn toàn là ưng ý đó các chị. Mà các chị mình biết sao không, sắp 8 tháng 3 rồi, tuy là còn tới không phải là nó đã quá gấp gáp gì, nhưng mà mình mua online thì mình cần mua trước để sẵn sàng để khi mà tới ngày cái là tặng luôn, không phải tìm kiếm mất thời gian các chị nha. Rồi các chị ơi nhanh tay à, em còn 30 mấy giây nữa thôi là em ngưng nhận đơn cho cái mẫu này rồi, cao cấp 704 kèm số điện thoại giùm em. Các chị ơi, cái có nhiều chị đặt 3 cái luôn Thùy ơi. Dạ ok. À, nhưng mà nếu mà màu đỏ thì hết rồi nha các chị nha. Dạ. Màu đỏ nãy còn có 30 mấy cái nha. Dạ, chủ yếu là kem và màu đen màu bò giúp dạ, em ạ. Các chị mình đặt cái màu kem tây này đi, màu kem tây này rất là sang luôn nè. Các chị nghe tư vấn của em đi, cái màu kem tây này ở ngoài nó sang dữ lắm nha các nhà, rất là sang trọng luôn. Các chị mình nhìn trong hình sao ở ngoài nó y như vậy luôn nha các nhà. Vì ở đây em cũng đang coi rất là nhiều cái điện thoại để em đánh giá đó, thì em thấy là trong hình sao thì ở ngoài nó y như vậy. Màu kem tây này rất là sang. Rồi em thì xin ngưng nhận đơn cho mẫu này. Trước khi ngưng nhận đơn, em giới thiệu lại cái mẫu này có giá để biết là 625.000. Hôm nay em thì sale 245.000 trên một cái. Chị nào có nhu cầu từ 2 cái trở lên là 199.000. Còn màu em thì đang cầm đó là gam màu kem tây, và size này là size 36 cho nên các chị nhà mình được đựng được cho em. Đó là tất cả các loại giấy tờ A4 là đựng thoải mái vô tư. Hoặc là các chị mình có mua tặng cho mẹ, tặng cho dì nhân dịp 8 tháng 3 thì mẹ hoặc dì có thể đi chơi ngắn ngày 2 đến 3 ngày, đựng vài bộ đồ cũng ok. Những cái gam màu này đó là gam màu kem tây. Và màu này trên sẽ là kem màu bò, và một kem màu nữa đó là kem màu đen giúp em. Các chị mình bổ sung cái mã đó là cao cấp 704 kèm số điện thoại và kèm số lượng giúp em nha các chị nha. Và em qua mẫu 704 này luôn ạ. Dạ các chị ơi, cái này các chị ấy tin vào sản phẩm luôn các chị ơi. Các chị nói công này là các chị hay tin chị về. Rồi em qua luôn mã 704. Đưa cái thùng áo đằng sau cho chị trả luôn Việt ra Việt. Đưa hai cái thùng áo. Cái mẫu này là mẫu em làm tặng cho hết đi em ạ. Làm quà các chị nha, cho nên em siêu sâu lắm. Ít lắm chị ơi. Còn bao nhiêu cái em? Mã này 165 nè. Vậy đây chị ơi, còn 360 cái thôi. 360 cái. Các chị ơi, đặt hàng mẫu này nhanh tay nha các chị nha, vì cái giá em chỉ là một cái giá quà thôi. Các chị để cho em mã là quà 165 kèm số điện thoại. Em bán cho các chị nhà mình chỉ là không đủ tiền vải nữa. Không đủ tiền vải nữa các chị. Nhanh tay nha các chị nha, vì dòng này là dòng cao cấp, vì nó là một dòng áo sơ mi nhưng mà nó lại có chất thun, cho nên là con mặc sẽ rất là dễ chịu và thoải mái. Các con từ 10 cho đến 37 kg là mặc vừa cái áo này các chị nha. Với giá sale rất là hấp dẫn luôn, vì cái giá niêm yết tới tầm 215.000 dòng áo cao cấp. Mà hôm nay Thùy sale cho các chị nhà mình đó là 79.000 trên một áo. Chị nào mua từ 2 áo trở lên thì các chị sẽ được chốt với giá là 49.000 trên một áo. Và riêng cái này em làm quà cho nên là số lượng có giới hạn. Em sẽ chốt cái mẫu áo này trong vòng 3 phút nhận đơn. Chị nào nhanh tay nhất có đơn cái mã này, đó là mã quà 165 kèm số điện thoại. Một áo 79.000, mua từ 2 áo trở lên
49.000, các chị thấy hấp dẫn không? Cho nên các chị nào mình yêu thích thì lên đơn liền giùm em mã này, đó là mã quà 165 kèm số điện thoại giúp em nha các chị màu ơi. Đi Việt ơi. Là một cái dòng áo em ơi, cao lấy cho chị đôi sụp mẫu mới và nhất. Có độ co giãn các chị nha, có độ co giãn nên các con mặc là hoạt động thoải mái. Nên hôm nay các chị mình nhanh tay giúp em cho mã này, đó là quà 165 kèm số điện thoại cả mấy ngàn cái. Nhưng bây giờ em còn có 360 cái là em sẽ kết thúc luôn cho mẫu này từ 10 đến 37 kg đồng giá các chị luôn với giá làm quà 79.000 một cái. Mua 2 cái trở lên sale với giá là 49.000 các chị nha. Mình nhanh tay lên đây giúp em mã này, đó là quà 165 và tổng cộng là em có 5 gam màu, màu xanh biển đó các chị ơi, nó xinh lắm. Màu này là gam màu xanh đen, màu này là gam màu vàng chanh. Em có màu đỏ và gam màu vàng nghệ cho mã quà 165 giúp em. Theo cao cấp nha các chị nha. Kể cả hàng nút cũng rất là đẹp luôn, mà hôm nay các chị mình sang giá làm quà chỉ có là 79.000 một cái. Cứ mua 2 cái trở lên là em sẽ với giá là 49.000 cho mã là quà 165 kèm số điện thoại giúp em. Các bé từ 10 cho tới 37 kg em đồng giá hết và làm quà cho các chị luôn. Nó đáng lý là 37 kg là cái áo nó rất là lớn đó các chị, chiếm lượng vải nhiều hơn. Nhưng hôm nay em cũng sẽ cho các chị giá làm quà, đó là 79.000 một cái. Cứ 2 áo trở lên là 49.000 cho một cái các chị nha. Quà 765 kèm 165 kèm số điện thoại giúp em ạ. 165 nha các chị nha, đẹp lắm các chị ơi. Lỡ các chị mình có dặn con này đi chơi này, đi tiệc này, hoặc là đi du lịch đó, mua một cái áo xong mặc một cái quần jean, phối đồ rất là xinh. Và cái dòng áo sơ mi lúc nào mặc nó cũng sang trọng hết các chị nha. Đang tay giúp em nha, mã đó là quà 165. Quà 165 kèm số điện thoại, một áo 79.000, hai áo trở lên 49.000. Ở nhà mình có nhiều cháu các chị, mình mua cho các cháu nha các chị nha, hoặc là mua cho các con nha các chị, đẹp lắm ạ. Về dòng này hôm nay các chị là sang chỉ là giá là quà của em thôi. Số lượng có hàng chị chắc dùng cho chị nào mình đặt hàng trực tiếp tại livestream này khung giờ này giúp em, đó là quà 165 kèm số điện thoại. Và em có tổng cộng là 5 màu vàng nghệ, màu xanh biển, màu xanh đen, màu đỏ và gam màu vàng chanh cho mã quà 165 kèm số điện thoại. Một áo là 79.000, hai áo trở lên là 49.000. Chị Thúy Lưu và chị đặt hai áo bổ sung giúp em thêm số điện thoại chị nha. Các chị ơi đặt hàng hỗ trợ giúp em thêm số điện thoại để mình có đơn, số lượng em có hạn nên các chị mình nhanh tay cho mã quà 165 nha. Đa số các chị đặt hai áo rất là nhiều, có thể là mình mua cho các con mình mặc màu thay đổi, hoặc là hôm nay giá sale quá là rẻ, cứ hai áo trở lên 49.000 các chị nha. Mã là quà 165 giúp em cho các bé là từ 10 cho tới 37 kg nha các chị nha. 10 đến 37 kg và em chỉ còn có là 29 giây cuối cùng thôi, nên các chị nhanh tay nổ đơn. Chị Lucky Binh Phạm ơi, chị đặt hai áo thiếu số điện thoại bổ sung giúp em luôn. Mã là quà 165. Nó có chất thun, có chất thun nên con mặc thoải mái. Thoải mái các chị nha. Áo cũng xinh quá trời. Mà áo sơ mi thì lúc nào lên cũng rất lịch sự luôn đó các chị. Nhanh tay để có đơn cho mã, đó là quà 165 79.000 một cái. Chị Thuận Huỳnh đặt hai cái cũng thiếu số điện thoại luôn, bổ sung giúp em. 5 gam màu, màu nào cũng đẹp hết. Hình theo cao cấp, hàng nút cũng đẹp các chị ơi. Thiết kế làm cầu vai cũng đẹp nữa. Chị Liễu Ngô thiếu số điện thoại bổ sung giúp em. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa cho mã quà 165 49.000 khi mua từ 2 cái trở lên. Còn một cái em sale với giá làm quà đó là 79.000 nha các chị. Chị Hương Evin Huỳnh cũng thiếu số điện thoại, màu vàng chanh, màu đỏ nha các chị ơi. Màu vàng nghệ, màu nào cũng đẹp hết nha các chị nha. Màu này là gam màu màu vàng màu xanh biển và gam màu xanh đen. Em qua luôn mã quà 165 ạ. Rồi, em lên các chị mình một đôi sụp để các chị mình mua tặng quà cho mẹ 8 tháng 3 các chị nha. Mẫu mới nha các chị nha. Mẫu mới các chị ơi, đẹp lắm. Xuất sắc. Rất là dễ thương. Da bò. Các chị ơi mua một đôi da bò tặng mẹ đi, các chị chiều cao 2 phân dễ đi nè. Các chị mình mua tặng quà đi cho bà, cho mẹ nha các chị nha. Đẹp lắm luôn á, da bò xịn đó các chị. Hôm nay em Thùy tặng giá sâu để cho các chị nhà mình mua làm quà cho bà, cho mẹ các chị nha. Sụt này là sụt da bò nha các chị nha. Sụt da bò cao cấp. Từ 35 cho đến 40 ạ. Từ 35 cho đến 40 luôn. Mà hả, chỉ có 500 đôi thôi chứ em không có nhiều. Chỉ có 500 đôi thôi nè. Bây giờ em sale cái giá này áp dụng cho 200 đôi. Còn 300 đôi còn lại để Thùy bán giá khác nha các chị nha. Chứ vì mà sale giá sâu quá thì thật sự là chịu không có rỗi luôn á. Rồi bây giờ các chị mình yêu thích cái đôi này. Các chị mình biết nè, thêu cũng phải tiền đúng không các chị, mà da bò thì rất là đắt tiền, mà cái này nó là một cái dòng mọi nè, là phải khâu, mà cứ một cái đôi như thế này nè các chị biết không, khâu là hết 10.000 đồng chưa tính theo, khâu không là hết 10.000 đồng là chưa tính theo đó. Mà hôm nay da bò cao cấp nữa, đế nè các chị ơi, cao su xịn luôn. Các chị mình mua cho mẹ mình, cho bà mình nhân dịp 8 tháng 3. Mã đi em ơi, 312, mã là 312 các chị nha. Các chị mình để cho em mã sản phẩm đặt hàng sẽ là tặng da bò 312 kèm số điện thoại giùm em.
em sale một cái giá thật là sâu và áp dụng 200 chị nhanh tay nhất để có đơn. 200 chị thôi Điền ơi. Dạ, dạ. Tặng da bò 312 kèm số điện thoại giùm em. Cái đôi này là da bò cao cấp chiều cao 2 phân. Các chị mình mua tặng quà cho bà, cho mẹ nhân dịp 8 tháng 3 các chị nha. Bây giờ đây là những cái sản phẩm hàng rất là hiếm đó các chị. Vì á, là cái thứ nhất là nó phải khâu bằng tay nè, là mất thời gian rất là nhiều. Thêu rất là sang trọng luôn. Mang cái đôi giày lên nó cưng lắm luôn các chị ơi, đẹp lắm. Mà em có ba cái gam màu đẹp nữa chứ, màu nâu, màu bò và cái gam màu này đó là gam màu đen. 200 chị nhanh tay nhất. À chị Nga, Nga VT ơi, chị để cho em thêm cái số điện thoại với lại cái mã nữa chị. Chị chỉ ghi là hai cái, ba cái mà không có số. Dạ em cũng khó để chốt đơn á. Rồi 200 chị nhanh tay nhất có đơn cho mã này nha. Em lên chân đi Thảo. Trời ơi nó đẹp. Size từ 35 đến 40 các chị nha. Size từ 35 cho đến 40 để Thùy cũng phải lên chân một đôi cho các chị mình xem này. Qua nó quá xuất sắc luôn á các chị ơi. Size từ 35 cho đến 40. Mà đôi sụt da bò cao cấp như thế này hôm nay các chị mình săn với giá đặc biệt nha. Đôi này em chỉ bán 200 đôi thôi, còn ngày mai em bán giá khác. Vì cái dòng này là dòng cao cấp và hôm nay là bữa đầu tiên em ra mang cái bỏ cái chân vô cái. Cảm nhận là gì các chị? Em tuyệt vời. Những dòng như vậy là những dòng em lấy cho má em mang. Vì má em hiện tại là đang bị đau khớp gối nữa các chị, nên là không có đi giày cao gót nữa. Thì em cứ toàn lấy cái đôi này cho má em mang, những cái dòng như thế này là má em mang nè. Nên là bây giờ hôm nay em sẽ tặng các chị mình giá cực kỳ đặc biệt. Các chị mình mua đi để mình về làm quà cho mẹ, cho dì nhân dịp 8 tháng 3. Em sale sâu cho mình săn nha, 199 ngàn. Đó các chị mình nhanh tay giùm em, 199 ngàn. Và size từ 35 cho đến 40 luôn. Màu em có đây là gam màu nâu, màu đen và gam màu này đó là gam màu bò. Ba gam màu, màu nào cũng đẹp, chiều cao chỉ có 2 phân thôi. Các chị mình mua để mình tặng quà nhân dịp này đi chị. Vì mấy khi có một cái giá sale sâu như vậy. Cho nên các chị mình nhanh tay nha. Da nó mềm lắm, đế thì đế cao su. Đi chống trơn trượt rất là tốt luôn nha các chị nha. Cái đế này các chị nhìn nè, đi chống trơn trượt rất là tốt luôn. Mà độ bám dính nó cũng cao nữa. Nên các chị mình mua cho mẹ, cho dì mang. Như má em là má em mang vô, má em nói trời nó êm lắm con ơi. Thì má em là toàn mang cái dòng này hết nha các chị nha. Thì vì má em đang bị là khớp á, cho nên là không bao giờ không còn mang giày cao nữa, mang toàn bộ là cái dòng này hết đó. Nên các chị mình yêu thích là lên đơn liền, vì số lượng em không có nhiều các chị nha. Em chỉ có là 500 đôi nhưng hôm nay em sẽ sale 200 đôi với giá đặc biệt này, đó là 199 ngàn, cho tặng da bò 312 kèm số điện thoại giùm em. Màu Thùy mang đó là gam màu đen, màu Thảo mang đó là gam màu nâu, và một cái gam màu cuối cùng đó là gam màu bò các chị nha. Chiều cao chỉ có 2 cm thôi, các chị mình cứ mua đi, vì cái thời gian mà đến ngày 8 tháng 3 thì nó cũng còn là khá là dài. Nhưng mà mình nhận hàng, mình kiểm tra, mình ưng ý thì mình mới trả tiền nha các chị nha. Thì mình mua online thì mình mua sớm hơn một tí nha các chị nha, để mình được cái đôi ưng ý. Và đặc biệt giá sale hôm nay là cái giá sale độc quyền tại livestream, chỉ áp dụng cho những chị có coi live trực tiếp. Còn chị nào mình không coi live, mình không có chốt được cái giá như thế này nha các chị nha. Vì giá này giá em chỉ dành cho những chị có coi live thôi, còn những chị nào không có coi live em không chốt được. Các chị thật là hai đôi là cho mẹ mình với mẹ chồng, là toàn hai đôi cô à. Rồi nhanh tay giúp em ạ, mã tặng da bò 312 kèm số điện thoại là có đơn hàng thành công. Size đi từ 35 cho đến size 40 luôn. Size 40 luôn nha các chị nha. Như em đây là chân size 35 này, đang mang size 35 là vừa khít luôn nè. Đó các chị thấy không? Chuẩn size, có nghĩa là chuẩn size đó các chị. Là các chị yêu thích lên đơn giùm em mã sản phẩm đặt hàng. Chị Hân Ngô ơi, chị thiếu mã rồi chị bổ sung giúp em với chị Hân Ngô ơi. Tặng da bò 312 kèm số điện thoại là có đơn. Các chị nha, chị nào mình đang thiếu mã sản phẩm bổ sung giùm em. Chị nào đang thiếu số điện thoại bổ sung giùm em để có đơn hàng thành công nha các chị ơi. Còn bao nhiêu đôi nữa em ơi? Dạ còn được 50 đôi nữa chị ơi. 50 đôi cuối cùng giúp em mã này nha. Các chị đặt hai đôi không à. Rồi hai đôi rất là nhiều, các chị đặt hai đôi rất là nhiều. Rồi các chị ơi, chuẩn bị em qua mã này. Chị nào mình chưa lên đơn thì lên đơn giúp giùm em. Tặng da bò 312, chị Hân Ngô ơi thiếu cái mã rồi, chị Hân Ngô bổ sung giùm em với ạ. À. Tặng da bò 312 nha các chị nha, có 3 gam màu, màu đen, màu nâu và một gam màu nữa của em, đó là gam màu bò. Mà size số em đủ các chị ơi, từ 35 cho đến size 40. Dòng da bò xịn luôn, mà ngày hôm nay em xem các chị nhà mình cái giá độc quyền trên live chỉ với giá 199 ngàn. Các chị mình mua lấy một đôi, em biết có nhiều chị mình còn mua 20 đôi để dành mà đi nữa các chị. Vì dòng này nó quá là bền và nó quá là đẹp nha các chị nha. Đi trong nhà cũng ấm, cũng đẹp nữa các chị. Hồi nãy trước khi tụi em chưa có lên live á, Song Thảo với Dung kể là do hai bạn này ngày xưa bán ở showroom Bảo Lộc, xong hai bạn đó là cái thời đó tụi em bán, mỗi lần mà cửa hàng này về là tụi em hay lấy để
về cho bà. Cho bà hả? Cho bà, cho mẹ, cho bác. Là lấy rất là nhiều. Cái gì dòng này mang êm lắm các chị. Vì bản thân em là mẹ chồng em cũng đang mang nè. Bác em cũng đang mang nè. Rồi mẹ em cũng đang mang là má em á. Nói chung là ai cũng mang cái dòng này hết. Và mang rất là thích. Vì nó êm chân lắm luôn nha các chị nha. Rồi chắc chị yêu thích thì lên đơn giùm em. Và em sẽ qua mã. Nên là nếu mà chị nào mình săn được cái giá này là giá tốt nhất trong live stream. Vì là bên em chốt là giá độc quyền tại live. Còn sau live em không có chốt giá này. Mà em sẽ chốt với giá là 455.000 các chị nha. Vì đôi này đúng ra nó phải là 455.000 vì nó là chất liệu da bò xịn. Thêu này cũng đắt tiền và đó là một cái dòng mọi khâu tay cho nên là rất là đắt tiền nha các chị nha. Cho nên là hôm nay các chị mình săn được có 199.000 thì em nghĩ là nhanh tay một chút xíu. Vì thực sự luôn em thùy toàn bán số lượng lớn á cho nên em mới có được cái giá tốt như vậy chứ bình thường các chị mình mua không bao giờ có những cái giá như thế này. Nha các chị nha. Rồi bây giờ cái mã đặt hàng em đọc lại một lần nữa đó là tặng da bò 312 kèm số điện thoại là có đơn. Màu thì em có đen, có nâu và có bò. Size thì có từ 35 cho đến size 40. Và da bò này là da bò cao cấp, da bò xịn. Mà hôm nay các chị mình săn được một cái giá rất là tốt. Vì vậy các chị mình nhanh tay để mình săn cho mẹ mình. Sắp tới 8 tháng 3 rồi thì đây là những cái mẫu mà các chị mình mua làm quà rất là tuyệt vời. Đúng các chị ơi, nên là mình nhanh tay nhất để mình săn sale thành công cái đôi này. Đó là mã tặng da bò 312 kèm số điện thoại giùm em. Và em qua mã tiếp theo ạ. Nên áo đi em ơi. 202 nha các chị. 202. Đây áo cao cấp đây các chị ơi. Áo xịn nha các chị nha. Cái này nó là cô tông 100%. Cô tông 100%. Hôm nay size lớn size nhỏ một giá để cho các chị nhà mình mua cho thoải mái luôn nha các chị nha. Áo nó có 202 và 203 riêng luôn hả? Size lớn là 203, size nhỏ là 202. Mà size lớn còn nhiều không em? Dạ size lớn cũng còn được. Dạ. Size nhỏ là từ 10 đến 27kg và size lớn của em là 203 là từ 30 đến 41kg. Chị nào mình đặt cho con từ 30 cho đến 40kg thì mình đặt là 203. Còn nếu như con mình là size nhỏ thì mình đặt là 202 các chị nha. Hôm nay em Thùy xả đầm sâu cho các chị mình cái áo này. Các chị mình săn dòng cao cấp dòng xịn nè. Hôm nay chị nào săn là nhanh tay giùm em nha. Dòng này rất là đẹp luôn. Dòng này cao cấp lắm. Chất liệu là cô tông 100% co giãn 4 chiều nha các chị nha. Và họa tiết in nó rất là đẹp. Một cái áo mẫu mới. Hôm nay sale giá sâu. Cho nên là chị nào yêu thích thì nhanh tay giùm em một chút xíu để mình lên đơn thành công. Giá niêm yết 195.000 cái áo này. 195, hai họa tiết in luôn. Đó các chị thấy xịn chưa? Đẹp chưa các chị ơi? Màu thì rất là nhiều nha các chị nha. Cái này em có lộn không á? Đâu không. Sao lại 1? 95 với 99. Dung để là giống như 1 quá đúng không? Rồi các chị ơi nhanh tay giúp em mã này nha. Cái mã sản phẩm đặt hàng giùm em đó là 202. Là cho những bé từ 10kg đến 27kg. Dạ. Còn những bé từ 30kg cho đến là 41kg. Dạ. Thì là 203. Hôm nay đồng giá luôn. Có nghĩa là size lớn size nhỏ gì em cũng một giá để cho các chị mình dễ mua. Bình thường không có giá này. Nhưng hôm nay em đặc biệt nha các chị nha. Hôm nay em gọi là một ngày đặc biệt. Em sale sâu cho các chị mình cái áo này để cho các chị mình mua. Áo này cao cấp dòng xịn. Nên là các chị mình mua cho con mặc đi vì á hả. Không mấy khi em sale cái giá này. Và cái này thì ai mặc cũng được các chị. Có nghĩa là các con sẽ mặc kết hợp với quần rất là dễ dàng. Và nó là dòng cô tông xịn. Cô tông 100% và co giãn 4 chiều. Hôm nay các chị mình săn nha. Em sale giá sâu nè. Một cái em Thùy sale 99.000. Chị nào mình mua từ 2 cái trở lên em sale sâu luôn 79.000. Mua từ 2 cái trở lên 79.000 khi mua từ 2 cái trở lên. Đồng giá hết. Cái to cái nhỏ gì đồng giá hết các chị nha. Mã là 202 và 203. Các chị ơi cái mã này của em sẽ có hai mã là 202 và 203. Nhưng ngày hôm nay em xem đồng giá hết cho các chị nhà mình săn. Trước tiên là dòng áo thun các chị mình nhìn thấy sơ qua là đã đẹp rồi các chị. Dòng áo thun này cái thiết kế của nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà chất vải của nó thì nó rất là xịn. Tại vì nó là một dòng cô tông 100%. Thì nó rất là mát và các bé mình mặc vào nó rất là dễ chịu. Mà hôm nay em xem các chị mình giá sâu quá. Màu em giới thiệu nha các chị nha. Màu này cho em đó là đỏ nè. Màu đen nè. Vàng nè. Trắng nè. Trắng nè. Màu nào cũng đẹp hết trơn á các chị ơi. Mẫu này dòng cao cấp mà. Màu rồi màu xanh ngọc. Màu xanh than. Màu xanh than. Màu vàng, màu vàng nghệ. Màu cam giúp em. Và đây cho em sẽ là gam màu xanh bích. Đó, các chị thấy đẹp không? Xuất sắc luôn nha các chị nha. Xuất sắc luôn nè các chị mình nhanh tay để mình mua cho con mình mặc đi các chị vì nó rất là đẹp. Cái dòng này dòng xịn đó các chị mình mua cứ một cái. Em thì sale 99.000 còn chị nào mua từ 2 cái trở lên là 79.000 trên một cái.
Mà cho em là 202 là đối với các bé có size nhỏ sẽ là từ 10 đến 27 kg nhé các chị nha. Các bé nào có từ 10 đến 27 kg thì các chị mình comment cho em là 202. Còn 203 thì các bé sẽ có số ký từ 30 cho đến là 41 kg nha các chị nha. Nhưng mà ngày hôm nay cả hai cái mã này em sale đồng giá hết. Dung Nguyễn Công Dung ơi, chị thiếu số điện thoại bổ sung giúp em nha chị nha. Em sale đồng giá hết luôn là 99 ngàn đồng một áo. Và chị nào mình săn cho em từ 2 áo trở lên là sẽ là 79 ngàn đồng các chị ơi. Hôm nay cái giá sale của em rẻ các chị nha. Thường mà các chị mình đi mua đồ con nít ấy, các chị mình chỉ cần tăng size thôi, quần hay là áo cũng vậy là sẽ thêm tiền. Nhưng ngày hôm nay em sale các chị mình đồng giá chỉ có 99 và hai cái là 79 ngàn. Và quan trọng nhất đây là cô tông xịn nha các chị nha. Quan trọng nhất vẫn là áo này là dòng cô tông xịn nha các chị. Mua cứ từ 2 áo trở lên là em sale cho mình với giá là 79 ngàn trên một áo. Còn chị nào mình mua từ một áo thì em sale cho mình đó là 99 ngàn. Và hiện tại thì em đang thấy các chị mình nổ đơn 5 cái rất là nhiều. Vì vậy bây giờ để mà cho các chị mình mua cho nó thoải mái, chị nào 5 cái trở lên em thì miễn phí ship luôn. Chị nào 5 cái em miễn phí ship. 5 cái là em miễn phí ship. Đúng rồi, vì các chị đặt 5 cái quá nhiều cho nên là chị nào mà đặt 5 cái miễn phí ship cho chị luôn em ơi. Hôm nay là chương trình sẽ hấp dẫn rồi đấy các chị. Một cái đã giá rẻ rồi, hai cái còn có giá rẻ hơn. Và 5 cái thì nó có một cái gọi là siêu ưu đãi cho các bạn. Dạ đúng rồi, áo này thì nam nữ mặc được hết nha các chị nha. Áo này là nam nữ mặc được hết. Chỉ cần là cứ vừa số ký cho con mình là các chị mình mua đi. Vì áo này áo thun nó đơn giản lắm. Ví dụ như áo của em đi, em mặc những cái áo cổ tròn á, về thằng nhỏ nhà em nó vừa nó cũng mặc bình thường vậy đó các chị. Miễn là mình cứ vừa size vừa ký là mình mua được nha các chị nha. Một cái 99 ngàn, mua từ 2 cái trở lên 79 ngàn. Chị nào mua được từ 5 cái trở lên em thùy miễn phí ship cho mình áo này nha các chị nha. Vì áo này áo cô tông xịn, cô tông cao cấp, các chị mình mua cho con đi mặc cho nó mát. Nhất là cái mùa hè sắp tới, trời khí trời rất là oi bức đúng không các chị ơi. Mình mua những áo cô tông xịn như thế này cho con mặc vừa mát vừa đẹp nữa. Đi chơi đi du lịch vẫn được luôn nha các chị nha. Hôm nay các chị mình săn đi em được giá tốt như thế này là em sale gọi là sâu khủng khiếp rồi đó. Nên các chị mình nhanh tay nhất để có đơn hàng thành công. Một cái áo đẹp như thế này, dòng cao cấp, dòng cô tông xịn như thế này nhưng mà chỉ có 99 ngàn. Mình mua 2 cái trở lên là 79 ngàn. Còn từ 5 cái trở lên miễn phí ship cho các chị nhà mình săn. Vì hồi nãy giờ em ngồi em quan sát trên màn hình em thấy các chị nổ đơn 5 cái quá nhiều. Vì vậy em muốn là thôi bây giờ những chị nào 5 cái thì các chị đã mua nhiều như vậy rồi, em không miễn phí ship các chị vẫn mua. Cho nên đó là lý do tại sao em cần phải miễn phí ship cho những chị mua từ 5 cái các chị nha. Rồi chị nào yêu thích thì nhanh tay lên đơn giùm em. Và cái này em xin được chốt trong vòng 2 phút cuối cùng. 2 phút nữa thôi là em sẽ ngưng nhận đơn cho mã này các chị mình nha. 2 phút nữa thôi là ngưng nhận đơn cho mã này, đó là mã 202 và 203. 202 là cho những bé từ 10 đến 25 kg, 27 kg. Còn 203 là cho những bé từ 30 cho đến 41 kg mà em đồng giá hết trơn luôn, cứ 99 ngàn trên một áo. Hai cái trở lên 79 ngàn, còn chị nào mua được từ 5 áo trở lên em thùy miễn phí ship cho mình nha các chị nha. Các chị ơi, vải rất là dày luôn các chị ạ. Vải rất là dày cho nên là các bé mặc cũng như là được lâu cho em. Các chị vải xịn, các chị đẹp lắm. Có nghĩa là các chị mình biết trong dòng cô tông nó theo tính theo định lượng về cô tông các chị nha. Thì cô tông này là cô tông dày dặn nhưng mà nó rất là mát. Vì đó là vì đã là cô tông thì nó phải mát. Nhưng mà nó dày dặn như thế này thì các chị mình giặt rất là nhiều lần thì nó vẫn còn cái dáng form như vậy. Còn cô tông mà nó mỏng quá, mình giặt có vài lần nó nhão áo hết trơn. Nhưng cái nhà thì cái đó là như vậy. Chứ để các chị mình nói sao mà nói cái từ dày mà lại mát. Thì đó là cô tông thì nó dày là dày về cái định lượng vải thôi, để cho mình mặc nó không bị nhăn nhầu và nó không có bị biến dạng áo khi mình giặt quá nhiều lần nha các chị nha. Thì con nít thì các chị mình biết rồi, giặt rất là nhiều lần, thậm chí nhiều khi con mặc xong rồi con làm dính cái gì đó mà mắt các mẹ mình vò như vậy nè, thì nếu mà áo dỗm là nó hư áo đó. Thì em giải thích như vậy đó, định lượng về cô tông này như vậy nha các chị nha. Rồi nhanh tay giúp em, chỉ còn những giây phút cuối cùng, 45 giây cuối cùng ạ. 45 giây cuối cùng em giới thiệu từng gam màu một cho hai mã, đó là mã 202 và 203. 202 từ 10 đến 27 kg, 203 là từ 30 đến 41 kg và em sale đồng giá 99 ngàn đồng một áo. Và các chị mình săn từ 2 cái sẽ là 79 ngàn đồng một áo. Màu này của em sẽ là gam màu xanh bích này các chị. Màu này sẽ là gam màu đỏ giúp em nha chị nha. Cô tông xịn của em luôn 100%, nên là các chị mình mua hàng mình được kiểm tra hàng giúp em trước khi thanh toán. Màu này của em sẽ là gam màu đen nha chị nha. Cả trai cả gái, các bé trai các bé gái mặc được hết, miễn là chị cần có số cân mặc vừa là được nha các chị nha. Phối quần sọ, quần jean hoặc là chân váy giúp em ạ. Màu này sẽ là gam màu vàng nè các chị. Màu này cho em sẽ là gam màu trắng nha các chị nha. Em có nhiều màu lắm. Màu này cho em sẽ là gam màu xanh ngọc. Màu này sẽ là gam màu xanh than. Và em có một cái gam màu vàng, đó là gam màu vàng nghệ nha các chị nha. Gam màu cam nha các chị. Vàng sẽ có hai gam vàng,
kem vàng nghệ và kem vàng tươi nha các chị nha. Nếu các chị mình đặt màu nào thì mình kèm thêm cái mã hàng, kèm số ký, kèm số điện thoại giúp em nha. Một áo sale với giá 99.000 và các chị mình săn từ 2 cái trở lên 79.000 cho đồng giá hai mã 202 và 203 nha các chị nha. Em qua mẫu 202 và 203 ạ. Các chị ơi, cái này em còn có 25 đôi nữa là hết hàng, cho nên em xả hàng lẻ các chị mình săn luôn. Một dòng cao cấp như cái gì nha, da là da bò xịt luôn. Cái này thì các chị mình ra thị trường á, mình mua không bao giờ dưới con số là 1.2 triệu đến 1.5 triệu một đôi. Nhưng ở Sofia thì em có giá niêm yết là gần 1 triệu thôi. Thì hôm bữa giờ em đang sale là 600, nhưng hôm nay nó còn ít quá, em xả hàng lẻ. Các chị mình nhanh tay để có đơn. Các chị mình để cho em mã là hàng lẻ 456 ạ. 456 kèm số điện thoại là có đơn, còn có mấy chục đôi cuối cùng, cho nên em xả hết cho các chị mình săn luôn nha. Da bò là da bò xịn và size từ 38 cho đến size là size 43. Nhưng mà có hụt size nào em? Hụt size rồi chị ơi. Rồi. Màu bò em chỉ còn size 40, 41 và 42. Rồi. Em màu đen đi. À, màu đen là em có size 38, 39, 40, 41, 42 và 43. Có nghĩa là đen là đủ size. Dạ, và màu nâu là em có 38, 40 và 43 ạ. Đó. Lẻ sai hết trơn rồi các chị ơi, em xả hết các chị mình săn nha. Một giá siêu rẻ luôn nha các chị nha. Siêu rẻ cho dòng da bò cao cấp này luôn. 399.000 chị nào nhanh tay có đơn. Các chị để là siêu rẻ luôn đấy các chị ơi, hàng lẻ nhưng mà sale giá siêu rẻ cho các chị mình săn. 399.000 chị nào nhanh tay nhất có đơn nha các chị nha. Vì cái này em không có hứa là chị nào cũng có đơn đâu, vì nó là hàng lẻ em mới xả giá này. Hàng lẻ 456 kèm số điện thoại giùm em để có đơn hàng thành công. Riêng cái gam màu đen đủ size từ 38 đến 43, còn hai gam màu này đã hụt size số rồi nha các chị nha. Rồi các chị yêu thích là lên đơn liền giúp em ạ. À. Mã hàng lẻ 456 kèm số điện thoại là có đơn với giá sale 399.000. Các chị thấy có quá là rẻ cho một đôi da bò cao cấp không các chị ơi? Đẹp mà rẻ lắm nên các chị mình nhanh tay để săn sale thành công nha các chị ơi. Dòng này dòng xịn, dòng cao cấp đó các chị mình mua đi các chị, vì thị trường họ bán toàn là 1.2-1.5 triệu không à. Ở Sofia thì em có giá niêm yết là gần 1 triệu một đôi, nhưng mà em sale là 600. Hôm nay còn lẻ sai vài chục đôi, xả hết các chị mình 399.000 ạ. Rồi các chị ơi, em đọc lại size nha các chị nha. Đọc đi em. Màu bò em có 40, 41 và 42, rất là số lượng còn rất là ít các chị. 40, 41, 42 cho các em màu bò. Và màu nâu em có 38, 40 và 43. Ưu tiên cho em màu đen là em có đủ size cho mình từ 38 đến 43 các chị nha. Màu đen đủ size này các chị ơi, màu đen là đẹp này, màu đen là dễ phối đồ này các chị, mà em có đủ size cho mình từ 38 cho đến là size 43. Các chị mình lên đơn cho mã hàng lẻ 456 kèm số điện thoại giúp em. Dòng cao cấp, dòng da bò mà em xem các chị mình hôm nay chỉ với giá 399.000, trong khi đôi này gần 1 triệu một đôi các chị ơi, mà hôm nay em sale hết 399.000 đấy các chị nha. Dạ, chị Như Lê bổ sung giùm em số điện thoại. Chị Ngân Nguyễn bổ sung cái mã giùm em ạ. Chị Ha Ha Nguyễn á, chị bổ sung giùm em cái mã sản phẩm là 456 chị nha. 456 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em. Đối với gam màu đen em sẽ đủ size cho các chị nhà mình. Dòng da bò cao cấp nha chị nha. Da mềm mà các chị, độ đàn hồi rất là tốt này. Mà hôm nay em sale các chị nhà mình chỉ với giá 399.000 thôi. Đôi này các anh em đi vào là sẽ rất là thích á, tại vì nó rất là êm chân nha các chị nha. Anh em thì thể em cầm mới đi đúng không các chị, còn đối với các chị nhìn nữa nhà mình đẹp đẹp một xíu nhưng mà hơi cấn thì còn chịu được, chứ anh em mà nó là phải êm các anh em mới đi. Thì cái đôi này em nói là siêu êm luôn, và lại độ đàn hồi nó rất là tốt, nên nếu các chị nhà mình có ý định mua cho anh em nhà mình đi làm hoặc là đi thường xuyên thì mình mua cho em một cái đôi giày nam da bò này nhé các chị nha. Nhưng ngày hôm nay em sale các chị mình chỉ với giá là 399.000 thôi. Màu đen em sẽ đủ size nên các chị mình đặt màu đen sẽ đảm bảo có đơn hơn từ 38 đến 43. Còn gam màu nâu em đọc lại size lần nữa cho gam màu nâu và gam màu bò. Dạ, em đọc lại màu bò em có 4 đây. Màu bò là em có size 40, 41 và 42. Nhưng mà hết rồi Thảo ơi. Qua bên màu bò nha. Bò nha. Rồi màu nâu là em có 38, 40 và 43 ạ. Dạ, 38, 40, 43 cho gam màu nâu. Còn gam màu đen sẽ đủ size nha các chị nha. Đó các chị ơi, mình lên đơn giúp em cho mã hàng lẻ 456 và giá sale của em ngày hôm nay chỉ vừa giá là 399.000 và em chuẩn bị qua mẫu này. Các chị ơi, em thấy các chị mình đang lên màu bò, nhưng mà màu bò hiện tại em đang hết hàng rồi. Bây giờ em chỉ còn đúng hai gam màu, đó là gam màu nâu và gam màu đen. Em nhưng ơi, mà các chị đặt màu đen để đảm bảo có đơn hơn, tại vì màu đen em sẽ đủ size từ 38 cho đến là size 43 nên các chị nha. Và qua mẫu hàng lẻ 456 ạ. Màu đen 38, 39, 40, 41, 42 và 43. 399.000 đồng cho một đôi da bò. Còn màu nâu em có 40, 41 và 43 nha các chị nha. Và qua mẫu hàng lẻ 456 luôn các chị ơi. Lên đơn giúp em, chị Trần Ngọc Mai ơi, chị comment lại giúp em đó là mã 456 chị nha. Phải có mã hàng và phải có số điện thoại, vì đây là hàng lẻ, số lượng em ít và em ưu tiên chốt cho các chị nhà mình có đầy đủ và đúng cú pháp nhất và có số điện thoại nha các chị nha. Và em qua mẫu 456 này ạ. Đợi cái này nó còn ít, chị xả hàng lẻ luôn nè.
Các chị ơi, một đôi búp bê siêu êm dòng xịn nha các chị nha. Các chị nhìn cái khóa là các chị mình đã biết rồi, cao cấp vô cùng. Mà búp bê này là cái dòng búp bê mà em phải nói là ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Hôm nay em có một cái mẫu này nó còn hàng lẻ, bị hụt size, cho nên em xả sâu cho các chị mình săn nha. Bình thường em sell đôi này á, cái giá em biết là 435, thì em sell thấp nhất cũng phải là 287.000 một đôi. Nhưng hôm nay vì nó còn hàng lẻ và nó còn ít nữa, cho nên là chị chốt đơn được cho chị nào nhanh tay nhất nha các chị nha. Lên đơn giùm em siêu êm 128 kèm số điện thoại giùm em để có đơn. Và giá hôm nay em sale cho các chị nhà mình đó là 198.000. Siêu êm 128 kèm số điện thoại và giá sale 198.000. Chủ yếu là gam màu đen nha các chị nha. Màu đen em có đủ size từ 35 đến 40. Màu tím 37, 39, 40. Mà và có một đôi, đôi thôi các chị. Và xanh đen là 36, 38, 40. Chủ yếu là màu đen giúp em mà đủ size. Mà chủ yếu là màu đen. Mà thực sự luôn, như màu tím này chỉ có một đôi, một đôi, một đôi, chứ không có nhiều. Cho nên là riêng những cái mẫu như thế này thì các chị mình nhanh tay một chút xíu à. 456 là 399.000. Em xả hàng lẻ các chị nha, vì nó còn có mười mấy, hai mươi mấy đôi thôi. Yeah. Em mới xả giá đó. Ví dụ như đôi này hôm bữa giờ không có giá này luôn, 435, sale 287. Hôm nay cũng còn cỡ khoảng ba mươi mấy đôi. Yeah. Thì xả hết cho các chị mình săn 199.000. Và 198.000 và áp dụng cho những chị comment nhanh tay nha các chị nha. Vì cái này em không có hứa là chị nào cũng có đơn vì số lượng nó quá ít, mà lại sell sâu hơn mọi khi quá là nhiều. Vì các chị đang săn sale trong chương trình xả hàng lẻ cho nên mới được cái giá tốt như vậy. Cho nên các chị mình nhanh tay nha. Hiện tại đơn nổ trên màn hình quá trời luôn nè các chị ơi. Cho nên các chị mình cực kỳ nhanh tay giúp em tốc độ lên để mình săn được một cái đôi như thế này với giá 198.000, trong khi nó tới 435.000 một đôi là giá niêm yết dòng cao cấp dòng xịn. Thiết kế đế âm, những cái đôi này các chị mình đi không bao giờ bong kèo đế nha. Dòng này dòng xịn, dòng cao cấp, bên trong lớp bút nó dày, mang nó êm. Dòng này là dòng cho những mẹ nào mà mình đang bầu bí á, mình mang rất là êm, vì bên em bán là các chị mình mua nhiều lắm. Và nó có một thiết kế bo chung thì các chị mình đi nó không bị bao giờ bị tụt gót chân nha các chị. Dòng này dòng xịn nên các chị mình nhanh tay để có đơn. Cái khóa này là khóa nhập khẩu cho nên là nhìn nó rất là sang. Màu tím hết luôn rồi em ơi, màu tím hết rồi. Chủ yếu màu đen là đủ size từ 35. Chị Xuân Hồng ơi, chị thiếu mã rồi, chị bổ sung nha. Mã sản phẩm và số điện thoại là hai cái các chị đừng có thiếu. Ví dụ như chị Ngọc Yến cũng thiếu mã luôn rồi là không có đơn. Các chị mình cho em mã sản phẩm và số điện thoại để có đơn. Vì bên em chốt đơn bằng hệ thống phần mềm cho nên em rất là cần cái mã sản phẩm và cái số điện thoại của các chị. Vì mình thiếu 120 là sẽ không có đơn các chị nha. À, em ơi, em không nói các bạn kể nó cứ tập trung lên làm đâu sao đó. Nếu mà có xong được cái nào cái like luôn cái đó cũng được. Nói điền vô dẹp hết mấy cái kệ này đi, xong rồi đưa vô đây kéo mấy cái bục này ra ngoài kia rồi cho mấy bạn lên làm cái hàng lẻ đi để sale luôn cho các chị luôn. Rồi các chị ơi, nhanh tay nhất để có đơn nha. À, cao gót có luôn chị ơi, cao gót còn có 60 mấy đôi rồi. Chị nào yêu thích mẫu này là lên là đơn là siêu êm 128 kèm số điện thoại là có đơn. Màu tím hết rồi, bây giờ còn xanh đen và đen nha các chị nha. Ba lô xanh trên tường chưa like chị ơi, lấy cho chị ba lô xanh trên tường luôn. Rồi chị nào yêu thích mẫu này lên đơn giúp giùm em Thùy với mã sản phẩm đặt hàng sẽ là siêu êm 128 kèm số điện thoại. Riêng đôi này Thùy bao êm cho các chị nhà mình săn luôn, êm lắm. Và chất liệu da microfiber dòng xịn cho nên các chị mình mang là nó tương đồng với da bò dòng cao cấp, nên các chị mình cứ nhanh tay một chút xíu là có đơn nha các chị nha. Trắng thể thao, giày thể thao trắng em không có hàng. Thể thao các chị nhà mình có màu xám nè, màu xám chứ không có màu trắng. Dạ chuẩn bị qua mã này, chị nào chưa lên đơn nhanh tay giúp em mã này đó là siêu em 128 kèm số điện thoại là có đơn 198.000 ạ. Ưu tiên cho em gam màu đen nha các chị nha, màu đen em đủ size cho mình từ 35 đến size 40 luôn các chị nha, có size 40 cho các chị. À, các chị ơi, đặt hàng bên em á là các chị mình cho em cái mã nè là 128 kèm số điện thoại. Ví dụ như là chị có chị comment là cho đôi size 38 là em không bao giờ có đơn. Rồi ví dụ như chị Hương Lê là comment ở trên rồi. Rồi có chị thì comment là size 38 nha là cũng không có đơn. Mà mình phải có mã sản phẩm và số điện thoại mới có đơn các chị nha. Vì bên em là chốt đơn bằng hệ thống phần mềm cho nên nếu mà mình thiếu mã sản phẩm và thiếu số điện thoại là em không bao giờ có đơn được. Nên các chị thông cảm và bổ sung giúp giùm em. Rồi qua mã em nha. Dạ, hết hàng luôn rồi các chị. Đôi này được 60 đôi. Có 60 đôi hả? 60 đôi. Wow. Đôi này cao cấp lắm các chị ơi, mà giờ nó còn có 60 đôi à. Thôi em sell sâu lên các chị mình săn nha. Các chị để cho em là cao cấp 464 kèm số điện thoại giùm em.
cao cấp 464 kèm số điện thoại giúp em, đi rất là êm chân. Mà hiện tại em còn có vài chục đôi nữa là hết luôn rồi, vì cái đôi này nó hot lắm các chị. Tối qua em có 500 đôi mà giờ còn có mấy chục đôi. Em sale sâu các chị mình săn nha. Các chị để cho em là cao cấp 464 kèm số điện thoại. À, size thì như thế nào đi Dung ha? Dạ, size màu đen em có 36, 37 và 39. Còn màu xanh min? Màu xanh min em có từ 35 đến 39 ạ. Số lượng ít ạ. Các chị ơi, 464 nha các chị nha. Cao cấp 464 kèm số điện thoại giùm em, 210.000 đồng. Quá đẹp luôn các chị, cái form dáng lên nó ôm chân. 210.000 nha các chị nha, 210.000. Đọc size cho chị rồi qua em ơi. Dạ rồi, em đọc size các chị nha. Màu đen em có 36, 37 và 39. Cái màu sun min em có từ 35 đến 39. Ưu tiên đặt cho em màu sun min các chị nha, là mình sẽ có đơn thành công. Size từ 35 đến 39 nha các chị nha. Cao cấp 464 giúp em ạ, à. Em sale 210.000 đồng ạ. Đẹp lắm các chị, đôi này rất là xuất sắc luôn. Chiều cao đôi này là chiều cao 6 phân, dễ đi lắm luôn các chị, mà nó đẹp nữa nha các chị nha. Các chị ơi nhanh tay vì em còn có vài chục đôi cho mẫu này. Lâu lâu em mới có một đôi đó các chị, vì ra mẫu nào đứt mẫu đó, ra mẫu nào đứt mẫu đó. Giống như hôm bữa trước đó, em ra cái mã 369 500 đôi mà một live stream chốt trong vòng 3 phút là hết hàng. Nó như vậy đó các chị. Nên là các chị mình nhanh tay nha, cái đôi này em còn có mấy chục đôi nữa là hết luôn. Cụ thể là mấy chục về em? À, bây giờ còn được có 20 đôi thôi chị ơi. À, 20 đôi cuối cùng là giùm em mã này cao cấp 464 kèm số điện thoại giùm em để có đơn. Đọc sai một lần nữa em ơi. Dạ em đọc sai một lần nữa nha các chị nha. Cao cấp 464 giúp em màu xanh min. Em có size đủ size cho mình từ 35 đến size 39. Ưu tiên đặt cho em màu này. Và cái màu đen thì em chỉ còn có 36, 37 và 39 thôi ạ. Các chị ơi, mình chủ yếu là gam màu xanh xám để mình có đơn, nhưng các chị nha, là gam màu xanh min em đi trên chân nè các chị. Màu này đẹp nè các chị ơi. Hai gam màu xám và gam màu đen giúp em nha các chị nha. Cao cấp 464 kèm số điện thoại giúp em, 210.000 đồng một đôi thôi, mà mình đã sở hữu cho mình một cái đôi giày xịn cao 6 phân rồi nha các chị nha. Mà dạng truyền thống thì với sức này thì nó không có bị lỗi thời các chị. Bên trong nó mút dày lắm các chị, mình đi nó êm và nó thấm hút mồ hôi chân cho mình rất là tốt nha các chị nha. Những cái dòng mà thiết kế basic như thế này em bán chạy hàng lắm, bao nhiêu cũng hết. Đó các chị mình nhanh tay để có đơn cho mã này, đó là cao cấp 464 kèm số điện thoại là có đơn. Và em chuẩn bị qua mã tiếp theo rồi ạ. Rồi em qua mẫu này. Ưu tiên màu xanh min nha các chị. Giới thiệu lại 35 màu đến 39. Cao cấp 464 giúp em này các chị, màu xanh min á là em có 35, 36, 37, 38, 39. Còn gam màu đen là em có 36, 37 và 39. Và giá sale của em ở đây chỉ có giá 210.000 một đôi thôi. Các chị mình đặt chủ yếu là gam màu xanh min giúp em để mình có đơn với giá là 210.000 nha các chị nha. Và em qua mẫu cao cấp 464 ạ. Cái này còn bao nhiêu cái để em dùng? Dạ rồi, cái mẫu này em là 526. 526 còn bao nhiêu cái? Dạ em còn được cái này còn có 40 cái thôi hả? Về xả hết luôn. 20 kg. Xả hết luôn các chị nào nhanh tay có đơn nha. 40 cái. Em mà nói em xả là các chị mình phải nhanh tay. Bây giờ các chị mình comment trước trên màn hình đi. Chứ không em mà nói một cái các chị mình không nhanh tay là các chị khác xong mất. Các chị để giúp em mã là siêu rẻ 526 kèm số điện thoại giùm em, đồng xịn cho mình luôn. Siêu rẻ 526 kèm số điện thoại là có đơn. Nhưng mà cái này các chị phải nhanh tay nha, vì em nói thật luôn á, giá em nói ra mà các chị không nhanh tay các chị không săn được đâu nha các chị. Siêu rẻ 526 kèm số điện thoại, các bé từ 10 cho đến 20 kg là phải sẽ mặc vừa cái này. Hôm nay em sale giá cực kỳ hấp dẫn cho các chị mình săn luôn nha. 99.000 một đồng, chị nào 2 đồng 79.000 luôn, xả hết. Trời ơi các chị ơi, các chị mình hỏi nhanh tay lên đơn nha các chị nha. Mã này các chị mình để cho em cú pháp là 526 kèm số ký kèm số điện thoại giúp em này. Mẫu này là em có từ 9 đến 20 ký nha các chị nha. Vải đuổi mềm mịn và đặc biệt là cái gam màu xanh biển này các chị ơi. Mặc nhìn nó rất là mát, nó phù hợp với mùa hè này các chị. Cái này có thể mặc đi chơi, thậm chí là đi biển cho em cũng được nữa nha các chị nha. Mà ngày hôm nay em xem các chị nhà mình hai đầm là mình chỉ vừa săn được với giá là 79.000 đồng trên một đầm. Còn các chị mình săn một cái thì em sao với giá chỉ có là 99.000 đồng thôi nha các chị nha. Các chị ơi dễ thương lắm các chị, nhìn này. Cái phần cổ áo này các chị, nó có thiết kế này các chị ơi, phần cúc của em này. Phần đằng sau này các chị, vải đuối nó mềm, nó mịn lắm. Mà các bé mặc lên thì nó rất là dễ thương nha các chị nha. Cái này á, cái gam màu xanh biển này nhìn nó rất là mát mắt. Để khi mà mặc vào cái thời tiết nắng nóng các chị ơi, nhìn nó cũng gọi là mát mẻ. Với thiết kế của em ở đây là dạng sắt lắm nữa, nên các bé đi chơi hay đi biển cho em cũng xinh nữa nha các chị nha. Nhưng mà đặc biệt ở đây là cái giá của em rẻ các chị ạ, từ 9 đến 20 kg. Nhưng mà các chị mình săn cho em từ 2 cá trở lên được một cái giá siêu ưu đãi luôn, là chỉ có giá 79.000 đồng trên một đầm. Còn các chị nhà mình săn cho em một cái
bán thôi. Thì giá của em đã là 99.000 trên một đầm các chị. Nó rẻ quá, các nào đang ngoài mua ít nhất phải là 189 cả đầm đúng không chị ơi? Nhưng ở đây bán có 99 với 79.000. Và các chị mình tiếc thì mình mua ngay cho bé gọi bé gái nhà mình này. Có em này, có cháu thì mình mua luôn đi các chị ơi. Với các bé mặc lên những cái dòng này thì nó rất là dễ thương. Vì con nít là thích mặc thoải mái, rộng rãi và thời tiết mùa hè thì nó rất là nóng bức nữa các chị. Thì mình mua cho các bé nhà mình dạng sắp nách như thế này để mặc cho nó dễ chịu cũng như là nó xinh xắn nha các chị nha. 526 kèm số ký kèm số thoại. Em thấy có những chị đặt 3 cái, 4 cái này. Các chị ơi, mình đặt bao nhiêu cái mình kèm thêm cho em cái số lượng nha. Để các bạn em biết trừ ra và để chốt đơn cho các chị nhà mình đúng số lượng cũng như là mình chốt được cái sai cái số mình ưng ý nha các chị nha. Em có từ 9 đến 20 ký là các bé nhà mình có thể mặc được. Và giá sale của em ngày hôm nay cho dòng vải đầm cao cấp, vải đủ các chị ơi, mềm mịn mà mát, 99.000 đồng một đầm. Và các chị nhà mình săn cho em từ 2 cái trở lên chỉ với giá 79.000 thôi này các chị. Thiết kế phần cúc này, phần cổ này các chị đẹp lắm. Hoa của em ở đây là được in vào bên trong này luôn nhé chị nha. Nói chung là nhìn nó rất là dễ thương luôn. Cái này mà các bé mặc lên nó là rất là xinh luôn. Dạ chị dâu tay ơi, cái size này á là em có từ 9 đến 20 ký là các bé con nhà mình mặc được. Và thiết kế của dạng đầm này như là kiểu đầm baby doll, kiểu đầm suông, kiểu sắt nách đó các chị. Mặc nó rất là thoải mái và dễ thương luôn nhé chị nha. Đặc biệt là mát nữa. Là em có số ký từ 9 đến 20 và ngày hôm nay em sale với giá là 99.000 một đầm. Còn các chị nào mình săn cho các bé nhà mình từ 2 đầm trở lên, em sale với giá chỉ có 79.000 thôi. Và em chuẩn bị qua mẫu này nha các chị nha. Các chị đặt hàng cho mã đó là 526 kèm số ký kèm số điện thoại. Chị nào mình đặt 2 3 cái thì mình kèm thêm cả cho em cái số lượng nữa nha các chị nha. Vì giá sale của em là từ số lượng 2 cái trở lên đã được 79.000 đồng trên một đầm rồi nha các chị nha. Từ 9 đến 20 ký giúp em vải đuổi mềm mịn mát, đặc biệt là cái gam màu xanh biển nó mát mắt và nhìn nó cho mình cái cảm giác là tươi trẻ mà nó mát đấy các chị. Và hôm nay em sale với giá chỉ có 99.000. Và chị nào mình săn cho em từ 2 đầm 79.000 nha các chị nha. Rồi em qua mẫu này luôn, cho mã sản phẩm này của em sẽ là 526 kèm số ký kèm số lượng kèm số thoại. Từ 9 đến 20 ký là các bé con nhà mình mặc được nhé chị nha. Mình kiểm tra hàng giúp em trước khi thanh toán. Mình có quyền mình kiểm tra nên mình cứ kiểm tra hàng. Mình ưng ý thì mình thanh toán tiền, còn không ưng ý thì mình hoàn hàng về cho bên em nhé chị nha, không sao hết. Và phí ship của Hồ Chí Minh sẽ là 16.000 và các tỉnh thành khác sẽ là 25.000. Ở Hồ Chí Minh tại sao 16, vì bên em ở thành phố Hồ Chí Minh nên phí ship giao gần cho các chị nhà mình chỉ có 16.000 thôi nha các chị nha. Và em qua mẫu 526 này ạ. Qua mẫu đầm luôn nha các chị nha. Để tiếp tục lên cho các chị mình các sản phẩm như là đồ em bé cũng như là túi xách và giày dép ạ. Các chị ơi, cái đầm này là các chị em cũng còn số lượng ít thôi, em sale luôn cho các chị mình nha. Cái này là 527 này các chị, có số ký lớn hơn hay sao này? Không, cũng như cái hộp khoảng luôn. Đúng rồi, cũng vậy. Cái dạng là đầm baby doll mà kiểu có tay này các chị. Đầm này là chấm mi này các chị ơi. 527 giúp em nha chị nha. Cái này là em có số ký từ 9 đến 20 ký. Thiết kế dạng có tầng này các chị, đầm rất là dễ thương. Sale giống như vậy luôn cho các chị ta. Phải sale hết giá quà luôn đi. Trời ơi, đồ em bé là em sale giá quà hết luôn nha các chị nha. Các chị ơi, mình lên đơn giúp em này. Quà đi. Cái này em sẽ sale đồng giá như cái mẫu đầm kia cho các chị nhà mình luôn. Nhưng mà săn từ 2 cái trên một mẫu đầm thì mình được giá là 79.000 nha các chị nha. Cái này các chị mình để cho em cú pháp là quà 527 kèm số ký kèm số điện thoại cũng 99.000 đồng một đầm. Và các chị nào mình săn cho em từ 2 cái trở lên sẽ được giá là 79.000 đồng trên một đầm nha các chị nha. Các chị nhìn này, thiết kế là dạng chấm bi dễ thương các chị ơi. Và dạng kiểu baby doll nên các chị mặc nó sẽ là xòe cho các bé nhà mình mặc cực kỳ thoải mái và mát. Và các chị mình nhìn thiết kế đầm này các chị, cái vải nó rất là mềm và nó có được một độ rũ là các chị mình biết, mặc lên nó rất là nhẹ nhàng và dễ thương luôn nha các chị nha. Nhưng mà đặc biệt là nó rất là mát, mặc vào trong người các bé sẽ dễ chịu các chị. Cái này là chấm mi thì nó sẽ không có bị lỗi thời. Chấm mi là thường không lỗi thời, các chị có công nhận không? Dễ thương lắm. Con bé mặc lên dễ thương cực kỳ luôn nha các chị nha. Cái này là em sale này, quà 527 là quà cho các bé nhà mình. Các chị mình săn cho mình rồi, săn cho mẹ mình rồi, săn cho chồng mình rồi. Thì bây giờ mình săn cho con nhà mình nha các chị nha. Các bé có số ký từ 9 đến 20 ký thì em sale các chị nhà mình chỉ với giá là 99.000 đồng trên một đầm. Và các chị mình săn cho em từ 2 cá trở lên cũng 79.000 trên một cá thôi nha các chị nha. Và em có thiết kế là các chị đằng sau này các chị nhìn này. Cái phần này của em sẽ có cúc này, đó các chị thấy không? Phần cúc đằng sau này các chị, nó mát và nó rất là dễ thương nha. Vải thì nó rất là đẹp luôn này các chị, em cho các chị em coi cận vải này. Đó, từng cái đường chị may thiết kế cái phần tà các chị ơi. Nó có 2 tầng cho các bé này, nó rất là dễ thương. Mà kiểu này thì nó sẽ hơi rộng và suông á, cho nên là sẽ thoải mái và khi mà các bé mặc lên nó rất là đẹp các chị ơi. Có thể mặc cho bé đi chơi này, đi tiệc cũng được nha các chị nha. Và phần này cho em sẽ là mặt đằng trước này các chị. Đó, hôm nay em sale sau có 99.000 cho các bé thôi, coi như là sale giá quà. Còn 79.000 là các chị mình săn cho em từ 2 cái. Cho nên đối với đầm em bé hoặc là
là những cái đồ em bé, các chị mình cho em cái mã, cho em cái số ký và cho em cái số điện thoại. Và đặc biệt chị nào mình xong cho em 2 hoặc 3 cái thì mình kèm thêm cho em cái số lượng để các bạn lên đúng giá cho các chị nhà mình nha. Quà 527 kèm số ký kèm số điện thoại từ 9 đến 20 ký là các bé con, các bé gái nhà mình có thể mặc được. Các chị mình có thể mua tặng cho con mình, tặng cho cháu nhà mình. Vì giá sale của em ở đây rẻ, nó không có bao nhiêu nhưng mà nó gọi là mua cho các cháu nhà mình nó quý đúng không chị? Mỗi lần mình về là nó rất là thích và nó gọi là nó theo mình đúng không chị ơi? Cái mẫu này em sale giá chỉ có 99.000 và các chị mình sang cho em từ 2 cái đi, chốt giá các chị nhà mình luôn 79.000. Đặc điểm là khi mà các chị mình chưa biết số ký thì các chị mình cứ đặt hàng trước đi, sau đó sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn và các chị mình quay lại coi em bé nhà mình bao nhiêu ký, bên em sẽ có tư vấn cho các chị nhà mình nha. Còn mẫu này em chuẩn bị qua mẫu cho mã quà 527 kèm số điện thoại, một gam màu trắng chấm mi duy nhất thôi các chị ơi, rất là dễ thương nha các chị nha. Từ 9 đến 20 ký là các bé con nhà mình mặc được. Các chị mình săn bao nhiêu mẫu đầm hay là săn bao nhiêu món trong ca line này, bên em sẽ hỗ trợ dồn cho các chị mình trong một ca line, nên các chị mình cứ yên tâm mà đặt hàng và mình được kiểm tra hàng giúp em trước khi thanh toán nha các chị nha. Và em qua mẫu 527 này luôn, xem giá quà 99.000 đồng một đầm, còn các chị mình săn cho em 2 cái sẽ là 79.000 trên một đầm nha các chị nha. Qua mẫu 527 ạ. Thảo đang cầm là size 20 kg đấy nha các chị. Cái này là size 20 kg, là size bự nhất là các chị dễ thương lắm, đẹp. Lên cho các chị mình cái xếp này luôn hả chị? Xếp này này. Cái này bỏ xanh 71 cái chị ạ. Xanh heo. Đây là xả luôn đi, 98 đồng. Màu này chứ, màu này. Màu kem với màu cam. Các chị để cho em cái mã này đó là xả 134 kèm số điện thoại giúp em, cho các bé là từ 13-14 kg đến 20 kg là sẽ bận cái set này các chị nha. Các chị ơi em phải nói set nha, vì khi mà em báo cái giá một cái là các chị phải nhanh tay nha. Háo Thùy đang mặc hết hàng rồi các chị ơi. Dạ, các chị ơi nhanh tay giúp em nha. Chị có 471 set cuối cùng, 71 set cuối cùng thôi. Và cái giá em báo em nói các chị luôn sẵn sàng luôn, sẵn sàng giúp em cú phát đó là 134 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. Mà các chị sẽ săn được nguyên một set cả áo và cả quần các chị nha. Áo rời, quần rời, áo có cả túi và có gọi là khó kéo nha các chị. Mà giúp em đó là 134 kèm số điện thoại từ 13-14 kg cho đến tặng là 20 kg. Mà hôm nay các chị mình săn mẫu này em sale 99.000 thôi. Các chị ơi nhanh tay nha, đó là lý do vì sao mà nó các chị phải nhanh tay giúp em sẵn sàng cú pháp, vì chỉ có 99.000 mà các chị sang một set nguyên cả set cả áo và cả quần, hai gam màu đó là gam màu cam và gam màu kem các chị nha. Từ 13 kg cho tới nặng 20 kg là các bé sẽ bận vừa cho cái mẫu set này, nhưng hôm nay em sang với giá chỉ có là 99.000 thôi các chị ơi. Dòng này là cô tông xịn cao cấp 100%, 71 set cuối cùng, số lượng cực kỳ ít luôn, nên là em chỉ áp dụng gọi là chốt chị nào nhanh tay nhất nha các chị nha. Nhanh tay để có đơn cho mã là 134 kèm số hỏi giúp em. Em đã mua cho em gái một set rồi các chị, mặc cực kỳ tiện, có thể là mùa thu đông lạnh lạnh một xíu mặc cả quần cả áo nha các chị nha, hoặc là có thể sử dụng là đang lạnh nha các chị, hoặc là sử dụng áo không để làm áo khoác chống nắng cũng được đúng không các chị ơi. Nhanh tay để có đơn cho mã ra giúp em đó là 134 kèm số hỏi 99.000 cho một set, hai gam màu, màu cam và gam màu kem, mà là đồng giá các chị luôn. Từ 13 kg cho tới tặng là 20 kg mà chỉ có 99.000 thôi các chị nha. Cô tông xịn cao cấp các chị ơi, cái hình in này rất là đẹp luôn đó các chị ơi. Nó hình in 3D đẹp cực kỳ, các chị mình mua cho con mình đây các chị, mùa là đang lạnh này, mình mua cho các bé ở ngoài miền Trung, miền Bắc các chị nha. Còn nếu như mà ở trong miền Nam mà còn nắng, các chị ơi mua làm áo khoác cũng được, hoặc là buổi tối con ngủ máy lạnh đó, mua cái set này đi các chị ơi. Mặc thích lắm, mà giúp em đó là 134 các chị nha, 71 set thôi, nên là mình nhanh tay giúp em cho mẫu này. Em chọn đúng 71 set nên em siêu các chị giá này luôn, chứ bình thường nguyên một set mà cả áo cả quần như này không bao giờ có giá này nha các chị. Vì dòng này dòng cao cấp 199.000 một set, mà bây giờ em còn có 71 set thôi nên em xả hết cho các chị luôn là 99.000 một set, mà phải là từ 13 kg cho đến tặng là 20 kg các con bằng vừa cho cái mẫu này. Hai gam màu đó là gam màu kem và gam màu cam giúp em cho mã là 134 các chị nha. 134 kèm số điện thoại giúp em. Xịn lắm các chị, cả áo và cả quần, áo riêng, quần riêng, bé trai mặc được, bé gái cũng mặc được luôn các chị nha. Nhanh tay để có đơn cho mã là 134. Quần em cũng có túi, áo em cũng có túi, vải thì cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Dòng này là dòng cô tông xịn mà, cô tông xịn áo rất là vải rất là đẹp luôn, có độ co giãn cho các con, mặc như áo trong nắng cũng được nha các chị nha. Nhanh tay để có đơn cho mã là 134. Rồi em xin phép qua mã vì em có 71 set thôi. Nếu như các chị mình đặt luôn 2 set cũng được nha các chị nha. 99.000 một set cho mã là 134 ạ. Alo laptop hả chị? Ba lô laptop phải em đúng rồi chị. Đây hả? Đúng rồi. Cái này 921 mà. Cái này
nhanh quá, cái mẫu này quá là nhanh luôn các chị. Hãy giúp em mã này đó là bén duyên 249 kèm số điện thoại giúp em nha. Xem các chị một cái giá gọi là giá bén duyên, vì có rất là nhiều chị khách hàng mới lần đầu tiên xem live của Sofia bên em chưa mua hàng sản phẩm lần nào, hoặc là chưa mua cái sản phẩm này lần nào, thì hôm nay các chị hãy xem mẫu này với giá gọi là bén duyên, để khi các chị mà mua một cái sản phẩm xong các chị gọi là sẽ ưng ý hoàn toàn và sẽ quay lại với Sofia bên em. Đó là vì sao mà bên em hay có những cái cú pháp gọi là bén duyên hoặc là giá làm quen các chị nha. Hãy để giúp em mã này đó là bén duyên 249 kèm số điện thoại giúp em. Màu xanh em hết sạch rồi. Màu xanh em hết sạch rồi các chị ơi. Màu nâu, màu đen và gam màu xám các chị nha. Đen 49 cái, màu nâu 31 cái và màu xám là em còn có 30 cái thôi, nhưng không sao hết, vẫn sẽ các chị gọi là giá bén duyên luôn. Là những chị nào mình sang được mẫu này là phải nhanh tay giúp em nha. Bén duyên 249 kèm số điện thoại giúp em. Dòng này là đựng vừa laptop 15.600 nha các chị, và hôm nay cái mẫu này các chị mới sang 595.000 là giá để biết. Em sẽ các chị với giá bén duyên 225.000 một cá thôi. Nhanh tay để có đơn đi các chị, vì dòng này ngoài thị trường phải bán là 500.000 trở lên, nhưng hôm nay các chị mình sang tại Sofia với em, em sẽ với giá bén duyên chỉ có là 225.000 một cá, nhưng số lượng quá rẻ các chị nha, quá là rẻ luôn. Xám này 30 cái, nâu 31 cái và màu đen em được 49 cái. Nên các chị ơi nhanh tay nha. Tối qua gì em cũng gọi chốt tặng quà cho bạn bè của cái này này, trong một cái ba lô đi lô mà nhà tặng cho bạn ba lô mà có thể là vừa được máy tính được, vừa đi du lịch được, đó, vừa đi làm được, được nhiều đồ nữa các chị nha. Mã là bén duyên 249 nha các chị nha. 1.500 cái mà giờ còn có mấy chục cái trong màu. Đẹp lắm các chị ơi, bén duyên 249 kèm số điện thoại giúp em. Nhanh tay để có đơn, bây giờ em sẽ giới thiệu từ ngoài vào trong cho các chị xem vì sao mà cái ba lô này các chị yêu thích nhiều đến như vậy nha các chị nha. Hai ngăn này, hai ngăn bên hông. Ở đằng trước này em có một ngăn nữa các chị ơi. Ngăn bao la luôn, một ngăn mà lót rất là tỉ mỉ luôn nha các chị. Ở phía bên trên này có thêm một ngăn nữa là bốn ngăn. Ngăn tiếp tục 5 ngăn nha các chị nha. 5 ngăn bén duyên 249 kèm số điện thoại giúp em để mình có đơn nha các chị ơi. Đây, ngăn này nữa là 5 ngăn. Các chị xem này, bên trong còn có nhiều cả nhiều ngăn nhỏ nữa. Đó các chị thấy chưa? Rồi tiếp tục một ngăn cuối cùng nha các chị nha. 6 ngăn, bên trong có cả ngăn đựng laptop riêng biệt cho mình luôn, có cái đài để dựng máy tính. Mã giúp em đó là bén duyên 249 kèm số điện thoại 595.000. Hôm nay các chị mình sang cái mã bén duyên này của em chỉ có giá là 225.000 một cá thôi. Các chị ơi, nhanh tay nha các chị nha. Nếu các chị khách hàng thân thiết đặt rất là nhiều, nhanh tay đi các chị, vì cái dòng này bên em bán gọi là mấy ngàn cái mà bây giờ em còn có mấy chục cái là các chị biết là còn cực kỳ ít luôn, mà sale có 225.000 với giá bén duyên. À các chị ơi, hôm nay á quà đầu la tới hơn 80 phần. Cho nên cái đó em sẽ công bố sau chứ không công bố liền được nha các chị. Dạ. Vì hơn tới 80 phần nhiều quá. Đệm lưng, đệm lưng này các chị ơi, đệm lưng, đệm vai nha, cực kỳ dày dặn luôn các chị không. Đệm vai này, đệm lưng cho mình luôn cho mã bén duyên 249 này. Còn đệm cả tay cầm luôn các chị nha, cầm thì cực kỳ êm vai luôn. Mã là 249 giúp em, số lượng em rất là ít mà giá thì em chốt có 225.000 các chị nhanh tay giúp em. Mỗi màu còn 3 cái, tới màu nâu và gam màu xám. Riêng màu đen em được 49 cái nữa là em sẽ kết thúc luôn cho mã bén duyên 249 này nha các chị nha. Các chị mình mua cho học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên, đại học, các anh, các chị mình đi làm công sở đều mang thoải mái. Đựng laptop 15.600 là vừa nha các chị nha. Và có những chị mà ví dụ như mình muốn đi du lịch nè, 2-3 ngày mình đựng cho em 3-4 bộ đồ, ok luôn. Đựng vừa laptop, đựng thêm đồ nè các chị nha. Và có nhiều, có ngăn đựng cho mình nữa. Mã là 249 các em luôn rồi chị ơi. Đây nè, nó thất lên hết sạch rồi các chị. 500 giây mà tới 700 chị lên đơn là bởi em chỉ có cả chốt là hết sạch, có 200 chị không được chốt đó các chị. Nên là nhiều lúc các chị cũng nhận mình em đó, nên là các chị ơi nhanh tay đi. Những cái sản phẩm này mà em hết là hôm sau là các chị hỏi là không còn thì nó rất là tiếc, mà giá thì lại sale sau nữa. Nhưng mà ở này là mã bén duyên 249 các chị nha. Hôm nay chị nào lần đầu tiên xem live của Sofia, mình có thể mình xanh một cái mẫu này bén duyên các chị, mình về mình nhận là chắc chắn mình sẽ ưng ý, mình là sẽ quay lại với Sofia bên em nha các chị. Vì ở đây em thấy có rất là nhiều chị là khách hàng thân thiết đã lên đơn, vì những chị này là có thể là chưa mua sản phẩm này bên em, mà các chị biết là các chị tin vào dòng sản phẩm bên em rồi, nên là các chị mua mình xài. Các chị đẹp đến 2 cái, nam nữ xài được cái, nam nữ xài được, các chị mua về làm quà tặng cho giáo viên sắp tới ngày 8 tháng 3 nha các chị nha. Chị Nhung Phạm, chị Mỹ Nguyên thiếu mã hàng bổ sung giúp em, đó là bén duyên 249 kèm giúp em thêm số điện thoại và em sẽ với giá trị có là 225.000 một cái cho mã bén duyên 249. Màu xám 30 cái, màu nâu 31 cái và em có màu đen là 49 cái là em sẽ kết thúc luôn cho mã này. Nên chị nào mình chưa sang được mẫu ba lô này thì mình nhanh tay lên đơn. Đệm lưng và đệm vai cực kỳ dày dặn luôn các chị nha. Các chị nhìn cái qua là các chị biết cái sự chắc chắn của nó.
nhỏ nha các chị, rất là dày đó, bên hông này mà dòng này dòng D900 nữa thì cực kỳ dòng rất là xịn nha các chị, mã là 249 giúp em. Rồi em xin phép qua luôn cái mẫu này, giờ là các chị mình xem từng màu các chị nha. Hôm nay các chị mình sang mã bán riêng của em chỉ có là 225.000. Màu này là gam màu xám ghi này các chị ơi, màu xám ghi rất là sang. Màu đen thì không phải nói đúng không ạ? Màu đen là cái màu mà ai cũng sử dụng được nha các chị. Và em có màu này là gam màu nâu nữa. Màu nào mang nhìn cũng rất là sạch hết nha các chị nha. Mã là bén duyên 249. Các chị đặt hai cái không ạ? Em qua luôn mã bén duyên 249 nha các chị ơi. Dạ cái bộ này em còn được bao nhiêu bộ? 14 chị ơi. Cái này là bộ xịn nha các chị nha. Bộ này nó là bộ măng gồ cao cấp, em còn 14 bộ nè. Chị nào mình đặt bộ này lên đơn giúp giùm em mà sản phẩm đặt hàng sẽ là mã này cho em là 532. 532 bộ xịn 532 kèm số điện thoại. Còn có 17 bộ cuối cùng em sell luôn 135.000. 135.000 cho bộ xịn 532. Hơn 200 bộ mà giờ còn có 17 bộ. Các chị mình nhanh tay giúp em mã này nha. Cái này thì nó tới gối nha các chị nha. Mặc sẽ tới gối. Và chung này là chung cao cấp, chung xịn nên các chị mình mặc nó rất là thoải mái, nó dễ chịu cho mình. Cái bản chung nó to, nó gọi là nó vừa phải đó các chị, mặc rất là đẹp và dễ chịu. Và cái này thì có túi quần và em còn đúng 17 bộ cho nên em sell luôn 135.000. Chứ thường cái dòng này các chị mình ra thị trường mua là toàn phải hơn 200 nha các chị nha, vì mango cao cấp dòng xịn mà. Các chị để cho em mã là bộ xịn 532 kèm số điện thoại giùm em với giá sale 135.000 cho bộ xịn 532. Bộ xịn 532 các chị nha, 135.000 một bộ thôi. Cái này cao cấp lắm, các chị mình biết đó là măng gồ xịn mà, mặc nó mát và nó đẹp nữa đúng không các chị? Và từng cái cúc áo nó đã rất là đẹp rồi. Em cho các chị mình xem từng cái cúc áo luôn. Đây đây đây. Bộ xịn 532 nha các chị nha. Các chị mình nhìn nè, đẹp xuất sắc luôn. Từng cái cúc áo cũng đẹp, họa tiết cũng đẹp và may viền nè, các chị nhìn nó sang chưa? Mà giá sale chỉ có là 135.000. Cái này em hơn 200 bộ. Em bán một like bây giờ nó còn được 17 bộ cuối cùng. Bộ xịn 532 kèm số vào giùm em 17 bộ cuối cùng. Các chị nhanh tay để có đơn cho bộ xịn 532 các chị nha. Bộ xịn 532 giúp em 60kg là đủ bề là các bạn nha, chị thiếu mã sản phẩm á chị bổ sung cho chị Đoàn Tuyền ơi. 60kg đổ về là mặc đúng vừa rồi, bộ này cứ xứ dưới 60kg đổ về mặc vừa. Bộ xịn 532 dưới 60kg đổ về mặc vừa. Mà giá sale 135.000 cho một bộ. Dòng này các chị mình ra thị trường toàn 200-250 một bộ các chị. Vì dòng này dòng cao cấp nha các chị nha. Nhưng mà em sale sâu nè, có 135 mà các chị mình nhanh tay để có đơn cho mã này. Bộ xịn 532 qua mã nha. À, chị Lạc Khánh ơi, 532 chứ không phải là 533 đâu chị Lạc Khánh. 532 cái bộ này đẹp này, các chị thích cái phần dưới 60kg đổ về là mặc thoải mái bộ này giúp em, đẹp lắm. Tới gối nha các chị nha, tới gối luôn, mặc rất là dễ chịu vì nó mát và nó là chung cao cấp, chung xịn. Cứ 60kg đổ về chị em nhà mình mặc thoải mái cái bộ này, cao cấp lắm các chị ơi. Thun cao cấp qua luôn, rồi em qua nha. Cái này có hai bộ này chưa? Hay hai bộ 483 hai bộ luôn. Có hai bộ hả? Dạ. Cái này có hai bộ, em sale với chị mình 110.000. Hai bộ nha các chị. Cái này cũng là măng gồ cao cấp luôn. Cái này cũng măng gồ cao cấp, sale các chị mình 110.000. Mã là 483. 483 110.000 cho 483, còn có hai bộ các chị nha. 483 110.000 hai bộ ạ. 483 nha các chị nhá, này cũng hai bộ chị ơi, 484 ạ. 484 cũng 110 luôn các chị ơi. 110.000 cho 484, cứ 60kg đổ về mặc vừa giùm em. 484 110.000 luôn, còn hai bộ. 484 110.000 cho 484 nha. 484 110.000 cũng là măng gồ cao cấp luôn. 484. Cái này thì cái này em còn được 62 bộ nha các chị nha. 62 bộ đúng không? Cái quần đâu em? Đây đây đây, cái quần đây chị. Vô mặc cho các chị xem chứ. Để chị mặc cho các chị xem. Dạ. Rồi em lên lại cái ví cho các chị tí xíu nha. Yeah. Chị hỏi ví lắm. Rồi em lên lại cho các chị mình cái dòng ví nem ấy nha. Hôm vừa rồi hôm qua em like các chị mình luôn hỏi em là khi nào mà có ví nem. Thì hôm nay em có một cái mẫu ví nem mà dòng vị mới các chị ơi. Là hôm nay em sale các chị mình một cái giá 093, sale các chị mình một cái giá gọi là siêu rẻ cho các chị mình săn cho dòng ví nem da bò luôn. Thì bây giờ hôm qua chị nào mình hỏi em, hôm nay mình săn liền nha. Vì số lượng em không có nhiều mà vừa nãy các chị mình nổ đơn rất là nhiều rồi. Các chị mình lên đơn giúp em mà các chị. Tặng da bò, sale một cái giá tặng cho dòng ví da bò nha các chị nha. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại. Các chị ơi nhìn đi một cái dòng ví nem da bò như này. Nếu em sale các chị mình sẽ nghĩ em bán với giá 300.000 đúng không các chị? Vì nó là dòng da bò 100% luôn. Nhưng ở đây em đã dùng từ tặng rồi các chị ơi. Cho nên giá của em đưa ra rất là rẻ cho các chị nhà mình. Các chị mình phải nhanh tay giúp em này. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em nhé chị nha. Dòng bản ví ngang và lớn. Hôm nay em sale các chị mình chỉ với giá có hàng một thôi các chị ơi. 100
98.000 đồng nha các chị nha. 198.000 đồng cho dòng quý nam da bò. Mà đặc biệt em có tới tận 4 gam màu để cho các chị mình lựa chọn. Màu này cho em sẽ là gam màu nâu này các chị. Màu này cho em sẽ là gam màu xanh đen các chị nhìn này. Dòng ví da bò nó rất là dày và nó rất là mềm nên các chị ơi, mà ngăn bên trong rộng lắm. Màu này cho em sẽ là gam màu bò và một gam màu cuối cùng của em sẽ là gam màu đen. Các chị mình lên đơn giúp em cho mã là tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em. Em mở từng ngăn cho các chị mình coi. Dòng ví nam da bò nếu các chị mình ra ngoài mua một cái dòng ví mà nguyên chất là da bò á, các chị mình mua thấp nhất cho em sẽ là 500-600 nghìn một cái chị nha. Còn những nơi bán cả 1 triệu mấy đến 2 triệu cũng có. Nhưng ngày hôm nay em đã dùng từ tặng rồi các chị ơi, em các chị nhà mình chỉ với giá có 198.000 đồng mà thiết kế là dạng ví ngang bản lớn nên các anh em nhà mình đựng cho em mọi loại giấy tờ cũng như là giấy tờ tiền là thoải mái giúp em luôn. Và ngày hôm nay em sale các chị mình một cái giá tặng chỉ với giá có 198.000. Ngày hôm qua chị nào hỏi em ví nam đâu các chị ơi thì ngày hôm nay các chị mình săn liền đi, vì em nói đúng vào ngày mai hoặc ngày mốt thôi các chị mình hỏi lại da bò lại không còn đâu các chị ạ, tại vì bán rất là nhanh luôn nha các chị nha. Mà giá sale của em thì lại rẻ và đặc biệt khi mà các chị mình mua ví nam bên em sẽ có một cái hộp để đi kèm để các chị mình làm quà tặng cho nó sang và đẹp nha các chị nha. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em. Dòng ví nam da thật là các chị nhìn này, ví nó rất là dày và mềm và khi mà các chị mình bóp á da có thể nhăn nhưng mà khi các chị mình thả cái tay ra cái form da nó trở về bình thường nha các chị nha. Dòng da này đẹp, cái này các chị ơi, cái này mình làm quà tặng á, và em nói là sắp đến những cái ngày lễ hoặc là các chị mình muốn tặng cho người thân, đặc biệt là bố mình hoặc là những cái người mà mình muốn tặng quà và đặc biệt là nam, các chị mình sợ là khó kiếm quà các chị, thì mình có thể ưu tiên cho em chọn ví. Ví là biểu tượng của sự may mắn và cả thứ hai khi mà mình tặng ví người ta luôn luôn sử dụng và cầm theo người á, và khi mà mình thấy thì mình cũng rất là vui đúng không chị. Nhưng mà đặc biệt là ví nam của em ở đây là cái giá rẻ các chị ơi, có 198.000. Ví nam da bò mà tất nhiên nó phải bền rồi và đặc biệt là nó rất là đẹp và cực kỳ sang các chị ơi. Em nói ra ngoài mua thấp nhất cũng phải là 600.000 một cái, nhưng ở đây em tặng các chị nhà mình xem một cái giá rẻ, nhưng giá rẻ này chỉ áp dụng trên live và một từ siêu rẻ luôn nhé chị nha. Áp dụng trên live cho các chị nhà nào mình đang coi live trực tiếp này, có đặt hàng đúng cú pháp và có số điện thoại nha các chị nha. Em giới thiệu từng gam màu một. Màu này của em sẽ là gam màu bò này các chị, phối nó cũng rất là sang, ngăn bên trong thì rộng và rất là nhiều ngăn các chị nha. Một ngăn này các chị, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4, 5, 6 ngăn và đây cho em sẽ là ngăn 7 ngăn này các chị. Bên trong còn những cái ngăn mà lớp lót này các chị, bên trong cũng là da này các chị ơi. Đó, nhiều ngăn cực kỳ. Mà hôm nay em xem các chị nhà mình chỉ với giá 198.000 cho dòng ví 093 nha các chị nha. Em giới thiệu từng gam màu một. Ví giờ có dây kéo. Đây chị Trương Thao ơi, muốn chị có dây kéo bên trong em có một cái ngăn riêng để đựng dây kéo này. Còn những cái ngăn khác thì sẽ không có dây kéo. Tùy khi mà mình đựng giấy tờ quan trọng hoặc là bỏ tiền bên trong á, các chị mình bỏ vào cho em có ngăn có khóa kéo an toàn nên các chị nha. Còn dòng ví này tặng da bò 093 kèm số điện thoại. Sale các chị nhà mình chỉ với giá 198.000. Màu này cho em sẽ là gam màu bò nha các chị nha. Đẹp các chị. Dòng ví rất là sang và đẹp luôn, màu bò. Màu này cho em sẽ là gam màu xanh đen này các chị. Màu này cho em sẽ là gam màu nâu nha các chị nha. Và đây cho em sẽ là gam màu đen. Em có 4 gam màu nên các chị mình tha hồ lựa chọn màu giúp em. Và em sale các chị nhà mình chỉ có 198.000 thôi. Và đặc biệt các chị mình mua bao nhiêu cá cũng sẽ có hộp để đi kèm để làm quà tặng cho các chị nhà mình nha. Và em chuẩn bị qua mẫu này luôn. Các chị ơi mình nổ đơn giúp em cho mã tặng da bò 093 và kèm thêm cho em cái số điện thoại. Các chị mình đặt bao nhiêu cá thì mình kèm thêm cho em cái số lượng để mình có đơn hàng thành công nha các chị nha. Các chị mình hỏi ví bữa giờ thì hôm nay em có hàng thì các chị mình nhanh tay giúp em. Vì giá này của em chỉ áp dụng trên live, không áp dụng sau live nha các chị nha. Có rất là nhiều chị mình đặt hàng nhưng mà thiếu mã sản phẩm rồi các chị ơi, mình bổ sung giúp em nha chị nha. Chị Quyên Vũ này, chị bổ sung cho em cái mã là 093 đi chị, để mình có đơn hàng thành công nha chị nha. Ví nem rất đẹp, mềm, nhận ưng liền, nhiều ngăn nữa. Em cảm ơn chị Trần Liễu rất là nhiều nha. Và các chị ơi, em qua mẫu này luôn để em lên thêm nhiều những cái mã sản phẩm hàng lẻ, đặc biệt là lên đồ bộ để cho các chị nhà mình săn nha. Tặng ví da bò 093 kèm số điện thoại nâu, đen, xanh đen và gam màu bò giúp em. Và tặng các chị nhà mình chỉ với giá 198.000 và có kèm hộp để các chị mình làm quà tặng nha các chị. Và em qua mẫu này luôn ạ, 093 nha các chị nha, để lên bộ đồ bộ nha các chị. Lên bộ đồ bộ cho các chị mình săn nha. Chị nào săn bộ này lên đơn liền giúp em đi. Siêu mát, siêu mát 421 hả em? Dạ đúng rồi chị ơi. Siêu mát 421 kèm số điện thoại giùm em. Bộ này mặc rất là mát các chị nha. Bộ này mặc cực kỳ thoải mái, dưới 55kg độ về các chị em nhà mình mặc vừa nha các chị nha. Dưới 55kg độ về là mặc vừa cái bộ này. Các chị lên đơn giùm em mã sản phẩm đặt hàng sẽ là siêu mát 421 kèm số điện thoại giùm em. Hôm nay xả thật là sâu như các chị mình săn này. Một bộ 129.000, chị nào mua từ 2 bộ trở lên 99.000 luôn. Đó nên các chị mình nhanh tay nha. Em có màu hồng và có thêm gam màu vàng nữa, hồng vàng và cam. Đó các chị mình lên đơn giùm em là siêu mát
421 kèm số điện thoại giúp em để có đơn. Một bộ em Thùy bán cho các chị nhà mình đó là 129 ngàn. 129 ngàn, còn chị nào mua từ 2 bộ trở lên là 99 ngàn cho bộ này. Các chị yêu thích là lên đơn nha các chị nha. Mã sản phẩm đó là siêu mát 421 kèm số điện thoại màu vàng và gam màu hồng và gam màu cam. Còn có 62 bộ cuối cùng là hết hàng rồi, các chị mình nhanh tay ạ. Quần này dạng quần legging đấy các chị ạ, mặc cực kỳ đúng rồi, thoải mặt mái nó luôn. Nó ôm bụng với lại là mặt nó rất là thoải mái, tập thể dục đồ các kiểu chơi cũng được chị. Các chị nha, mà giá em sale rất là sâu luôn là có 129 ngàn. Còn chị nào mình mua từ 2 bộ trở lên thì mình săn sale với giá 99 ngàn, bộ cam, bộ hồng và gam bộ vàng đó. Còn có 62 bộ cuối cùng nữa các chị. Áo vàng quần xanh nha các chị nha, áo vàng quần xanh à, áo vàng thì sẽ là quần xanh như thế này nha các chị nha, nó theo cái họa tiết của cái này nè các chị. Còn áo hồng thì nó sẽ là cũng là quần xanh màu này đó, các chị thấy không ạ, rất là đẹp. Mà em bán rẻ quá các chị mình nhanh tay nha, cứ một bộ là 129 ngàn, còn các chị mua 2 bộ trở lên là 99 ngàn cho bộ này. Đẹp lắm các chị, dễ thương nữa, mặt nó mát. Các chị đặt hàng mình cho em mã sản phẩm và số điện thoại giúp em nha. Dạ, ngoài Bắc lạnh nè các chị, mình mua đi, ít bữa nó hè mình mặc cho nó mát, vì thật sự luôn 1-2 tháng rồi lần cũng qua trời nóng hết trơn rồi. Nên các chị mình mua để dành cũng được nha các chị nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay giúp em mã này, đó là mã 421 ạ. Siêu mát 421 kèm số điện thoại giúp em. Các chị ơi, hôm nay sale các chị hết luôn, vì còn có 62 bộ cuối cùng là từ 58kg loại xe bằng vừa cho mẫu này các chị nha. Dễ thương lắm các chị ơi. Hình cũng hình này các chị, hình dễ thương trẻ trung, nhưng mà phải cái chất vải các chị ơi, nó mát cực kỳ luôn. Rất là mát, mặc thoải mái. Các chị mặc bộ xe này xong rồi mang đôi giày thể thao lên để đi tập thể dục cũng được, đi tập gym cũng được các chị nha. Hoặc là các chị mình mặc ở nhà thoải mái luôn cho mã này, đó là 421. Một set là em sale với giá là 129.000. Còn chị nào mình mua từ 2 set trở lên chọn màu thoải mái chỉ còn với giá 99.000 cho một set màu vàng, màu hồng và gam màu cam các chị nha. Còn ít lắm nên là sale các chị xả hết với giá là 2 set trở lên là 99.000 cho mã là 421 ạ. 421 giúp em dạng quần legging mặc trẻ trung dễ thương nha các chị nha. Chị thoải mái là tập aerobic hoặc là tập chị yoga thì mặc bộ này thoải mái hơn. Chị Nhi Phan là chị đặt 3 bộ. Thiếu số điện thoại. Chị Nhi Phan là chị đặt 3 bộ, chị thiếu cái mã hàng là 421, chị bổ sung giúp em mà cứ 2 bộ trở lên là 99.000 nha các chị nha. Từ 58kg đồ lại xe bằng vừa cho mã là 421. 58kg loại bằng vừa các chị nha, vì cái bộ này có độ co giãn rất là tốt luôn đó các chị. Nên tay giờ có đơn cho mã 421 vì em còn ít quá với xã luôn, cứ 2 bộ trở lên 99.000 trên một bộ các chị nha. Dễ thương lắm các chị ơi, hình họ thấy mã đẹp nha các chị nha. Rồi qua mã đi em. Mua cho con mình nha các chị nha, chị nào thích thì mua luôn, cứ 2 bộ trở lên em xem với giá là 99.000. Còn một bộ là 129.000 cho mã là 421 ạ. Rồi em có cái áo này, em nó qua mùa rồi, em xem sâu cho các chị mình săn luôn nha. Các chị để cho em cái mã sản phẩm đặt hàng qua mùa 250 kèm số điện thoại. Còn bao nhiêu áo em? Dạ em còn được 60 cái cuối cùng ạ. 60 cái cuối cùng thì sale xả cái chị mình săn luôn nha, 69.000 một cái ạ. 69.000 cho mã qua mùa 250 kèm số điện thoại giùm em. Dạ, các chị comment giúp em đó là qua mùa 250 kèm số điện thoại giúp em. Cái dòng này là dòng áo xịn này các chị ơi, inbed cao cấp, nhưng mà hiện tại là bộ này nó áo này nó qua mùa rồi nên em xả với giá là 69.000 luôn. Chứ thật sự các chị, cái giá mà 69.000 này không đủ tiền in luôn các chị. Cái áo này là inbed cao cấp nha các chị nha. Chị Phan Thanh Thương bổ sung giúp em thêm số điện thoại. Vừa inbed cao cấp mà chắc vải lại là dòng cô tông xịn nữa nha các chị nha. Mã giúp em đó là qua mùa 250 kèm số điện thoại giúp em. Đây là áo unisex, nam mặc được, nữ mặc được, và sale các chị giá xả là 69.000 cho một áo ạ. 69.000 cho một áo. Chị Chi Văn, chị Lam Tuyền, Trần Lê, chị đặt 2 set, nhưng mà thiếu số điện thoại bổ sung giúp em ạ. À, thiếu cái mã hàng chứ. Đúng rồi, mã hàng 421. Còn mẫu này giúp em là qua mùa 250 nha các chị nha. Qua mùa 250. 69.000 cho một cái áo. Đẹp lắm các chị ơi. Cô tông. Cô tông xịn mà còn in bed nữa. Lỗ dữ lắm đó các chị. Dạ. Cái này là inbed, nó rất là đắt tiền cái gì. Em các chị hỏi là inbed là in như thế nào thì các chị ơi cứ sang đi, mình về nhà xong mình sờ lên cái phần in này các chị ơi, nó khác hoàn toàn với những dòng áo in thường khác nha các chị nha. Đó, nó rất là mịn và cái hình nó cực kỳ nét và đẹp luôn. Đấy, cái tiền in này cũng rất là mắc tiền, nhưng mà hôm nay vì là bên em là cái áo này đã gọi là mặc cái Tết này, nhưng mà nó qua mùa rồi, các chị mặc áo thun đơn giản ở nhà cũng được nha các chị. Như xem các chị giá xả với 69.000 luôn. Và đặc biệt cái chất vải này cũng là bên em sử dụng dòng cao cấp
cấp luôn, đó là dòng cô tông xịn nha các chị nha. Mã giúp em đó là qua mùa 250 kèm số điện thoại giúp em. Áo này là cả nam và cả nữ đều mặc được luôn nha các chị nha. Nam nữ đều mặc được luôn, mặc rất là mát luôn. Các chị comment nói là mặc mát lắm nè. Chị Ngân Phan Kim ơi, thêm giúp em số điện thoại chị nha. Chị Ngân Phát thêm giúp em số điện thoại luôn. Qua mùa 250 kèm số điện thoại giúp em. Một áo là 69.000 luôn nha các chị nha. Một áo 69.000 luôn giúp em nha. Mã là 250 250 nha các chị nha. Còn cái size là gì vô? Rồi, cái 250 này à, em có size là 90kg đổ lại sẽ bận vừa nha các chị nha. Chị Quỳnh Thu thêm với em số điện thoại. 250 này là 90kg đổ lại sẽ bận vừa. Và nam mặc được, nữ mặc được. Vì dòng này là dùng unisex nha các chị. Mã là qua mùa 250 giúp em. Và em sẽ phép qua mẫu này luôn. Em xem các chị giá xả là 69.000 cho một áo inpec cao cấp. Và còn ba gam màu đó là màu xanh, màu trắng và gam màu cam nha các chị. Chứ bình thường mà em nói đúng cái dịp tới mà em bán cái này không có giá này, không bao giờ có các chị nha. Vì em đã sale sâu lắm luôn, là đã là 150 mấy ngàn một áo rồi nhưng các chị nha, đã sale rất là sâu, đã là dream. Nhưng hôm nay các chị mình sang em sale các chị có giá là 69.000 một cái. Các chị nhận đi rồi mới thấy cái độ chất lượng cao cấp của nó nha các chị nha. Invest cao cấp cái mã là qua mùa 250 69.000 em qua luôn. 90kg đổ lại sẽ bằng vừa nha các chị. Rồi các chị ơi, hôm nay nha các chị mình nguyên một set bộ để các chị mình mặc này các chị. Bộ này dễ thương các chị ơi, bộ này rất là cute luôn nha các chị nha. Cái này các chị mình có thể mặc đi chơi này, đi dạo phố này, hay là các chị mình mặc là đi tập gym hay là tập thể dục cũng đẹp này các chị. Mã này của em các chị mình để cho em cú pháp nha. 425 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Thì nguyên một set như thế này ấy, thì em sẽ có số ký sẽ là 50 hoặc là 55kg đổ về. Nhưng mà 55kg thì các chị là nhà mình cao khoảng như 1m6 nha các chị nha. Còn cái này ấy, quần của em sẽ là dạng quần legging, kiểu quần ôm các chị, nó sẽ có độ co giãn cho mình. Mặc có thể phố cho em dạng quần cái kiểu áo khác để đi tập thể dục luôn các chị ơi. Hôm nay em sale hết cho các chị nhà mình luôn. Đúng rồi đấy chị, hôm nay em sale hết cho các chị nhà mình luôn nhé chị nha. Nguyên một set gồm hai màu các chị ơi, và gồm một áo và một quần. Em bán các chị nhà mình này, cái này em còn có đúng 30 set nữa thôi, các chị mình nhanh tay lên đơn nha. 129.000 đồng giúp em các chị ơi. 129.000 các chị ơi, bộ này đẹp rồi các chị. Bộ này các chị nhìn thấy dễ thương không? Cái bộ này mặc lên đẹp lắm. Và em còn có một màu nữa, đó là gam màu đen. Cái màu đen này thì quần của em sẽ là gam màu đen nha các chị nha. Quần màu đen, còn áo màu này hai bộ là 99.000. Hai bộ 99 luôn hả các chị ơi. Và em sale sâu các chị mình sang này. Các chị mình lên đơn giúp em cho mã này. Có mã đó là 425 kèm số điện thoại giúp em. Các chị mình sang bao nhiêu bộ các chị mình kèm thêm cho em cái số lượng nha. Vì em còn có 30 bộ thôi, em chốt luôn hai cái. Hai bộ để cho các chị mình được sang với giá 99.000 cho nó nhanh hết này các chị. Một bộ em sale 129.000 và các chị nào mình sang cho em từ hai bộ trở lên, em sale hết các chị nhà mình chỉ với giá 99.000 trên một bộ. Các chị ơi, cái chất liệu là thun lặn và khi mà các chị mình mặc á, các chị nhìn này, nó rộng rãi lắm và nó che bụng rất là tốt luôn các chị nhìn này, độ co giãn các chị thấy không, rất là ok luôn nha, mát lắm và các chị mình giặt tay giặt máy cho em thoải mái và nó sẽ hạn chế cho mình cái việc sờn lông hoặc là bị xù lông nha các chị nha. Nhưng mà co giãn tốt và mặc mát cho em, che bắp tay tốt này, che bụng tốt cho em này. Và cái quần này của em sẽ là dạng quần ôm legging nên là sẽ rất là tôn bằng vai của mình. Khi mà các chị mình đi chơi đi tập thể dục cho em nó cũng đẹp nha các chị nha. Hôm nay các chị mình đeo cho em một cái chiếc túi đeo chéo nhỏ thay vì các chị mình đi giày thể thao đi tập gym đi, thì các chị mình đi cho em một cái đôi búp bê hoặc là một cái đôi slip on thì nó nhẹ nhàng và mình có thể đi dạo phố cho em vẫn được các chị nha. Em có hai gam màu, 425 kèm số điện thoại giúp em. Hai gam màu, một là gam màu trắng, hai là gam màu đen. Áo đen thì sẽ là đi chung với quần đen, còn cái gam màu trắng thì đi chung với cái gam quần màu cam nha các chị nha. Một bộ em sale giá 129.000, còn các chị nhà mình sang cho em từ hai bộ đi, em sale hết luôn 99.000 đồng trên một bộ nha các chị nha. Mà thiết kế cái họa tiết nó rất là đẹp và cứ 50 hoặc là 55kg đổ về giúp em là mặc được. Còn cái độ co giãn và độ mát của nó các chị em bao cho các chị nhà mình luôn. Các chị nhìn này, các chị nhìn giúp bạn chưa, nó rất là ok nha các chị nha, nó co giãn rất là tốt cho mình, nó rất là thoải mái luôn các chị ơi, nên là rộng rãi thoải mái. Cho nên các chị nhà mình cứ 50, 52 hay 55kg thì cứ yên tâm cho em mặc được hết luôn nha các chị nha. Tập gym tập thể dục, với cả ở đây em có áo riêng quần riêng nhưng mà bán chung cho các chị mình nguyên một set thì nó lợi thế cho mình ở chỗ là mình lấy cái áo khác mình phối chung với quần này vẫn được nhé nha. Hoặc là hôm nay các chị mình đi chơi á, mình lấy cho em một cái quần jean hoặc là một cái quần đùi mình phối cho em cái dạng áo thun như thế này cũng rất là đẹp nha các chị nha. Mã này của em sẽ là 425 kèm số điện thoại giúp em. Các chị mình săn hai bộ hôm này, chị Dung phải kiểm tra và trừ ra giúp em đấy chị nha, vì số lượng của em ít nhưng mà bán thì giá lại siêu rẻ luôn, có 129.000 trên một bộ thôi. Còn các chị mình săn cho em từ hai bộ trở lên, em bán các chị nhà mình chỉ với giá
giá 99 nha nhé chị nha. Đây em ướm thử cho các chị mình cái gam màu đen này. Đó, lên đồ màu đen cũng đẹp nha. Màu trắng cũng đẹp nữa các chị ơi. Màu nào cũng đẹp nhưng mà bán giá gọi là siêu rẻ. Mà dòng cao cấp, thun lặn, mặc mát, phù hợp với mùa hè cho em và các chị. Thiết kế thì nó trẻ trung, đơn giản, che bụng tốt, che bắp vai tốt nữa các chị. Mình không săn là tiếp nha các chị nha. Có 129.000 nguyên một set cùng một áo và một quần thôi. Và các chị mình săn cho em từ 2 set trở lên 99.000 trên một set. Nghe cái giá thôi là siêu hấp dẫn đó các chị. Các chị mình đang có nhu cầu bữa giờ để mình săn đồ bộ này. Các có chị nào mình muốn săn bộ đồ đùi không? Bộ đồ đùi em có luôn nhé chị nha. Đồ lửng, đồ đùi em có. Các chị ơi mình thích săn bộ nào thì mình comment phía dưới để em lên cho các chị nhà mình. Còn riêng bộ này em chuẩn bị qua mẫu vì em thấy là số lượng em sắp đủ rồi các chị ơi. 425 kèm số điện thoại cho em. Một bộ em sale 129.000 và hai bộ trở lên em sale với chị nhà mình chỉ với giá 99.000 trên một bộ nhé chị nha. Cho dòng chất liệu là thun lặn của em. Quần của em sẽ là dạng quần lưng chun co giãn tốt các chị, dạng quần legging nhé chị nha, dạng quần lưng ôm này các chị. Đó, ôm vào cho mình mặc đi tập gym, đi tập aerobic hay là tập thể dục buổi sáng cũng đẹp nhé chị nha. Hai gam màu trắng và gam màu đen và 50 hoặc là 55 kg đổ về giúp em là có thể mặc được nhé chị nha. Đó, đi chơi, đi về thể thao cho em cũng đẹp mà. Đi về thể thao xong rồi mình đi giày búp bê cũng đẹp nhé chị nha. Nhưng mà giá sale của em thì lại quá rẻ các chị ơi. Và số lượng của em bây giờ đã đủ chưa chị nhỉ? Tại vì em có 30 set thôi mà các chị mày đang lỗ đơn quá trời rồi này. 425 kèm số điện thoại giúp em. 5 bộ cuối cùng. 5 bộ cuối cùng. Ở đâu có được 3. 30 bộ mà. 30 bộ. Ừ, hết rồi các chị ơi. Em qua mẫu này nha các chị nha. Giày thể thao em có nha chị Hoàng Mai, chị Phương Huỳnh ơi, em có thể thao nha. Rồi em qua mẫu này nha các chị nha. Rồi em qua mẫu này luôn cho mã là 425. 425 kèm số điện thoại giúp em, hai gam màu trắng và gam màu đen. Em qua mẫu này ạ. Đâu rồi Linh? Rồi các chị ơi em lên thêm cho các chị mình. Lên bộ này đi em, lên bộ này. Lên đây em lên bộ này đi các chị nhà mình này. 212 các chị ơi. Bộ này thì em còn số lượng ít. Anh qua ngoài đấy các chị hỏi cái này nhiều quá mà cái này nó còn ít này. Còn 2 màu thôi. Số lượng 2 chút một màu 20 cái thôi nha. Các chị ơi, cái túi A4 mà em hết hàng mấy tháng nay rồi các chị. Hôm nay em mới có lại này. Và bây giờ em còn đúng 2 gam màu, đó là gam màu kem và gam màu đen. Giờ em chốt thêm cho các chị nhìn mình mỗi màu 20 cái nha các chị nha. Mỗi màu 20 cái đi. Vì những cái màu khác là em chưa chốt đơn xong, với cả là em sợ nó hết hàng không đủ chốt đó các chị. Các chị mình lên đơn giúp em nha. Cao cấp 704 các chị ơi. Một dòng túi cao cấp. Cái này có giá niêm yết là 625.000 cho dòng túi A4 size 36, đường được A4 cũng như là các tài liệu. Và ngày hôm nay em sale các chị mình một cái giá gọi là cái giá siêu rẻ luôn các chị ơi. Một cái giá siêu rẻ để cho các chị mình săn nha. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giúp em. 2 gam màu kem tây, dễ xài và dễ để làm quà tặng. Vì màu kem tây ai cũng thích đấy, nó nhã nhặn và đơn giản, phù hợp vào tất cả độ tuổi. Thứ hai cho em đó là gam màu đen nha các chị nha. 625.000 mà em có sale 50% thì nó cũng phải 300 mấy. Nhưng ngày hôm nay em sale sâu hơn 50% cho các chị nhà mình săn. Các chị mình nhanh tay lên đơn này. Cao cấp 704 kèm số điện thoại giúp em. Một cái em bán các chị nhà mình chỉ với giá là 245.000 các chị ơi. Nghe cái giá là siêu rẻ rồi. Còn các chị nhà mình xem cho em từ 2 cái trở lên. Em biết là nhu cầu các chị mình sắp mua để làm quà tặng ngày 8 tháng 3 này các chị. Em bán cho các chị nhà mình từ 2 cái trở lên. Chốt giá cho các chị mình ngay tại trên line 199.000 thôi nha các chị nha. 199.000 các chị ơi, mình lên đơn cho mã cao cấp 704 kèm số điện thoại. Một dòng túi chất liệu rất là dày này các chị. Dòng cái da này các chị ơi, dày tới tận 2 ly để may để làm các chị mình cái túi A4. Khi mà cái túi A4 này các chị mình đựng đồ cho em thoải mái. Em cho các chị mình coi cái ngăn này. Bây giờ em chỉ còn cái gam màu kem và gam màu đen thôi. Đây các chị ơi, 20 cái màu bò nữa hả? Ôi trời ơi, tốt quá. Bên trong là các chị ngăn rộng 36 nha. Đựng A4, đựng tài liệu hoặc là đựng iPad cho em được này các chị. Ngăn bên trong sẽ có một cái ngăn nhỏ để các chị mình đựng những cái vật dụng cá nhân quan trọng các chị. Mặt đằng trước và mặt đằng sau em đều có khóa kéo và có ngăn cho các chị nhà mình hết. Một dòng cao cấp như thế này mà em xem các chị mình có 245.000 một cái. Và nhu cầu các chị mình mua sắp ngày 8 tháng 3. Em biết là các chị mình mua nhiều để các chị mình làm quà tặng. Thì em bán với giá có 199.000 thôi. Vâng ơi, có thể là chị đặt trong những cái sản phẩm hàng lẻ đó chị. Vì sản phẩm hàng lẻ thì nó số lượng chỉ 1-2 cho nên là em chốt với chị nào nhanh tay á, nên chị thông cảm nha chị nha. Còn các chị nhìn cho em này, mọi thứ luôn nha chị nha, không chỉ nói đến da mà cả cái đầu khóa các chị nhìn này, nó sáng bóng vì bên em sử dụng cái đầu khóa Atimon là dòng đầu khóa cao cấp, để khi mà các chị mình sử dụng một thời gian dài nó cũng vẫn sáng bóng mà nó vẫn sang cho mình các chị. Cả cái khóa kéo bên em cũng vậy nha các chị nha, đầu khóa cũng sử dụng đầu Atimon và khóa kéo hai chiều giúp em các chị ơi. Dòng túi cao cấp như này hiếm hàng bữa giờ, thay vì em bán giá cao bán từ từ cũng được, nhưng ngày hôm nay em bán các chị một cái giá siêu rẻ luôn, một cái giá gọi là đậm sâu cho các chị nhà mình săn vì sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi các chị. Hai cá trở lên 199.000. Bây giờ em có thêm một cái gam màu bò nữa các chị,
sang. Cái màu bò này em nói là rất là sang và đẹp này các chị. Cho chị nào mình hợp với cái gu mà gọi là thích sang này các chị ơi. Còn muốn hai cái gam màu mình dễ sử dụng và dễ xài thì mình lấy cho em cả gam màu kem và gam màu đen các chị nha. Mỗi màu em còn được 20 cái và em chốt giá sale với chị nhà mình chỉ với giá 245.000. Và các chị mà đặt giúp em từ hai cái trở lên với giá sale 199.000 trên một túi các chị ơi. Dòng cao cấp dày và đẹp các chị nhìn này, em cho các chị mình coi cái form dáng này, em không có bỏ cái gì bên trong hết nha, nhưng mà em sắp lên cho các chị nhà mình này, đó rất là đẹp luôn. Và khi mà các chị mình không xài đến hoặc là các chị mình đi xe mà kiểu xe mà mình không có đeo được á, hoặc là các chị mình muốn cất vào cốp á, mình gấp lại cho em bỏ vào cốp không sao hết, không có bị gãy form nha các chị nha. Dòng cao cấp dòng xịn của em luôn đó các chị. Hết hàng bữa giờ, các chị mình có thấy Kala nào các chị mình cũng hỏi em túi sắt A4 không, nhưng mà bữa giờ là em không có hàng, với cả là gần Tết các chị ạ, nhân công cũng không có kịp làm các chị. Bây giờ em có một cái mẫu này, nhưng mà số lượng bây giờ em cũng còn được có mỗi vài chục cá thôi, mỗi màu 20 cá nữa là em hết rồi. Color sau các chị mình hỏi, thứ nhất là em sẽ không còn đủ màu, và cá thứ hai số lượng em không có nhiều để chốt cho các chị mình cái giá sale này nha các chị nha. Cao cấp 704 em chuẩn bị qua mẫu, giới thiệu từng gam màu một cho các chị nhà mình xem. Màu này của em sẽ là gam màu bò, sang và đẹp. Màu này cho em sẽ là gam màu đen, có hai ngăn đằng trước và ngăn đằng sau, bên trong cho em có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ có khóa kéo. Và đây cho em sẽ là gam màu kem, sắt tay cho em được, đeo chéo cho em được, mà giá sale của em rẻ 625.000 thay vì em bán 50% phải còn 312.500. Nhưng ở đây em bán các chị nhà mình chỉ với giá là 245.000 thôi các chị ơi. Và xăng từ hai cái trở lên 199.000. Và giá sale này em áp dụng trên like. Chị nào mình coi lại like là mình sẽ không đặt được cái mẫu sản phẩm này và không được áp dụng giá sale này nữa nha các chị nha. Em nói rõ trên like như vậy để cho các chị nào mình đang còn chần chừ nè, các chị nào đang còn phân vân thì mình đặt luôn đi để mình được áp dụng giá sale tốt nhất. Và cái thứ hai đó là khi mà các chị mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng giúp em. Mình có quyền mình kiểm tra mà các chị, mình kiểm tra mình ưng ý mình mới thanh toán. Còn mình không ưng ý hoặc là mình không có ưng cái sản phẩm này thì mình có thể hoàn hàng về cho bên em và không cần phải thanh toán phí ship. Đó là những cái đặc quyền của khách hàng của Sophia nha các chị nha. Rồi các chị ơi, em chuẩn bị qua mẫu này. Cao cấp 704 kèm số điện thoại màu bò, màu đen và gam màu kem. Nếu các chị mình có ý định mua làm quà tặng thì mình mua giúp em cái gam màu kem, vì gam màu kem là độ tuổi nào cũng có thể sử dụng được. Và cái gam màu kem này là gam màu kem tây các chị ơi, nó rất là sang và đẹp luôn này. Chị Julie Marie ơi, chị đặt hai đen một bò, chị comment thêm cho em cái số điện thoại để mình có đơn chị nha. Còn các chị ơi, mình đặt hàng á, mình muốn bảo hành sản phẩm, các chị mình nhắn tin cho bên em sẽ có đội ngũ nhân viên hỗ trợ inbox cho các chị nhà mình nha các chị nha. Và em qua mẫu cao cấp 704 này luôn ạ, 245.000 một cái, hai cái 199.000 trên một cái nha các chị nha. À các chị ơi, em còn cái áo này nó còn ít để em xả lỗ thì các chị mình sang áo này luôn nha. Dòng này dòng cao cấp, dòng xịn nha các chị. À các chị có thể mua cho các bé trai từ bao nhiêu ký ta? À dạ là từ 90 ký đổ lại chị. 90 ký đổ về mặt vừa nha các chị nha. 90 ký đổ về mặt vừa. Còn các bé gái nếu mà bạn nào bự bự con cũng có thể mua được cái này. À, hôm nay em còn ít em xả lỗ, các chị mình sang cho vui nha các chị nha. Dạ, bé trai và bé gái, bé trai và bé gái bự bự con là các chị mình mua cái áo này được. Em có size là từ 90 ký đổ về là mặc thoải mái cái áo này luôn. Mã sản phẩm đặt hàng sẽ là 835 ạ. 835 dòng cao cấp nha các chị nha. Áo này là dòng cao cấp 835 nè, em xả hết cho các chị mình sang. À, tổng bao nhiêu cái bị dùng? Dạ tổng em có được tầm mấy chục cái, 835. Dạ em có được 132 cái. Rồi em xả lỗ luôn các chị mình xăng nha, các chị lên đơn giùm em mã sản phẩm đặt hàng. Xả lỗ 835 kèm số điện thoại giùm em để có đơn. À, cái này thì các bé mà bự bự con nha các chị nha, cứ 90 kg đổ về mặt vừa, hoặc là các anh nào thích trẻ trung năng động thì vẫn có thể mặc được cái áo này. Với giá sale ngày hôm nay rất là rẻ, em xả lỗ mà 99.000 một áo, mua hai cái trở lên 79.000 xả hết luôn các chị mình xăng. Không đủ tiền vải luôn. Không đủ tiền vải nha các chị nha. Chưa nói tiền in, không đủ tiền vải chứ chưa nói tiền in. Rồi nhanh tay giúp em mà sản phẩm đặt hàng sẽ là 835 một cái 99.000, mua từ hai cái trở lên 79.000. Đọc size giùm chị. Dạ em đọc size các chị nha. Màu hồng em có size L, XL và 2XL. Màu đen em có 2XL và màu xanh em có 2XL ạ. Chủ yếu là 2XL. Màu xanh là có 2XL. Màu xanh là có một cái chắc coi qua là sẽ ít thấy L. À hãy được lắm. Thấy L dưới á. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Rồi các chị ơi, nhanh tay cho em mã này là xả lỗ 835 kèm số điện thoại giùm em. Một cái 99.000, mua từ hai cái 79.000. Các chị ơi, họa tiết nó đẹp này các chị. Cái màu này em cũng có một cái màu đen này các chị, đẹp lắm luôn này các chị ơi. Phố lên nhìn nó rất là trẻ trung luôn các chị ơi. Cái này các anh nam và các bạn nữ cũng vẫn có thể mặc được. Thích mặc form rộng thì mặc thêm cái dạng như thế này nha các chị nha. Xả lỗ 835 kèm số điện thoại giúp em. Một cái bán bánh dây các chị mình có 99.000 trên một áo. Và các chị nào mình săn cho em từ hai cái trở lên 79.000. Cái này là chưa nói đến cái phần in của cái áo các chị ơi. Dòng in này rất là cao cấp và đắt tiền này các chị. Mà hôm nay em bán các chị mình có giá gọi
là xả lỗ luôn các chị nha. Xả lỗ 835 kèm số ký kèm số loại giúp em. Em đọc lại sao một lần nữa đi các chị. Em có gam màu đen này các chị ơi. Vải nó rất là dày nha các chị nhìn này. Vải nó rất là dày. Rồi và chất vải nó rất là mát, mặc lên nó rất là ok luôn đấy các chị. Mà họa tiết nó cũng đẹp nữa. Màu này chị em sẽ là gam màu hồng này. Màu này chị em sẽ là gam màu xanh lá. Đối với gam màu xanh lá em có size 1X và 2XL. Đối với gam màu đen, đối với gam màu đen thì em có size 2XL và gam màu hồng là L, 1X và 2XL. Cái đó là 90kg đổ về giúp em có thể mặc được cho dù các bạn nữ mà thích mặc form rộng rộng mà kiểu mặc quần đùi các chị ơi, mặc quần sọc á hay là mặc quần lửng như thế này này, đi giày thể thao các chị mình nói cho em cái form rộng như này là cũng đẹp và nó rất là năng động, có thể phối chung quần jean hoặc là quần túi hộp nha chị nha. Vì ngày hôm nay em xả có 99.000 đồng trên một áo thôi. Còn chị nào mình săn cho em từ 2 cái trở lên 79.000 luôn các chị ơi. Dòng áo này đẹp và dòng áo này xịn. Các chị mình thông tin mình mua cho em một cái, sau đó mình về mình kiểm tra hàng á, mình rờ vào cái chất vải các chị. Cái vải này nó rất là dày luôn và thật sự là nó rất là đẹp luôn các chị. Mặc lên nó cũng đẹp và trẻ trung. Nếu các bạn trai nào mà bây giờ thích mặc những kiểu form rộng như này á, mình sẵn lấy cho em một cái để mặc đi chơi, mình mặc ở nhà, thậm chí là mình mặc kiểu mình đi học thêm mà kia đi mấy cái bộ lô thì bán giá nó rẻ quá, mà có 99.000 một cái mà em sang cho em từ 2 cái trở lên có 79.000. Em đọc lại sau một lần nữa là em qua mẫu xả lỗ 835 này luôn ạ. Màu đen em có size 2XL 90kg đổ về. Kem màu hồng em có L, 1X và 2XL. Kem màu xanh lá em có 1X và 2XL. 90kg đổ về giúp em là có thể mặc được nha chị nha. Form áo đẹp đang gọi là đang hot luôn các chị ơi, hot trend luôn nha. Squid Game các chị, hình nó cũng đẹp nữa chứ. 99.000 một cái, 2 cái trở lên 79.000 trên một cái. Và em qua mẫu 835 này luôn. Dạ dạ chị nói cho chị. Chị Giang Nguyên ơi, hiện tại đơn hàng bên em nhiều, chị cứ yên tâm. Đối với những cái mặt hàng có số lượng chị cứ đọc cho em cái mã sản phẩm, cái số điện thoại, hai cú pháp đó là chắc chắn mình sẽ có đơn đối với những cái sản phẩm có số lượng nha các chị nha. Còn đối với những cái hàng lẻ mà số lượng 1-1 thì bên em sẽ ưu tiên chốt cho các chị nhà mình có chia sẻ, có comment đúng cú pháp và có để lại số điện thoại nha các chị nha. Sau đó kết thúc cái live sẽ có đội ngũ nhân viên nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị nhà mình. Nên các chị ơi mình hỗ trợ em mình để ý điện thoại, sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho các chị nhà mình nha các chị nha. Và em qua mẫu 835 này thường mà những cái sản phẩm có số lượng á các chị thì bên em sẽ gọi điện chốt đơn sau. Còn những cái sản phẩm mà lẻ rồi hoặc cái gì đó thì cũng đều là chốt đơn sau hết. Vì bên em cái lượng đơn hàng quá lớn cho nên em không có đọc chốt trên live được các chị nha. Thì sau đó sẽ có đội gọi là đội chốt đơn, các bạn sẽ gọi riêng và chốt riêng. Rồi bây giờ cái bộ này hôm nay em làm quà các chị mình săn nè. Chị nào săn lên đơn cho em mã này đó là mã quà. Quà 487 là bộ gì? Là màu em đang mặc là 487. Còn bộ này là 489 đúng không em? Cái màu trắng này là 489, còn cái màu đen này là 487. Chị nào mình săn bộ này nhanh tay nha, vì em làm quà em sẽ siêu giá sâu. Cho nên là chị nào mình nhanh tay thì mình có đơn, cho em mã quà đi các chị ơi. 487 và 489 ạ. Quà 487 và quà 489 nha các chị nha. Quà 487 và quà 489. Các chị mình sẽ được kết hợp giữa hai cái mẫu này để mình mua được cái giá tốt nhất nha các chị nha. Rồi bây giờ đây thì cái mẫu này hôm bữa giờ em bán là 179.000 một bộ. Nhưng hôm nay trong livestream này em làm quà cho tất cả các chị mình săn luôn. Chỉ có giá 99.000. Còn chị nào mua từ 2 bộ trở lên 79.000 cho các chị nhanh tay. Yêu thích là lên đơn liền các chị nha. Quà đi các chị ơi, quà 487 và quà 489 nha các chị nha. Cái này chất liệu nó là lụa nha các chị nha. Chất liệu là lụa nên là đặc điểm là mặc rất là dễ chịu và rất là mát. Cứ 60kg đổ về các chị em nhà mình sẽ mặc vừa cái bộ này. Các chị để cho em mã là quà 487 là bộ Thùy đang mặc. Và quà 489 là cái set cơm và cherry này nha các chị nha. Một bộ các chị mình sang với giá là 99.000. Và hôm nay các chị được kết hợp cả hai bộ. Hoặc là mua hai bộ này cũng được. Hoặc là mua hai bộ 487 cùng xe với giá là 79.000 trên một bộ nha các chị nha. Hãy để giúp em mã là quà kèm mã hàng kèm số điện thoại giúp em ạ. Cái chất liệu của nó là lụa đó các chị, nên mình mặc nó rất là mát và nó đẹp người nha các chị nha. Đó các chị mình cứ mua một bộ là em sale là 99.000. Còn chị nào mua hai bộ trở lên thì là 79.000. Mình muốn mua hai bộ em mặc cũng được, hoặc là một bộ nọ một bộ kia cũng được các chị nha. Bộ này là 487, bộ này là 489. Mình vô thay đi cho các chị xem cho nó dễ dàng một chút xíu. Trẻ trung, năng động, mát, dễ chịu nha các chị nha. Nhanh tay nhất để có đơn hàng thành công cho mã quà này. Quà 487 và quà 489. Một bộ 99.000, hai bộ trở lên 79.000. Rất là rẻ cho các chị nhà mình săn. Các chị đặt hàng thiếu mã sản phẩm, thiếu số thoại nhiều quá, các chị mình cho em mã sản phẩm và số điện thoại thì có đơn các chị nha. Vì bên em chốt đơn bằng hệ thống phần mềm cho nên em cần cái mã sản phẩm và số điện thoại của các chị nhà mình ạ. Rất là rẻ luôn các chị ơi, nhanh tay tốc độ lên một chút xíu để mình săn. Vì số lượng không có nhiều, có 80 mấy bộ. Yeah, có 80 mấy bộ thôi à. Nên các chị mình nhanh tay nha. Mã sản phẩm giùm em. Quà 78
487 và quà 489, cứ một bộ em Thùy sale 99, hai bộ trở lên 79.000, các chị mà xem nổ đơn nè. Cho nên là em nhiều lúc em hay cứ nói là nhanh tay lên, tốc độ lên đi các chị ơi, nhiều lúc sợ các chị ghét em á, nhưng mà thật sự nếu mình không nhanh tay nó không có đơn nha các chị nha. Rồi nhanh tay giúp em mà sản phẩm đặt hàng, quà 487 và quà 489, một bộ là em sale với giá là 99.000. Các chị mình mua từ hai bộ trở lên 79.000 luôn. Đó các chị mình nhìn là trẻ trung, mắt rười rười Việt ha, mắt rười rười luôn. Nên đây lại có đơn cho mẫu này nha các chị nha. Mà hôm nay các chị quá là rẻ các chị ơi. Được kết hợp cả hai mã luôn mà xem với giá chỉ có là 79.000 cho một set. Cái này là thiết kế áo tay cánh dơi nha các chị. Nên các chị mình hoạt động cực kỳ dễ luôn, từ cả rửa chén, giặt đồ, chung là mình hoạt động ở nhà rất là thoải mái. Và đằng sau này các chị ơi, nhìn nó sang nha các chị nha. Mã là 487 là bộ chị Huy đang mặc. Còn đây là 489, 99.000 một set, hai set trở lên 79.000 nha các chị. Dễ thương luôn các chị, nhanh tay để có đơn các chị nha, đẹp mà rẻ quá nè. Các chị mình ơi, em làm quà đó cho nên mới có giá này, chứ bình thường em không có giá này đâu. Hôm nay em cũng rất là hy vọng rằng là những chị nào mà gọi là lần đầu xem live á, mua bộ này đi, các chị sẽ quay về với Sophia các chị nha. Rồi nhanh tay để đúng cú pháp để có đơn cho mã này, đó là quà 487 và quà 489 với giá sale 100. À, xin lỗi, bữa nay đâu có bán trăm nữa, bữa nay có 99.000 một bộ thôi. Còn chị nào mình mua từ hai bộ trở lên là 79.000 đồng nha các chị nha. Gì cười tôi dữ rồi. Còn có túi nha các chị nha. Rồi ăn mặc trước và sau đều được mà. Được mà. Túi quần thì có túi nha các chị nha. Đẹp lắm các chị ơi, nhanh tay giúp em nha. Quà 487 và quà 489, các chị mình mua hai bộ đi để được giá tốt nha các chị. Em thấy có rất là nhiều chị đặt hai bộ, bốn bộ không à. Đẹp lắm các chị. Vì cái chất liệu này là chất liệu là bằng lụa đó các chị, cho nên mình mặc rất là mát. Mà thiết kế của nó là tay cánh dơi cho nên mình vận động rất là dễ chịu luôn nè. Các chị thấy không, thoải mái cho mình. Mà bo chung thì bo chung xịn rồi. Các chị mình cứ 60kg đổ về là mặc thoải mái luôn. Cứ 60kg đổ về là mặc thoải mái các chị nha. Nhanh tay nhất để có đơn hàng thành công cho mã này, đó là quà 487 và quà 486. Đổ đơn là mầm mầm luôn các chị ơi. Nhưng em tắt một chút xíu để cho các bạn đứng cho các chị thấy hai mẫu luôn. Các chị mình chọn, muốn chọn mẫu nào mình chọn nha. Rồi một phút cuối cùng Ngân nhận đơn luôn ạ. Dạ, một phút cuối cùng nha các chị nha. Các chị mình nhanh tay lên ạ. Các chị ơi, cái set này đẹp đâu các chị hoặc là các bé đều mặc được của nha các chị. Mình nhanh tay giúp em. Hai mẹ con mặc cặp. Hai mẹ con mặc cặp mà cứ hai set trở lên 79.000 cho một set. Chắc là cái vải lụa này các chị giặt mới giặt là các chị yên tâm em nha. Rất là nhanh khô. Giặt mới giặt, giặt nước thì là nhanh khô này, chống nhăn chống nhau cho mình luôn. Và các chị hôm nay xem với giá chỉ có là 79.000 khi mua từ hai set trở lên. Còn một set là đã xem với giá các chị sau là 99.000 rồi. Trẻ trung nha các chị nha. Màu trắng và màu đen, mua luôn hai set đi các chị để mặc mình thay đổi nha các chị nha. Mã giúp em đó là quà 487, 99.000 một set, quà 489 giúp em 99.000 luôn. Và mua kết hợp cả hai mã này, em sẽ từ hai bộ trở lên 79.000 trên một set. Các chị mình muốn mua hai bộ mã nào cũng được các chị nha, cứ miễn từ hai bộ trở lên là 79.000 trên một set nha các chị. Của Thùy là 487, còn của Việt là 489 các chị nha. Các chị ơi, đó chị thấy tay cánh dơi này, và tay cánh dơi cực kỳ sang luôn các chị nha. Hoạt động thoải mái, 60kg loại bằng vừa ạ. Nên ta giúp em đi các chị, tại vì cái này em còn 8 máy set cho mỗi bộ thôi. Nên là các chị mình lên đơn đi, thế đa số các chị đồng lại là 2 set, 3 set không thôi. Mua cho con mình, mua tặng cho bạn bè, hoặc là mình mua nhiều mặc cả màu, mình mặc thay đổi nha các chị nha. Mã đó chính là quà 487 giúp em và quà 489, một set là 99.000, 2 set trở lên là 79.000 trên một set nha các chị nha. Mặc sâu này, thoải mái nha các chị nha. Rồi qua mã nha các chị ơi. Đó, đẹp quá, trời ơi chị Thúy Hoàng ạ. À, rất là đẹp luôn các chị ơi. Thể thao em có luôn nha. Lên thể thao đi nha, các chị hỏi thể thao nhiều lắm. Cứ ngăn chị xem xíu rồi em qua luôn nha. Lên thể thao đi Thảo ơi. Với lại cái đôi dép này nè, nãy các chị vẫn hỏi rất là nhiều. Các chị ơi, em đây các chị mình cứ đua thể thao em đang đi trên chân nha các chị nha. Dạ, 489 là cái bộ em đang mặc nha chị Hoài Phương Nguyễn ơi. Còn bộ mà chị Thùy mặc là mã là 487 nha. Hai mã khác nhau nha các chị, nhưng mà hôm nay các chị mình mua hai bộ trở lên là được kết hợp giữa mã 489 em đang mặc với một mã 487 đó. Cứ hai bộ trở lên là sale với giá là 79.000. Còn các chị mình mua một set là sale với giá là 99.000. Quần thì có cả túi nha các chị nha. Rồi em xin phép qua luôn mã bộ đồ bộ nha. Rồi các em lên cho các chị mình cái đôi giày thể thao nha. À sục, chị Nguyễn Giang ơi, chị đợi em một xíu nha. Sau cái đôi thể thao em sẽ lên sục cho các chị mình săn. Vì số hôm nay em sale giá quà sale sâu lắm, mà hôm nay sục của em là sục mới nữa. Đợi em một xíu để em lên sục cho các chị nhà mình.
Nhưng mà nãy giờ em thấy các chị mình hỏi giày thể thao này. Rồi em lên cho chị Thúy Vi nha chị nha. Đợi em xíu nha, em lên giày thể thao của em đang đi trên chân này. Cái này của em là có cả size nam và có cả size nữ luôn nha chị ơi. Và dòng này nó đẹp lắm các chị. Cái đầu tiên là form nam này các chị. Đó các chị nhìn thấy không? Dòng thể thao nha các chị nha. Cái này là form nữ các chị, form nhỏ hơn. Thì đối với dòng giày này là các chị mình nên săn. Vì em đi từ nãy giờ nó rất là êm và nó êm từ khi mà các chị mình đặt chân vào luôn đó các chị. Thì cái này mã này của em đó là 327 và 328. 327 thì cho em sẽ là size từ 35 đến 39, còn 328 sẽ là từ 39 cho đến là size 43. Dạ hiện tại ba tay trắng em hết hàng rồi nha chị Phạm Huệ nha. Em chỉ có dòng giày thể thao này và em có cái kem màu xám này thôi. Nếu chị còn đắt thì mình lên đơn giúp em 327 hoặc 328 này. Cái đôi này của em á, nếu các chị mình mua ra bên ngoài mua những cái dòng giày thể thao như thế này thì nó phải 700-800 nghìn một đôi nha các chị nha. Nếu mà các chị mình vào những cái thương hiệu lớn á, nó tầm một mấy triệu cũng có các chị ơi. Mà dòng giày nó rất là cao cấp và nó rất là êm cho mình các chị, độ đàn hồi rất là tốt luôn. Nhưng mà ngày hôm nay em sale cái giá này chỉ áp dụng và độc quyền trên live thôi. Các chị nào mà đang đợi thể thao thì mình lên đơn này 327 đối với nữ từ 35 cho đến 39. Em sale các chị nhà mình chỉ với giá 299 nghìn một đôi, nhưng đảm bảo chất lượng và độ êm độ bền cho các chị nhà mình. Còn mã nam cho em sẽ là 328 từ size 39 cho đến size 43, nhưng hiện tại đã rơi vào trường hợp lẻ size rồi, cho nên em sẽ giới thiệu màu và em sẽ giới thiệu cho các chị mình từng size số để cho các chị mình nghe và mình cùng đặt hàng nha các chị nha. 327 đối với nữ em sẽ sale với giá là 299 nghìn. Em có xám, em có xanh đen và em có gam màu đỏ đô nha các chị nha. Và em có gam màu đen em đang đi trên chân. Đợi em xíu em cho các chị mình coi. Còn đối với nam thì có đúng 4 gam màu luôn. Và size số sẽ là từ 39 cho đến size 43 nha các chị nha. Hiện tại nữ hụt size rồi. Các chị nhìn này, bên trong lớp lót này các chị, đầu tiên là cái phần lưỡi gà này các chị nhìn này. Có lớp mút nó rất là dày và nó êm cho mình. Khi mà các chị hoặc là các đặt chân vào nó đi nó rất là êm. Thường cái lưỡi ấy, các chị ơi, đặt chân vào nó êm nó sẽ thoải mái chân cho mình. Và bên trong em có những cái miếng talon này các chị. Talon bên trong đi vào thoáng chân cho em và nó rất là đẹp nha các chị nha. Dòng cao cấp và có cột dây luôn này các chị. Và phần đế của em là phần đế Eva này các chị. Các chị nhìn cái form dáng của nó này. Siêu đẹp và siêu đỉnh luôn. Dù là các chị mà đi tập gym hay là các chị mặc quần jean hay là mặc để đi chơi các chị, nó cái form dáng lên nó cũng đẹp các chị nha. Và phối màu cho em nó rất là sang và nó rất là kiểu cắt các chị. Đó, phối màu này các chị. Màu xanh đen này các chị. Màu này cho em là gam màu xám này. Màu này cho em sẽ là gam màu đỏ này. Chị Bồ Huyền vừa nhận giày này xong đẹp lắm. Chị kiểm tra chị Bồ Huyền có chị mua cái đôi này màu nào và size nào nha chị nha. Để em coi này các chị. Và màu này cho em sẽ là gam màu đen của em đang đi trên chân này các chị ơi. Màu đen là các chị, đẹp các chị ơi, mà bán lại giá là rẻ quá. Cái đô này nếu mà các chị mình mua ra bên ngoài phải là 600-700 nghìn. Vì dòng này là dòng cao cấp và phong dáng như thể thao. Và em nói là ai cũng đang săn đón những cái dòng giày thể thao này. Người lớn, các cô bây giờ là đang hay đi đánh cầu lông buổi sáng này, đi tập tennis buổi sáng này, hay là đi chạy bộ buổi sáng, thì ai cũng đi cho mình một cái đôi giày thể thao các chị ơi. Tại vì nó có độ đàn hồi tốt và thể thao là mình mới đi tập gym và mình đi tập thể dục được. Còn khi mà mình đi chơi cho nó đẹp kiểu cắt thì mình phối cho em là dạng quần jean, quần sọc hay là phối với chân váy đi cho em cũng đẹp nhé chị nha. 327 hoặc 328. Và bây giờ size nữ em đang hụt size, em sẽ đọc size để cho các chị nhà mình săn nha các chị nha. Mình mua màu đỏ chị ơi. Dạ rồi, đọc size ạ. Chị Bồ Huyền mua màu đỏ. Rồi tặng cho chị một phần quà đi chị ơi. Rồi, em tặng chị Bồ Huyền một phần quà nha các chị nha. Rồi em xin đọc size nha các chị. Size số em lẻ hết rồi, em đọc size nữ trước. 327 màu đen là em màu có đen. Size 35, 36 và 37 Thảo đang mang. Màu đỏ em chỉ còn size 35. Màu xám em có size 35, 36, 37 và 38. Và cái màu đen, xanh đen em đủ size từ 35 đến 39. Và là đối với phong nữ, các chị ơi, mình đặt giúp em là gam màu xám hoặc gam màu xanh đen để mình có đủ đơn hàng thành công nhé nha. Nghĩa là còn nhìn xa hơn một xíu. Còn đối với nam thì em sẽ đủ size với chị nhà mình từ 39 cho đến là size 43 các chị ơi. Nếu đối với các bé trai mà cái chân size nhỏ như là 35, 36, 37 có thể chọn qua cho em form nữ vẫn được. Vì form dáng này nó sẽ kéo dài từ 35 cho đến size 43. Nhưng mà nó sẽ phân biệt ra là nữ riêng, nam riêng thôi nha các chị nha. Nhưng mà các chị nữ mà có chân size ngoại cỡ như là 40 và 41 vẫn có thể lấy qua form nam cho em vẫn được. Nó vẫn là cùng một form thôi nha các chị nha. Mã này giúp em sẽ là chị Vương Thu Thủy ơi, chị Trang Vũ ơi, chị bổ sung cho em cái mã. Nếu mà là size nữ thì là 327, còn đối với size nam sẽ là 328 nhé chị nha. Nữ em sale vào giá 299 nghìn, còn nam em sale vào giá 315 nghìn một đôi nha các chị nha. Chị Lương Phượng ơi, màu xanh đen nam size 43, nhưng mà chị comment cho em cái mã đó là 328 nha chị Lương Phượng. Cho là đơn hàng bên em nhiều với lại nhiều mẫu, mà các chị mình không có comment cái mã là các bạn chốt đơn nhà em sẽ không biết được. Chị Tuệ Lực ơi, chị Bé Sáu ơi, các chị ơi mình comment lại giúp em nha.
Mã của nam sẽ là 328, mã của nữ là 327. Comment cái mã sản phẩm và cái số điện thoại, hai cái cú pháp này không thể thiếu để có thể chốt đơn thành công nha các chị nha. Form nam em đủ size từ 39 đến 43 trong tất cả 4 nhà màu: đen, xám, đỏ và gam màu xanh đen. Còn đối với nữ hiện tại bây giờ là gam màu xám hoặc gam màu xanh đen này. Xanh đen em sẽ đủ size cho nữ từ 35 đến 39. Còn lại tất cả đã hụt size rồi. Nhất là gam màu đỏ em còn có đúng một size thôi. Chị nào là size màu đỏ của nữ thì mình phải nhanh tay giúp em một xíu để mình có đơn nha các chị nha. Ba lô chống gu hiện tại em đang hết hàng rồi các chị ơi. Em giới thiệu từng gam màu một là em qua mẫu này để em lên mã giày của chị Thùy, đó là sụp nha các chị nha. Giúp cho bố em có luôn chị Hồng Gấm ơi. 327 của nữ màu xám đó các chị. Và xanh đen cùng với gam màu đỏ và gam màu đen em hụt size. Có gam màu xanh đen em đủ size thôi ạ, từ 35 đến 39. Còn đối với nam là 328, sale 315.000. Size số sẽ là từ 39 cho đến là 43, đủ size hết luôn. Nếu các chị nhà mình là cho anh nam thì mình nhắn tay giúp em là 328, kèm số điện thoại và kèm cái size số giúp em nha các chị nha. Và em qua mẫu giày thể thao này luôn, cho các chị mình có từng gam màu một. Màu xám các chị, phối màu đẹp, form dáng cũng đẹp, đỉnh luôn. Nhìn nó rất là sang cho mình. Và phần đế này cho em là các chị mình chịu lực rất là tốt, mình chà rửa cho em thoải mái nha các chị nha. Phần lưỡi gà rất là dày này các chị, đi nó rất là êm chân và thoải mái luôn. Màu này sẽ là gam màu xanh đen đủ size số từ nam đến nữ nè các chị, đỉnh luôn nha các chị nha. Và đây cho em sẽ là gam màu đỏ nha các chị nha. Cặp học sinh màu đen em có luôn chị Dung Lương ơi. Và đây cho em sẽ là gam màu đen em đi trên chân từ nãy giờ nè các chị đó. Màu đen em còn 35, 36 và 37. Gam màu đỏ em còn size 35. Màu xanh đen đủ size từ 35 đến 39 và màu xám là em chỉ còn 35, 36, 37, 38 thôi ạ. Rồi em đây cái đôi sụp của chị Thùy đang đi trên chân để cho các chị mình coi này. Cái này em có 3 gam màu. Đúng rồi. Đấy, gam màu nâu và gam màu bò 3, giúp 1, em 2. Nha các chị nha. Áo khoác da nữ em không có chị ơi. Em chưa có chị nha. Chị lấy những cái màu nâu cái. Cái này các chị hỏi em sụp nè. Sụp này các chị, sụp cho nữ nha. Hôm nay em sale cái mẫu này. Các chị nào mà đang có ý định mua cho mẹ mình để làm quà tặng, các chị mình mua ngay cho em đôi này đi. Vì em dám khẳng định cho các nhà mình, nếu mà mình mua thử một đôi á, em nói chắc chắn sẽ quay lại với Sofia luôn. Vì độ bền, độ đẹp và cả giá rất là rẻ luôn nè các chị. Các chị mình lên đơn giúp em đó là 312. Nãy mình sale với giá đó là giá tặng da bò đấy. Tặng da bò luôn, dạ. Tặng da bò nha các chị nha. Cái đôi này nếu các chị mình mua phải ít nhất là 300.000. Đây là dòng da bò 100% nha các chị nha. Nhưng ở đây em đã dùng cú pháp là tặng thì các chị mình cứ yên tâm. Giá sale rất là rẻ nè các chị. Tặng da bò 312 kèm số điện thoại giúp em từ size 35 cho đến size 40 luôn nha các chị nha. Và hôm nay em sale các chị nhà mình chỉ với giá 199.000 các chị ơi. Em báo giá luôn để cho các chị nhà mình nhanh tay đặt hàng. Vì riêng cái đôi này em nói là đi êm, thiết kế đẹp và độ đàn hồi chịu lực rất là tốt. Em có 3 gam màu. Màu này cho em sẽ là gam màu đen này các chị. Màu này cho em thì là gam màu bò. Các chị nhìn cái họa tiết này, nó được thêu lên này các chị. Và phần này cho em sẽ là may thủ công bằng tay mà rất là tỉ mỉ và đẹp cho mình. Phần đế của em sẽ là phần đế cao su chống trơn chống trượt các chị nhìn này. Cái form dáng không bao giờ sợ bị gãy form và cái form này đi rất là lâu và bền cho em. Màu này cho em sẽ là gam màu nâu nha các chị nha. Thấp nhất cho em là con số 3 năm để mình có thể đi và có thể đi trên cho em 3 năm luôn nha các chị nha. Vì cái đôi này đẹp mà dòng da bò này các chị, dòng da bò ra ngoài mua thì đâu có ai bán cho mình cái giá này đúng không? Nhưng mà em sale các chị mình cái giá tặng. Bởi vì sao các chị ơi? Vì sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi, có rất là nhiều chị và có rất là nhiều anh sẽ mua cái này để tặng cho mẹ mình, tặng cho bà mình và tặng cho cô mình, hoặc là tặng cho những người thương yêu của mình. Thì đối với những người lớn, các chị mình mua cho em một cái đôi sụp này và chiều cao này sẽ khoảng cho em là 2 cm nha các chị nha. Khoảng 2 cm các chị ơi. Tặng da bò 312 kèm số điện thoại giúp em. Size số sẽ đủ vì đây là sản phẩm mẫu mới nhất của em trong gala trưa ngày hôm nay cũng như là trong tháng này nha các chị nha. Từ 35 đến size 40, các chị mình đặt từ bây giờ, thứ nhất là còn đủ size số và thứ hai là nó còn đủ màu để cho các chị mình mua, mình ưng ý cái size, cái màu mà mình lựa chọn nha các chị nha. Chị Đỗ Thu ơi, có rất là nhiều chị mình đang thiếu mã với thiếu số điện thoại rồi. Bổ sung cho em sẽ là 312 kèm số điện thoại nữa nha các chị nha. Size số thì em đủ từ 35 đến size 40. Giày bata em lên rồi chị Thúy Phạm ơi, chị đặt đi rồi ngày mai sẽ có nhân viên xíu nữa chút quen, xíu nữa sẽ có nhân viên gửi hình cho chị xem nha chị Thúy Phạm nha. Nữ là em sale 299, còn nam sẽ là 315. Còn đôi này sale da bò tặng hết 199.000. Các chị ơi, mình đang nổ đơn quá trời cho dòng da bò này các chị. Vì các chị mình biết tại Sofia có nhiều chị mình đã mua dòng này rồi. Không phải em bán 1-2 mẫu mà em bán từ cái thời showroom các chị. Từ cái thời showroom và em nói những cái mẫu này này, mỗi lần em sale 50% thì cái đôi này nó phải là 297.500 này các chị. Mà các chị mình đặt như mưa
thường nó chỉ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Những cái calline mà sale 50% các chị ở tại showroom á là hết sạch những cái dòng này. Người lớn người ta vào người ta toàn mua những cái dòng này thôi, tại vì nó êm các chị, với lại độ đàn hồi nó rất là tốt. Cho nên em nói ở đây là nó rẻ hơn rất là nhiều so với cái thời showroom em bán offline rồi các chị ơi. Bán với giá chỉ có 199.000. Các chị mình tin tưởng mình mua hàng mình được kiểm tra mà các chị ơi. Mình chưa thanh toán tiền bây giờ, mình nhận hàng mình kiểm tra rồi mình mới thanh toán. Nên tội gì mà các chị mình không mua, đúng không các chị ơi? Mua cho mẹ mình này, mua cho bà mình một đôi đi các chị. Chị Tuấn Băng Trần ơi, chị bổ sung cho em cái số điện thoại để mình có đơn nha. Bây nào cũng đang nổ đơn rồi các chị. Tặng da bò 312, ba ta loại không có dây thì em đang hết hàng rồi nha chị Ngọc Yến nha. Màu này cho em sẽ là gam màu bò, màu này cho em sẽ là gam màu đen, và gam màu này cho em sẽ là gam màu nâu. Thiết kế mẫu mới nhất của em luôn mà đủ size số cho các chị nhà mình từ 35 cho đến size 40. Nên là sale giá này chỉ áp dụng trên la thôi. Nếu chị nào mà là sau la thì em sẽ bán với giá niêm yết là 455.000 đấy các chị nha. 455.000. Em đặt mà chưa thấy inbox là chị Lê Ly, chị đặt hàng trên la đi, một xíu nữa sẽ có nhân viên gọi điện cho mình để chốt đơn cho mình nha chị nha. Mình đã mua mẫu giống vầy tặng mẹ mang êm lắm. Chị Hoàng Thị Tuyết Mai này. Đó, chị kiểm tra chị Hoàng Thị Tuyết Mai có chị mua cái đôi nào, mẫu nào chị nha. Cho cái mẫu này em bán nhiều mẫu lắm mà sale giá rẻ nữa chứ. Dạ rồi các chị ơi, em qua mẫu tặng da bò 312 này luôn nhé chị nha. Để em lên cho các chị mình cái đôi dép để các chị mình mua tặng cho bố. Vì có nhiều chị mình hỏi dép tặng cho bố là dép da bò này. Rồi các chị ơi, màu này sẽ là gam màu đen, gam màu này sẽ là gam màu bò, và gam màu này cho em sẽ là gam màu nâu. Size từ 35 cho đến size 40. Và em chốt giá sale 199.000 cho mã tặng da bò. Và em qua mẫu này ạ. Qua mẫu này nha các chị nha. Đó. Để em kiểm tra có chị mua mẫu nào nha chị nha. Dạ loại cho bố rồi, em lên cho các chị mình nhắm nhép da bò cho bố nha các chị. Dạ về da bò cho bố đi. Da bò cho bố. Đúng không? Không. Cái này là 347 mẫu mới luôn. Chị Hoàng Hoài Cao ơi, chị bổ sung cho em cái số điện thoại để mình có đơn chị nha. Chị Hoài Cao bổ sung cho em cái số điện thoại để mình có đơn. Màu nâu em hết 39, còn lại màu đen em sẽ đủ size từ 39 đến 43 hay 44 chị? 44 là trên size ngoại cỡ này các chị, 44 là trên size ngoại cỡ này. Nên em sale các chị mình sale giá tặng da bò luôn nha, để cho các chị mình mua cho bố. Bò này của em sẽ là dòng bò Mỹ nha các chị, bò Mỹ. Da nó rất là dày này các chị, đó các chị nhìn này. Bề mặt nó rất là dày, bên trong cho em cũng là da luôn nha các chị nha, da bò luôn. Bề mặt này cho em cũng là da này các chị, chỗ này sẽ là da, đặt chân lên sẽ là da. Và đây cho em sẽ là phần đế cao su. Sục thì hiện tại em đang hết hàng cho nên nha chị Trần Tuyết. Em chỉ có dòng dép da bò Mỹ này thôi. Và đây là mẫu mới của em trong tháng này luôn này. Em cũng sale giá tặng để cho các chị mình mua về tặng cho bố nha. Cái này size của em thì nó sẽ chiếm cái nguyên vật liệu nhiều hơn. Và thiết kế ở đây của em sẽ là dòng da bò Mỹ nên nó sẽ đắt tiền hơn. Cái này là gần 1 triệu một đôi, 915.000 là giá niêm yết. Và bình thường em bán sẽ là 550 một đôi. Nhưng ở đây em sale sâu các chị nhà mình này. Cũng tặng. Cái này các chị mình mua cho bố đúng không? Các chị mình lên đơn giúp em nha. Quà cho bố đi. Quà cho bố 347 kèm số điện thoại giúp em. Quà cho bố 347 kèm số điện thoại giúp em. Sell hết tặng hết các chị nhà mình luôn. Thay vì bán 550.000, hôm nay em bán các chị nhà mình chỉ với giá 399.000 đúng không các chị? 399.000 thôi nhé các chị nha. 399.000. Các chị mình lên đơn giúp em cho mã là quà cho bố 347 kèm số điện thoại. Đối với gam màu đen em sẽ đủ size từ 39 cho đến là size 44. Trước đây là em có tới 43 thôi, nhưng mà có nhiều chị mình yêu cầu á là lên thêm size là 44 hoặc là 45 cho những cái anh em có chân size ngoại cỡ. Thì bên em đã sản xuất thêm size 44 cho dòng này. Cho nên là chị nào mà thấy anh em nhà mình có chân size ngoại cỡ thì mình săn liền nha. Vì những cái số lớn như này thì em có số lượng rất là ít. Còn màu nâu nên màu nâu thì em có từ 40 cho đến là 44 nha các chị nha. Quà cho bố 347 kèm số điện thoại. 915.000 là giá niêm yết mà hôm nay em bán các chị nhà mình chỉ với giá 399.000. Dòng này nó rất là êm và nó rất là bền cho các anh em nhà mình. Thường á em cũng mua cho bố em những cái dòng này, và em nói là không chỉ riêng em mà bản thân các nhân viên trong Sofia bạn nào cũng mua cho bố mình một đôi. Thì khi mà bên em làm ở đây này các chị, bên em được like này, bên em được cầm trực tiếp lên trên tay, em biết cái sản phẩm nào là chất lượng các chị. Đối với cái dòng này hầu như bạn nào cũng mua cho bố mình một đôi hết. Nhìn vậy thôi nhưng mà nó rất là nhẹ đấy chị nha, nó rất là nhẹ và nó bền cho mình này các chị. Da hết mà các chị ơi, bề mặt này là da, bên trong cũng là da luôn các chị, và bề mặt đặt chân lên cũng là da luôn các chị ơi. Mong em xem các chị nhà mình có 399.000. Chị Nguyễn Quý ơi, chị bổ sung cho em cái số điện thoại để mình có đơn chị nha. Và cái phần đế này của em là phần đế cao su, các chị nhìn này, từng cái đường men nét may này các chị, đó nó rất là nét cho mình và nó rất là tỉ mỉ nha các chị nha. Và một cái đôi này các chị ơi, khi mà mình cầm trên tay á, các chị mình chưa cần đặt lên mũi nha, nó đã có một cái mùi da bò đặc trưng rồi, nó có một cái mùi thơm thoang thoảng các chị cho cái dòng da bò này các chị nha. Ra ngoài mua các chị mình vào một cái shop mà chuyên về đồ da, chuyên về đồ da
thì những cái dòng này không bao giờ ai bán cho chị mình cái giá này. Thường nếu mà các chị mình mua lại những cái hàng mà bán lại cái chị ơi thì nó cũng đã là 600-700 nghìn một đô rồi. Nhưng các chị mình tin em, mình mua cho em một đô này, mình nhận hàng là nhận hàng mới những cái chị nha, và những cái sản phẩm ở đây là mẫu mới nên là cái đét nó rất là mới luôn, mình sử dụng được rất là lâu những các chị. Thì em xem các chị nhà mình có 399 nghìn thôi, mình nhận hàng mình kiểm tra đi, mình kiểm tra mình ưng về chất lượng, mình ưng về kiểu dáng thì mình nhận hàng. Còn nếu mà không ưng các chị mình có thể hoàn hàng về. Ví thì em hiện tại em có ví nam thôi nha chị, hoa hồng gai nha. Quà cho bố 347 kèm số điện thoại giúp em. Size sẽ là từ 39 cho đến là size 44 cho gam màu đen. Còn gam màu nâu thì em hết 39, có từ 40 cho đến là 44. Và giá sale của em từ 915 nghìn, bán 550 nghìn, và bây giờ chỉ còn là 399 nghìn. Giá này chỉ áp dụng trên like và không áp dụng sau like nhé chị nha. Và em qua mẫu này, chị nào đặt hàng thì mình lên đơn giúp em cho mã là 347, quà cho bố, sale hết tặng các chị nhà mình chỉ với giá 399 nghìn thôi nha các chị nha. Có nhiều chị mình hỏi là túi này, túi đằng sau, rồi để em kiểm tra nếu cái túi bự đằng sau em lên được thì em sẽ lên cho các chị nhà mình nha. Áo polo và dép bộ của chị Việt đang mặc lên cho các chị nhà mình săn hết luôn nha các chị nha. Và em qua mẫu này nha các chị nha. Quà cho bố 347 kèm số điện thoại, nâu và gam màu đen, sale 399 nghìn. Giày nam size 44 thì hiện tại em đang để em kiểm tra nha chị Thi Phạm. Do giày nam bên em hiện tại đang hết hàng hết trơn rồi chị ơi. Còn mẫu này em có size 44 là dòng dép này nha chị nha. Và em qua mẫu 347 này luôn ạ. Lên cho chị xếp bộ chị rồi các chị ơi, em lên áo polo trước nha các chị nha. Áo này thì em còn được tầm mấy chục cái các chị. Đối với áo này thì em chỉ còn nữ là em còn size XL thôi các chị nha. Hai gam màu giúp em là gam màu trắng và gam màu đen, em đang mặc gam màu đen nha các chị nha. Hai gam màu này là em còn size mỗi size XL thôi. Màu trắng là em còn được hai mấy cái, màu đen em còn được hai mấy cái. Em xài hết cho tất cả các chị mình săn luôn nha. Mã giúp em là 879 cộng số điện thoại giúp em, còn đúng duy nhất size XL là dành cho tất cả các chị mình tầm 70 kg 75 kg độ lại, là các chị mình mặc vừa như các chị nha, polo xịn các chị. Nhưng mà em còn đúng hai gam màu và còn size XL thôi nên em xả luôn các chị nha. Bình thường xả 179 nghìn đồng, hôm nay xả cho các chị mình săn một áo thôi các chị là 99 nghìn đồng nha các chị nha. Mã giúp em màu đen thì em có nam là em có size M, là dành cho các anh mình tầm 60 kg độ lại, 58 kg độ lại nha các chị nha. Mã giúp em là 879 ạ. 879 em xả 99 nghìn đồng. Nữ là em có trắng và đen, size XL là dành cho các chị mình tầm 75-70 kg độ lại. Và đối với áo nam là tầm 60 kg độ lại, là các anh mặc vừa size M nha các chị nha. Mẹ giúp em là 879 nha các chị. 879 cộng số điện thoại em xả luôn 99 nghìn đồng. Chất liệu này là cô gọi là áo polo với các chị là cái xấu thái nha các chị nha. Mềm mịn và rất là mát luôn. Dòng này thì em chắc không phải giới thiệu nhiều các chị, tại dòng này bên em bán chắc cả mấy chục ngàn, cả trăm ngàn cá luôn các chị. Nhưng mà hiện tại còn có đúng duy nhất là size XL cho nữ, hai cái màu trắng và đen, và size nam là em chỉ còn size M là 60 kg độ lại thôi, và có cái màu đen thôi các chị nha. Em xả luôn 99 nghìn đồng. Chị nào mình thích mình nhanh tay lên đơn luôn nha các chị nha. Áo polo mặc đẹp lắm các chị, cổ áo này, nút áo rất là đẹp luôn, có bao tay chun cho mình nha các chị nha. Áo rất là đẹp luôn, chất liệu vải rất là đẹp. Các chị mình xem nè, áo chất liệu cho em là cô tông 95%. Các chị mình mặc rất là mát luôn các chị, mặc rất là mát luôn. Mua cho các anh các chị mình mặc á, có size số mình săn nha các chị nha. Tại em còn có size XL thôi, còn ít. Áo nữ là em có XL là màu trắng tầm 27 cá, và màu đen 27 cá cho size XL. Còn đối với các màu của nam thì em chỉ còn size M thôi. Chị nào mình có size hoặc là có anh nào dưới 60 kg, các chị mình săn cho các anh mặc nha các chị nha. Em sẽ có 99 nghìn đồng thôi nha các chị. Đẹp lắm các chị, đẹp lắm, nhưng mà cái này em còn lẻ size nên em xả luôn cái giá này cho các chị mình săn. Mã giúp em là 879 cộng số điện thoại nha các chị nha. 879 cộng số điện thoại. Màu đen của nam là em có 60 kg độ lại, size M dành cho các anh nam. Còn đối với nữ là em có 70-75 kg độ lại nha các chị nha. Hai gam màu trắng và gam màu đen các chị. Áo polo giúp em, dòng áo này xịn lắm các chị, cao cấp mà mềm mềm mịn mát các chị. Áo polo của Sophia là bán cả trăm ngàn khá rồi. Các chị mình thích mình có size mình nhanh tay lên đơn luôn. Hai gam màu trắng và đen dễ phối đồ lắm các chị ơi. Cổ có viền xám cho em nha các chị nha. Cổ rất là đẹp luôn, cái chất vải mềm mịn và mát. Chất liệu này cái xấu thái các chị, cái xấu thái co giãn 4 chiều cho mình nha các chị nha. Co giãn 4 chiều mặc vô cùng là thoải mái giúp em luôn. Máu này giúp em mã là 379 các chị nha.
XL cho màu trắng và màu đen của nữ là tầm 75-70kg độ lại. Còn đối với anh em là em có màu đen là size M. Size M thì các chị nha, 60kg độ lại. Các chị mình nhanh tay lên đơn tại em có cái này, em có lẻ size, em có ít nên em xài luôn với giá là 99.000 đồng trên một cái nha các chị nha. Các chị mình nhìn chất vải này, vải mặc vào mát lắm. Và hai cái màu này dễ mặc nha các chị nha, hai cái màu này dễ mặc cực kỳ luôn. Màu trắng và màu đen là của nữ, là em có size XL là 70-75kg độ lại. Và đối với nam thì em chỉ có 60kg độ lại thôi các chị ơi. Màu đen giúp em nha các chị nha. XL chủ yếu là XL. XL các chị ơi, rồi em quay mẫu luôn nha các chị. Em quay mẫu luôn, chị nào mình thích thì mình nhanh tay lên đơn luôn nha các chị nha. Lẻ size hết rồi các chị. Em sẽ mã giúp em là 879 nha các chị nha. 879 99.000 đồng một cái. Em quay mẫu này luôn nha các chị. Vậy rồi bây giờ lên cho các chị hàng loạt áo thun nữ cho các chị mình dễ xanh nha. Nhưng mà đối với những cái dòng áo thun nữ như thế này thì em chỉ còn có vài cái thôi các chị. Em sẽ chốt cho những chị nào mình nhanh tay nhất ạ. Rồi mã này cho em là mã là 048 em ơi. 048 giúp em chủ yếu là size S cho hai gam màu xanh rêu và gam màu đen. Màu đen em có thêm size M được 3 cái ạ. Các chị ơi, màu áo cổ tim nha các chị nha. Mã cho em là 048. Kèm với số điện thoại giúp em chủ yếu là size S nha các chị nha, size M em chỉ còn gam màu đen thôi được 3 cái. Và em còn có vài chục cái thôi, em xả các chị mình giá cực kỳ sâu luôn. Màu em đang mặc là gam màu đen, màu này cho em đó là gam màu xanh rêu các chị nha, 99.000 một cái luôn. 99.000 đồng dòng cô tâm xịn, mẫu này là mẫu mới đó các chị, bán trong vòng 1 cala hết hàng. Hiện tại em còn có vài chục cái size S thôi. Chị nào nhanh tay thì có đơn, mã sản phẩm cho em là 048 kèm với số điện thoại của em. Và thiết kế là dạng cổ tim cho mình, hình in cao cấp, 95% là cô tông hết nha các chị nha. Em xả các chị 99.000 đồng một áo như thế này. Size S tầm cho em là 48kg đổ về. Các chị có thể mặc vừa size S này giúp em nha. Các chị mình mặc những cái màu áo như thế này các chị ơi, dễ phối đồ. Các chị mình thấy những cái dòng áo cổ tim như thế này bên em rất là ít luôn, đúng không các chị? Mà ít mà mỗi lần em lên là hết hàng. Mỗi lần em lên là hết hàng, tại vì cổ tim mặc nó xinh đó các chị ơi. Mà em xả các chị chỉ có 99.000 đồng là em xả cho hết luôn nha. Size S nha các chị, cái mẫu này em còn đúng size S thôi. 48kg đổ về mặc vừa. Màu xanh rêu cũng còn size S luôn, 13 cái. Còn màu đen này em còn size S 14 cái và size M được 3 cái là em hết sạch luôn. Và em xả các chị là 99.000 đồng một áo. Xả hết cho các chị mình xanh không ạ? 048 kèm số điện thoại giúp em đi ạ. 048 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Màu đen và gam màu xanh rêu, hai gam màu. Màu xanh rêu này lên da cũng đẹp lắm nè các chị. Lên da cũng rất là sang luôn. Và em xả có 99.000 đồng một cái cho các chị mình xanh. Mỗi màu 13-14 cái thôi. Em xả 99.000 đồng, nhanh tay nha các chị nha. Dòng này là dòng cotton xịn, các chị mình ra ngoài thị trường mình mua tầm 200 hoặc 220 một cái đó các chị. Các chị về cứ kiểm tra hàng, mình cứ kéo chắc điều vải đó các chị, để các chị mình xem cho kỹ nha. Và giá em xả có 99.000 đồng một cái thôi. Mỗi màu còn được 13-14 cái, xả hết các chị mình xanh. 048 kèm số điện thoại cho em qua mẫu luôn. Size S nha các chị nha, mẫu này em còn size S và 48kg đổ về. Là các chị có thể mặc vừa, 048 kèm số điện thoại em qua luôn ạ. Lên cho các chị áo thun cổ tròn. Mã này cho em là 826. 826 chị ơi. Xả hết các chị mình sang luôn. Còn đúng 2 gam màu, gam màu trắng và gam màu xanh. Size S, size M, size L và XL nha các chị nha, 19 cái. Đủ size, nhưng mà mỗi size chỉ có 1 2 cái, xả hết các chị mình sang luôn, giá rẻ các chị mình sang nha. Mã cho em là 826, 99.000 luôn. 826 99.000 đồng một áo. Cái mẫu này thì em đang sale là 149.000 đồng, nhưng mà hiện tại em còn có 19 cái. Em xả 99.000 đồng cho các chị mình sang nha các chị nha. Có 19 cái. Em xả sau luôn, 79.000 đồng cho các chị sang luôn đi. 79.000 đồng cho các chị sang cho nó dễ luôn. Mã sản phẩm cho em là 826 size S, size M, size L, XL cho về luôn em. Các chị ơi, mã này cho em là 826 kèm với số điện thoại giúp em, size M, size L, 1X và 2XL. Tầm cho em là 70kg đổ về, các chị có thể mặc vừa giúp em. Và giá em xả 79.000 đồng cho hết luôn. 826 2 gam màu. Màu em đang cầm đó là gam màu xanh nha các chị nha, xanh lá rất là đẹp luôn, mang nó rất là trắng luôn. Em có mười mấy cái nên em không có mặc các chị ơi. Màu này cho em đó là gam màu trắng. SML 1X và 2X 70kg đổ về mặc vừa, có 79.000 đồng em qua luôn nha. Nhanh tay giúp em một xíu để có đơn nha các chị nha. SML 1X nha các chị, 70kg đổ về mặc vừa, 19 cái em qua luôn. 826 kèm số ngò giúp em. Cái này là em xả lỗ cho hết nha các chị nha. Rồi em qua mẫu này cho mình luôn. Từ chị lên cho hết cái áo này luôn đi Việt ơi. Chị ơi xếp cái này bỏ vô bịch cho chị luôn nha. Cái mã 006 em ơi. 006 size S, size M, size L, 1XL luôn. Tổng có mấy cái em xả các chị mình xanh luôn. Đặt cho cái này bỏ bịch đi về. 006
0006 kèm số điện thoại giúp em. Em còn được 10-20 cái. Em xả các chị luôn 79.000 đồng luôn. 70kg đổ về mặt vừa size S, size M, size L, 1X. Đưa cái này cho chị Hương, chị Như nhập ghi lại số điện thoại trả về luôn. Cái này cho em mã là 006 kèm số điện thoại giúp em. 006 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Màu cam em có size S, size M, size L, 1X. Màu trắng em có size M, size L, 1X ạ. 70kg đổ về mặt vừa 79.000 đồng luôn các chị ơi. 006 kèm số điện thoại giúp em. 006 kèm với số điện thoại giúp em để có đơn nha các chị nha. 006 kèm với số điện thoại giúp em. Màu trắng là M, L, 1X. Màu cam này là em có size S, size M, size L, 1XL, 70kg đổ về mặt vừa. Và giá em xả các chị là 79.000 đồng. Nhanh tay giúp em một xíu để có đơn nha các chị nha. 006 kèm với số điện thoại giúp em ạ. Cái này size L là lớn nhất, XL là lớn nhất các chị, 70kg đổ về mặt vừa ạ. Cái này mặc phối đồ dễ lắm các chị ơi, toàn bộ là dòng cotton xịn hết. Nhưng mà em xả lỗ xả sau cho các chị mình sang nha. 006 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 006 kèm với số điện thoại giúp em. Em bây giờ sẽ lên cho các chị tiếp tục là một cái đôi giày tay nữ. Giày tay nữ đúng không em? Cho các chị mình sang. Hiện tại cái này nó còn rất là ít luôn nè các chị ơi. 33 đôi, 228, 33 đôi. 33 đôi. Thì các chị phải nhanh tay nha, em xả sau các chị mình sang luôn. Xả hết ạ. Xả hết 228 kèm với số điện thoại giúp em. Xả hết 228 kèm với số điện thoại giúp em. 500 đôi mà giờ còn có 30 mấy đôi. Cái mã này các chị ơi, một dòng giày tay cao cấp nha các chị nha. Bên em bán là 280.000 đồng một đôi. Bây giờ em còn 33 đôi em xả luôn, 199.000 đồng. 199.000 đồng cho các chị mình sang. Da là da cao cấp, da microfiber, rất là mềm, miệng cho mình luôn các chị ơi. Chiều cao là 3 phân. Đó, và các chị mình sang một đôi như thế này, em xả lỗ chỉ có 199.000 đồng. Em đọc sai các chị mình đặt 228 kèm với số điện thoại giúp em à. 228, một bò trước nha các chị nha. Một bò là em có size là 35, 37, 38, mỗi size 2 đôi. Một bò 37, 1 đôi. Và chủ yếu là màu hồng, 36, 37, 38, 39, 228 ạ. Chủ yếu là gam màu hồng da này giúp em nha các chị nha, hồng tây các chị ơi. Cái màu này thì nó tẹp lên da, cho nên những chị nào mà kén da, mà sợ mà kén lên da của mình á, các chị an tâm cho em vì nó tẹp với da của mình. Và một cái dòng cao cấp như thế này có cả khóa luôn, mà khóa này là khóa nhập, khó xịn luôn. Mà các chị sang có 109.000 đồng là em xả lỗ nha các chị nha. Xả hết 228 kèm với số điện thoại giúp em. Xả hết 228 kèm với số điện thoại giúp em ạ. Màu hồng em có size 36, 37, 38, 39. Màu bò 35, 37, 38. Và gam màu đen em còn duy nhất một đôi size 37 cho mã 228. 199.000 chị áo dài Thu Hường thôi giúp em số điện thoại ạ. Dạ rồi, và giá em xả là 199.000 đồng, em qua mẫu luôn. 228 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 228 kèm với số điện thoại giúp em. Và giá em xả không phải là 280.000 đồng mà giá em xả là có 199.000 đồng, em qua mẫu luôn. Đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em để có đơn nha các chị nha. Xả hết 228 ạ. Rồi còn cái áo nem này lên luôn chị ạ. Cái áo nem này đi 071. 071 xả hết 071 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 40 cái xả hết các chị mình sang luôn. Các chị ơi, dòng này là dòng áo nam nha các chị nha. Dòng áo nam rất là xịn, dòng cotton xịn cao cấp nha các chị nha. Nhưng mà bây giờ em còn rất là ít, em xả hết cho các chị mình sang luôn. 007 071 xả hết 071 kèm với số điện thoại giúp em. Xả hết 071 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Có 40 cái thôi, em xả các chị mình dễ sâu hết luôn nha các chị nha. Xả hết các chị mình, các chị mình nhanh tay giúp em nha. Cái này em có 500 cái mà bây giờ nó còn có 40 cái, em xả 99.000 đồng một cái, các chị mình sang. 99.000 đồng một cái, các chị mình sang hết luôn nha các chị nha. Nhanh tay giúp em một xíu. 1.000 cái chứ mà bây giờ nó chỉ còn có 99, em chỉ còn có 40 cái thôi, cho nên em xả 99.000 đồng cho các chị mình sang. Nhanh tay giúp em một xíu nha các chị nha. Mã giúp em là 071. 071 kèm với số điện thoại giúp em, dòng cotton xịn các chị ơi. Các chị mình đang ngồi mua toàn 250 cho cái dòng áo nam xịn như thế này và in cao cấp như thế này mà em xả các chị chỉ với giá 99.000 đồng một cá thôi. Xả cho hết cho các chị mình xanh nha các chị nha. Có 40 cá thôi và nó lẻ size rất là nhiều ạ. Màu xanh là em có size L, 1X, 2X, màu đen size M. Các chị ơi, màu đen chỉ có size M, màu xanh em có M, L, 1X nha các chị nha. 90kg đổ về mặt vườn nha các chị nha. Em xả có 99.000 đồng. Rẻ quá các chị mình sang thêm cho ông xã mình mặc đi chơi nè, mặc ở nhà nè, mặc đi làm cũng được nha các chị nha. Có 40 cái và hiện tại nó lễ sale rất là nhiều cho nên em mới xả giá này. Chị nào mua hôm trước cao hơn đừng có buồn, tại vì giá em sale cho trên thị trường là em nói là rẻ nhất rồi đó các chị ơi. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn có 40 cái thôi, cho nên em xả là các chị với giá là 99.000 đồng cho các chị mình dễ sang nha. Màu xanh là em có L, 1X, 2X. 1X và 2XL, 90kg đổ về mặt vừa.
màu đen là em chỉ có size M thôi nha các chị nha. Dòng cô tâm xịn và in hình rất là sang luôn các chị ơi. In hình họa tiết rất là sang cho mình luôn. Cho nên các anh Nga sẽ rất thích những cái hình như thế này nha các chị nha. Đơn giản, sang cho mình. Và em xã có 99 ngàn đồng các chị, mình sang thêm cho ông xã hoặc là sang thêm cho con trai của mình mặc nha các chị nha. Dòng cô tâm xịn ở ngoài người ta bán 250, các chị mình sang có 99 ngàn đồng. Rẻ ơi là rẻ, cái này là em xã lỗi các chị nha. 071 kèm với số điện thoại giúp em. 071 kèm với số điện thoại giúp em để có đơn. Màu đen là size M, màu xanh là size L, 1X và 2XL. Đối với 2XL 90kg đổ về mặt vừa giúp em nha các chị nha. Em qua mẫu luôn, có 40 cái thôi, 99 ngàn đồng một cái là em xả sâu rồi các chị ơi. Rẻ quá các chị, mình mua mình làm quà cũng được nha các chị nha. Mình mua cho con trai, mình mua cho anh trai, hoặc là mình mua cho ông xã của mình để mặc những cái dòng án như thế này. Vì giá này em xả lỗ, 071 em qua mẫu luôn. Size M, size L, 2XL là cho màu xanh. Còn màu đen là em chỉ còn size M và giá em xả là 99 ngàn đồng một cái à. Áo này em. Đúng rồi các chị ơi, em có cái dòng áo này em còn ít nên em xả luôn cho tất cả các chị mình xem nha. Cơ không các chị dễ thương lắm đúng không? Mã giúp em là mã 354 giúp em còn đúng duy nhất cái gam màu này là gam màu vàng thôi. Là có size XL em có 27 cái và size 2XL là em có 7 cái. Em xả hết luôn cho tất cả các chị mình xem dòng áo và gọi là áo dạng dạng giống hoodie các chị, áo dài tay cho em các chị nha. Có bo tay cho mình này, có bo cổ cho mình này các chị, rất là dễ thương luôn. Dòng này các chị trên thị trường bán không dưới 250 nha các chị nha. Nhưng tại Sophia hôm nay em xả hết luôn cho tất cả các chị mình săn. Còn đúng duy nhất cho em là 34 cái, em xả luôn 99 ngàn đồng cho các chị mình săn nha. Các chị mình đang săn không giờ này, các chị mình săn được cái giá rất là tốt luôn các chị. Em xả luôn 99 ngàn đồng cho mẻ sản phẩm của em là 354 nha các chị nha. Em còn đúng duy nhất gam màu vàng thôi. Size XL là em đang mặc đây các chị. Size XL là em đang mặc luôn. Và cái size XL là dành cho các anh hoặc các chị mình tầm 65-70kg đổ lại. Còn đối với size XL là tầm cho các anh là 85-80kg đổ lại nha các chị nha. Nhưng mà hiện tại em 43kg em cũng mặc XL các chị. Tại vì tùy theo các chị mình thích mặc rộng như thế nào. Còn đối với em thì em thích mặc rộng thường thường một chút xíu để làm như áo khoác các chị. Bên trong này em mặc một cái áo polo và bên ngoài em mặc một cái áo này nhìn cũng rất là cưng đúng các chị ơi. Rất là dễ thương luôn, cổ cho em là cổ tròn nha các chị nha. Bên trong mặc kèm cho em một cái áo nào đó cũng được. Và em sẽ hôm nay giá cho tất cả chị mình săn có 99 ngàn đồng thôi. Chị nào mình thích thì mình nhanh tay lên đơn giúp em là 85kg đổ lại là mình mặc vừa. Mặc dễ thương các chị, em đang là 43kg nhưng mà em vẫn mặc cho mình là cái size XL để các chị mình dễ hình dung nè. Nhưng mà em cũng thích mặc cái size to này luôn các chị, tại vì mặc rất là cưng, mặc dễ thương, mặc dễ như áo khoác các chị. Trời lạnh lạnh, trời buổi tối hoặc là buổi sáng lạnh lạnh các chị mình khoác trên cái áo này vào. Hoặc là các chị mình không cần mặc áo, không cần mặc dạng áo khoác, mặc cho em dạng hoodie phối với em một cái chân váy như thế này thôi là cũng rất là xinh các chị nha. Áo cũng rất là dễ thương các chị đó. Nó rộng như thế này các chị mình kéo lên một chút xíu nó nhẹ thùng thình một chút xíu. Nó theo một cái phong cách basic mà dễ thương nha các chị nha. Mẹ giúp em là 354, em có size XL em đang mặc đấy các chị. Và size 2XL dành cho các anh hoặc là các chị mình tầm các anh thì tầm 85kg độ lại, các chị mình tầm 70kg độ lại là các chị mình mặc vừa cho em cái áo này nha các chị nha. Với size XL thì tầm cho em là 65-55 hoặc là cỡ như em, chị nào thích mặc rộng như em á thì 40kg độ lên hoặc là tầm 50kg, nói chung là tùy theo các chị mình thích mặc rộng như thế này nha các chị nha. Mà em có đúng 34 cái thôi các chị, em xả luôn 99 ngàn đồng. Chất liệu vải poly 2 da cho em này các chị, mặc rất là mịn, rất là mát cho mình luôn các chị nha. Dòng này mặc rất là mát luôn các chị, có bo tay chun cho mình này các chị. Các chị mình kết hợp cho em ở bên trong mặc một cái áo khoác, một cái áo cho em cũng được, hoặc là mặc không mặc áo được cũng rất là dễ thương nha các chị nha. Dòng này em thích lắm các chị, tại vì nó thoải mái. Nếu mà chị nào mà mình ở thời tiết đang lạnh lạnh một chút xíu, các chị mình mua cái dòng áo này về, các chị mình mặc này thì mặc buổi tối, mặc buổi sáng hoặc là trời nó gọi là nó hơi se một xíu, mình mặc vào kết hợp cũng rất là dễ thương. Chỉ cần phối cho em một cái chân váy thôi. Đây phần dưới tà áo cũng có một cái bao chung cho mình nha các chị nha. Em còn đúng duy nhất kèm màu vàng thôi, màu đỏ ẹp. Màu đỏ em còn 2 cái size L này các chị. Màu đỏ em còn 2 cái size L. Và game màu trắng là em còn 1 cái size 2XL. Nếu mà chị thích nào thích thì mình cứ nhanh tay lên đơn thì em sẽ chốt cho chị nào mình nhanh tay nhất các chị nha. Màu đỏ em có 2 cái size L và màu trắng là 2 cái size 1 cái size 2XL các chị nha. Em qua luôn 2 game màu này tại vì có đúng 3 cái thôi. Còn đối với game màu vàng thì em có 37 cái nên các chị mình tranh thủ mình nhanh tay lên đơn luôn. Dễ thương lắm các chị, họa tiết dễ thương nè. Đây form áo đẹp nha các chị nha. Rồi em quay luôn cái mẫu này, chị nào mình thích thì mình nhanh tay lên đơn giúp em nha các chị nha. Màu vàng
XL là em có 27 cái và 2XL em có 7 cái nha các chị nha. Nhanh tay lên đơn giúp em nha các chị. Dòng áo này đẹp lắm mà em còn ít. Dòng này thì chắc là bên em sẽ không sản xuất nữa đâu. Nên là các chị mình nào mình thích thì mình nhanh tay mình tranh thủ mình nhanh tay lên đơn luôn nha các chị nha. Rồi em qua mẫu này luôn nha các chị. Em lên cho các chị cái set này cho em bé này, cái này em còn ít, rất là ít luôn nè các chị ơi. Mã này cho em, mã là cái này còn có hai mấy cái em, 416. 416 kèm số điện thoại giúp em các chị ơi. Số 2, số 3, số 4 em ơi. 416 giúp em nha các chị nha. Rồi mẫu 416 này em có size ký từ 9 đến 14 kg thôi ạ. 9 đến 14 kg nha các chị nha. Một cái đầm cho bé rất là cưng luôn. Vải thô mềm nha các chị nha. Vải thô mềm từ 9 đến 14 kg thôi nha các chị nha. Phía sau có bo chung và có hở lưng đang chéo như thế này, rất là cưng luôn. Em xài 99.000 cho các chị sang luôn. 99.000 đồng thôi. Thiết kế là dạng cổ vuông, hình vuông nè các chị ơi. Dạng đầm babidol, tay là tay phòng cho mình, có bo chung luôn, rất là nhẹ nhàng nha các chị nha. Và bo phía sau đó trống lưng rất là cưng luôn các chị ơi. Em xả có 99.000 đồng thôi. Các bé từ 9 cho đến là 14 kg là các bé mặc vừa cái đầm này nha. Từ 9 đến 14 kg thôi. Em xả 99.000 đồng cho các chị mình sang một cái đầm như thế này. Rất là cưng các chị ơi. Mình sang cho cháu của mình, cháu gái hay là mình sang cho con gái của mình nha các chị nha. Em xả 99.000 đồng, em còn được có mấy cá thôi. Có mấy cá thôi các chị ơi. 13, 14 cái. 14 cái đầm nữa là em hết sạch luôn. Dạng đầm babidol thì các chị mình biết rồi. Các bé nhỏ mà mặc những cái đầm babidol như thế này xề xề nhẹ các chị. Nhìn nó rất là cưng luôn, độ nhún nhẹ thôi. Đó, và các chị mình sang có 99.000 đồng em xả hết các chị sang luôn. Cái này các chị mình ra ngoài thị trường tầm 170 một cái đó các chị. Tại vì nếu mà ở store thì người ta bán theo nói chung là ở cửa hàng hoặc là nói chung người ta tính tiền mặt bằng với lại là chi phí và là người ta nhập số lượng ít đó. Nhưng mà cái này á em nhập số lượng lớn em bán hết rồi. Bây giờ em chỉ còn có vài cái em xả lỗ có 99.000 đồng các chị mình sang. Các bé từ 9 kg cho đến 14 kg là mặc vừa nha. Em xả lỗ 99.000 đồng. 416 kèm với số ký kèm với số điện thoại giúp em đi ạ. 416 kèm với số ký kèm với số điện thoại giúp em. Và giá xả cho cái mẫu đầm này 99.000 đồng. Cưng không các chị ơi. Phía sau có bao chung và thiết kế trống lưng đang chéo như thế này. Đó, các bé mặc nó rất là dễ thương luôn. Và em xả có 99.000 đồng một cái đầm như thế này. Màu này là gam màu vàng các chị nha. Hình họa tiết in nó cưng quá. Và em xả 99.000 đồng thôi, rẻ vì nó còn có 14 cái. 14 cái cuối cùng. 416 kèm với số điện thoại giúp em từ 9 cho đến 14 kg em qua luôn ạ. Cái set này em cũng còn được có 2 size này các chị ơi. Mã này cho em là 493. 493. Còn em, 2 size 25 đầm. 25 đầm. Cái này là áo rồi. Wow, chân váy rời nha các chị nha. Phía sau có bao chung các bé mặc cho nó thoải mái nè các chị ơi. Bây giờ còn từ đó. 9 đến 12 kg. 9 đến 12 kg thôi, 25 bộ cuối cùng. Vải xem áo là tây phòng nha các chị nha. Phía sau có cúc này cho các bé xỏ vào cho nó dễ nè các chị ơi. Áo rời các chị mình về mình tách ra cũng được. Và em xả các chị mình luôn. Từ 9 cho đến là 14 kg. À từ 9 đến 12 kg. Đúng 12 kg. Em xả các chị mình sang hết luôn. Mã này cho em là 493. 493. 493 kèm số điện thoại bên nha. Em xả sau luôn. Mặc dù cái này là dòng cao cấp nhưng mà bây giờ nó có 25 bộ thôi. 99.000 đồng cho các chị xem. 99.000 đồng. Cái áo này các chị mình về phối với quần jean cũng được hay là chân váy khác cũng được. Còn cái chân váy này các chị mình về phối cho em với cái áo khác, áo kiểu áo ba lỗ gì đó mặc thoải mái cho em được luôn. Nguyên một set như thế này, em xả 99.000 đồng cho các chị mình xem. Mã cho em là 493. Xả lỗ 493 kèm với số ký kèm với số điện thoại giúp em. Các bé từ 9kg đến 12kg là mặc vừa nha các chị nha. Về tách rời mặc cho em cũng được hay có thể phối cho em nguyên một set như thế này. Đó là mặc được một bộ rồi. Về tách rời ra mặc cái áo với cái quần khác là hai bộ. Đó đúng không các chị? Cái quần, cái chân váy này mặc cho em với lại một cái áo ba lỗ hoặc là áo kiểu khác cũng được, áo sơ mi khác cũng được. Là được thành ba bộ, là nguyên một set như thế này. Các chị mặc được cho em là mình phối đủ các kiểu đó các chị ơi. Mà em xả chỉ có 99.000 đồng là nguyên một set như thế này nha. Mã giúp em là xả lỗ 493 kèm với số điện thoại giúp em. Xả lỗ 493 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Và giá em sale là 99.000 đồng là giá em xả lỗ nha các chị nha. Các bé từ 9kg cho đến 12kg là các bé có thể mặc vừa được cái set này giúp em. Nó cưng xỉu luôn các chị ơi. Nịt vào nhìn nó cưng gì đâu luôn á. Mà em xả cái này em còn ít có 25 bộ thôi. Cho nên em xả các chị mình sang nha. Cái chân váy này á được thiết kế mà dạng như kiểu tay đó các chị ơi. Kiểu tay và phía sau nó có bo chung. Cho nên các bé mà kiểu như không mặc được những dạng tay như người lớn á, thì những cái bo chung như thế này các bé nó mặc sẽ thoải mái hơn. Và em qua mẫu này cho mình luôn 99.000 đồng à. Lên cho các chị một cái set này. Còn ít nè các chị ơi. Xả các chị mình sau luôn. 52 chị ơi.
nên những cái chị mình có set cao cấp như thế này nha, còn được bao nhiêu bộ em, trăm mấy bộ đúng không? Em à, cái này còn có 150 bộ thôi là hết. 150 bộ các chị ơi. Sale thì chị một cái giá quà. Một cái giá quà là các chị mình sang nha. Cái mẫu này là thời tiết như thế này các chị ơi thì các bé mặc sẽ rất là ok luôn. Thì cái dòng này là dòng cao cấp bên em, dòng rất là xịn. 10 đến 37 kg. Dòng này rất là xịn nha các chị nha. Các chị để lại cho em là bộ xịn 212 kèm với số điện thoại giúp em. 10 đến 37 kg nha các chị nha. Bộ xịn 212 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Nó xịn như thế nào em sẽ để lại cận sát cận vải các chị mình xem. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị và giá này em sale cho các chị một cái giá sau cho các chị mình dễ săn. Vì em còn số lượng ít và size nó bị lẻ size nữa các chị ơi. 10 đến 37 kg nhưng mà nó bị lẻ size nhiều. Ví dụ như mà em sơ rẻ quá các chị mình đặt mà nó hết cái size mà cái màu mình yêu thích mình chọn sang màu khác giúp em để có đơn nha. Bộ xịn 212 kèm với số điện thoại. Một cái set như thế này các chị mình ra ngoài thị trường mua cho em là giá bao nhiêu các chị ơi? 175.000 bộ chứ không ít đâu. Vì nó là dòng khung lạnh cao cấp có thông hơi cho mình luôn nha các chị nha. Có thông hơi cho mình luôn. Thông hơi là như thế nào? Có nghĩa là những chị nào hay đi tập gym, các anh nào hay đi chạy bộ thể thao các chị ơi, những cái dòng sport như thế này bán nói chung là dòng cao cấp, một khi đã làm cao cấp rồi á. Ví dụ như poly thì em không nói nha, nhưng mà cái này là dòng cô tông xịn, dòng khung lạnh xịn mà thông hơi nữa thì nó rất là cao tiền luôn. Nhưng mà bây giờ em còn rất là ít, em xả các chị mình sang 3.000 bộ mà bây giờ có 150 bộ. Em xả các chị 99.000 bộ thôi. Chị nào mà mua từ 3 bộ trở lên em sale với giá 79.000 đồng rẻ các chị mình sang nha các chị nha. Bộ xịn 212 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. À hai bộ em còn ít quá, em xả hai bộ 79.000 đồng thôi. Một bộ là 99.000 đồng, mua từ 2 bộ trở lên 79.000 đồng nha các chị. Hôm trước là em có nhiều màu, bây giờ em còn ít lắm và em còn lẻ size nhiều. Cho nên cứ bộ là 99.000. Chị nào mà mua từ 2 bộ trở lên em xả 79.000 đồng cho nó đứt luôn nha các chị nha. Em có gam màu đỏ, gam màu này cho em đó là gam màu đen, gam màu vàng, gam màu trắng, gam màu xanh và một gam màu cuối cùng đó là gam màu kem giúp em nha các chị nha. Em sẽ cho các chị mình xem từng họa tiết của nó. Chất liệu là khung lạnh thông hơi cao cấp nha các chị nha, kể cả áo và kể cả quần luôn, quần cũng là thông hơi và có túi cho mình nha các chị nha. Hình in là hình in 3D và được may xung quanh viền các chị ơi. Đó, bình thường một cái áo bình thường thôi là người ta chỉ may nói chung đơn giản thôi các chị ơi, người ta may công nghiệp đơn giản, còn cái này là được may viền và may zig zag từng cái viền cổ cho đến cái phần bệ vai này các chị ơi. Nói chung là nó cao cấp, dòng này nó xịn từ A đến Z cho mình luôn. Mà em xả các chị tại vì 3.000 bộ mà bây giờ nó còn có 150 bộ thôi, cho nên em mới xả các chị cái giá này cho các chị mình săn cho con của mình hoặc là mình mua cho cháu của mình thấy rẻ quá mình mua vài bộ đi, mình làm quà cũng được nha các chị nha. Vì thời tiết này mặc những cái dòng mà thun lạnh như thế này nó mát các chị ơi, nó mát và hoạt động các bé thoải mái luôn. Và giá em xả có 99.000 một bộ thôi. Chị nào mà mua từ 2 bộ trở lên em xả hết có 79.000 đồng cho nó đất luôn. Bộ xịn 212 kèm với số điện thoại giúp em. Các bé từ 10kg cho đến là 37kg là bé có thể mặc vừa. Và giá em xả là có 99.000 đồng một bộ, mua từ 2 bộ trở lên 79.000 đồng. Các chị cứ kiểm tra hàng thoải mái nha các chị nha. Bên em có nhiều chị mình thấy sale rẻ quá mình cũng hơi sợ, nhưng mà các chị cứ an tâm về cứ kiểm tra hàng đúng như là cái chất liệu em nói hay không nha các chị nha. Tại vì em bán cái này 3.000 bộ mà còn có 150 bộ là các chị mình thấy bán rất là đỉnh rồi. Đó, cho nên các chị mình an tâm cho em nha. Và giá ngày hôm nay là em xả được một cái giá tốt cho các chị mình sang nữa. Đó, cho nên các chị mình ví dụ như hết cái size số mình rồi, các chị chọn sang màu khác giúp em nha. Tại vì màu nào nó cũng đẹp, hạt nhích lên một size cũng được. Vì các bé nó sẽ rất là nhanh lớn, mình mua nhích lên một size nó thoải mái cũng được nha các chị nha. Mã sản phẩm giúp em bộ xịn 212 kèm với số điện thoại. Một bộ là 99.000 đồng, mua từ 3 bộ trở lên mua từ 2 bộ trở lên 79.000 đồng. Cái màu này đẹp nè các chị ơi. Cái gam màu kem này đẹp nè các chị, cực kỳ sang cho mình luôn. Ở quần là toàn bộ là quần đen hết cho mình nha các chị nha. Mặc thời tiết này mà mặc những cái dòng thun lạnh thông hơi như thế này em nói là rất là mát luôn các chị ơi. Thun lạnh bình thường em không nói, nhưng mà cái này thun lạnh thông hơi cho mình luôn, có lỗ thoáng khí nè các chị. Cho nên các bé mặc sẽ rất là mát luôn. Màu này cho em đó là gam màu xanh. Gam màu tiếp theo là gam màu đỏ, gam màu đen nha các chị nha. Gam màu đen và gam màu trắng. Gam màu đen và gam màu trắng là cái gam màu mà bên em đang còn rất là ít luôn. Chị nào thích thì phải nhanh tay, tại vì các chị biết sao không, trắng đen là cái màu nó dễ mặc đó các chị. Cho nên là cái màu đen màu trắng là em còn ít nhất. Chị nào thích thì mình phải nhanh tay giúp em nha. Và gam màu cuối cùng đó là gam màu vàng. Và em giới thiệu là một lần nữa em qua luôn. Bộ xịn 212 kèm với số điện thoại giúp em.
một bộ như thế này 99.000 đồng. Chị nào mà mua từ hai bộ trở lên em xả hết luôn 79.000 đồng cho các chị mình xanh. Và em xin phép qua mẫu à, các chị cứ xanh cái dòng này đi các chị ơi, về các chị mình mê mình mua cho con mặc nó cũng mát, nó cũng thích nữa nha các chị. Chạy nhảy chơi đá banh đá bóng, nói chung là các bé năng động hoạt động thoải mái cho em luôn, đều vô tư hết à. Em qua mẫu này luôn, đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em để có đơn nha các chị nha. Em kiểm tra cái túi A4 tôi còn lên được nha. Đi, nha. Màu đen thôi hả? Các chị cứ để là cho em 212 kèm với số ký, kèm với số điện thoại đi. Từ 10 đến 37 kg là các bé có thể mặc vừa. Thì nhân viên bên đây sẽ tư vấn size cho mình sau nha các chị nha. Mình đặt để có đơn trước nha các chị. Có nhiều chị hỏi túi A4, tại vì sắp tới là 8 tháng 3 các chị mình mua quà cho giáo viên nhiều á. Thì cái này em còn độ mỗi cái gam màu đen này thôi. Cái này á là em có 1.000 cái mà từ hôm tối qua đến giờ em like được, nói chung mỗi lần em like như vậy là tầm có 2 đến 3 phút thôi. Hiện tại em còn được cái màu đen thôi. Màu đen và nói chung là có màu đen thôi, cho nên chị nào mà mình xanh thì mình nhanh tay giúp em nha các chị nha. Có 30 cái thôi. Em sale với giá là 245.000 đồng một cái. Mã giúp em là 704 nha các chị nha. 704 kèm với số điện thoại giúp em. 704 kèm với số điện thoại giúp em. Một cái em sale là 245.000 đồng. Chị nào mà mua từ 2 cá trở lên 199.000 đồng. Và em còn đúng 30 cá màu đen này nữa thôi đó. Cho nên chị nào mà xanh thì phải nhanh tay giúp em nha. 1.000 cá mà giờ còn có 30 cá màu đen thôi. Có một cái ngang phía trước, một cái ngang phía sau. Và đựng được cho em A4 thoải mái. Có nhiều chị mình hỏi đựng được A4 hay không, thì cái này là thiết kế đựng được A4 cho nên chắc chắn sẽ vừa. Và kích thước là size 36 cho nên là đựng vô tư chị em. Ngang bên trong rộng rãi các chị ơi. Nhu cầu 8 tháng 3 cho nên là bên em sản xuất kịp thời cho các chị mình xanh. Và em sợ nhiều lúc tới đó còn không có hàng, các chị biết sao. 1.000 cá mà bây giờ không có hàng để bán, mới tối qua thôi. Và em like hình như 2 lần và chỉ mỗi lần em lên được có 2 đến 3 phút thôi là các chị mình thấy bán rất là đỉnh luôn. Nên nhiều lúc cận ngày còn không có hàng để bán thì các chị mình tranh thủ giúp em nha. Mã này cho em là 704 kèm với số điện thoại giúp em. Một cá là 245.000 đồng. Mua từ 2 cá trở lên 199.000 đồng. Bây giờ em thấy các bé đi học các chị ơi, không phải là một giáo viên chủ nhiệm như ngày xưa nữa đâu các chị. Em thấy học nhiều môn lắm các chị ơi. Học nhiều môn lắm và các chị mình săn đi, mình săn làm quà cho cô giáo của mình nha các chị nha. À, nói chung là làm những cái món quà mà làm quà tặng như thế này các chị ơi, nó ý nghĩa và nó sang và các cô cũng sẽ rất là thích. Dòng này là dòng xịn nha các chị nha. Cái chất da của nó là da tổng hợp cao cấp, nó dày và mềm. Gấp như thế này bỏ trong cốp xe các chị ơi, nó cũng không có bị gãy form da cho mình luôn. Và được tặng kèm cho mình một cái dây. Và cái dây này bên em thiết kế với đầu khóa là Atimon. Thì mình xài hoài nó sẽ sáng bóng, nó chứ không nó không bị cũ nha các chị nha. Nó sáng bóng cho mình. Mình có đi xe mình cài qua cũng được. Các chị mình đựng hồ sơ giáo án vô tư cho em. Và những cái dòng như thế này nó rất là sang. Ví dụ như các chị mình muốn mua những cái túi như thế này mình làm quà tặng cho mẹ của mình, đi chơi, đi lên thăm con hoặc là đi chơi đi chùa chiền gì đó, đựng cho em tầm 2 đến 3 bộ đồ cũng được nha các chị nha. Nó tiện là ở chỗ đó các chị ơi. Và bây giờ em còn ít quá, chị nào mà nhanh tay thì có đơn. 704 kèm với số điện thoại giúp em. Một cái là 245.000. Chị nào mà mua từ 2 cái trở lên em sale với giá là 199.000 đồng một cái. Rẻ quá các chị ơi. A4 mấy tháng rồi bây giờ bên em mới có hàng nữa các chị. Mấy tháng rồi các chị ơi. À, hôm nay các chị mình tranh thủ giúp em nha. 704 kèm với số điện thoại em chắc lại em qua luôn, tại vì có một cái gam màu đen này thôi. 245.000 một cái. Chị nào mà mua từ 2 cái trở lên 199.000 đồng ạ. Cái này còn ít đúng không em? Các chị ơi, cái đồ này em còn ít này, em xả các chị mình săn luôn. Mã này cho em là 193 ha em. 330. 330 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 330. Cam sáng rồi, hết xanh rồi chị. Hết xanh đen rồi, còn màu cam và gam màu xám. Rồi 330 em còn được là 36 đôi ạ. Các chị ơi, cái dòng này nó rất là đẹp luôn các chị ơi. Hàng lẻ 330 giúp em ạ. Hàng lẻ em xả hết các chị mình săn luôn. Cái đôi này các chị mình săn phải là 350 một đôi đó các chị ơi. 350 một đôi nha các chị nha. Nhưng mà bên em bán có 299.000 đồng. Bây giờ nó thuộc hàng lẻ rồi, em xả hết cho các chị mình săn luôn nha. Hàng lẻ 330 kèm với số điện thoại 215.000 thôi. 215.000 đồng. Những cái dòng như thế này các chị biết sao? Bên em các chị ơi, em trước giờ không phải là gu này mà em giờ giờ mang toàn là cái này thôi. Tại vì nó 5 chiều cao, các chị tầm cho em 4-5cm. Mang lên rất là sang luôn. Và em xả chỉ còn có 330, còn có 215.000 đồng thôi. Mã cho em là 330. Em đọc cho các chị mình đặt hàng ạ. Đọc size nha các chị. Đọc size cho mã 330. Màu xám em có size 35, 36, 37, 38, 39 đủ size. Nhưng mà có size 35 em còn đúng một đôi. Màu cam là 38, là 39 ạ. 215.000 nha các chị. Chị...
Chị Nguyễn Thị Thúy Mừng ơi, mã vừa rồi là 704 chị nha, chị comment lại giúp em ạ. À. Mẫu này cho em là hàng lẻ 330 kèm với số điện thoại và giá em xả là 215.000 đồng một đôi. Những cái dòng như thế này các chị ơi, em cũng đang mang một cái dòng như thế này mà cũng là chiều cao như vậy luôn. Và em mang những cái dòng như thế này các chị biết sao, nhìn nó xinh đó các chị. Và bây giờ em chỉ còn cái mẫu này thôi và em xả các chị với giá là 215.000 đồng. 215.000 đồng nha các chị nha. Đọc lại sao một lần nữa cho các chị mình đặt hàng ạ. Dạ, sáng em có đủ size từ 35 đến 39. Còn màu cam là em có size 38 và size 39 cho mã là 330 ạ. Nha các chị ơi, mang nó rất là cưng luôn. Và hiện tại nó cần lễ size cho nên em mới xả lỗ cho các chị mình sang những cái dòng như thế này nha các chị nha. 350 một đôi mà bây giờ nó xả các chị chỉ với giá là 215.000 đồng cho nên đứt luôn ạ. Rồi nhanh tay giúp em qua mẫu luôn 330 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Đế là đế Eva, có nhiều chị mình thấy nó nâng chiều cao, các chị mình sợ nặng nhưng mà các chị an tâm. Dòng này là dòng Eva siêu nhẹ cho cái phần lớp đế này. Cho nên các chị mình mang á, nó tầm có 250g, nó không có cảm giác gì hết nha các chị nha. Siêu nhẹ, siêu bền cho mình luôn. Em qua mẫu cho mình luôn ạ. Đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em nha. Em đưa cho các chị một cái đôi da bò. Các chị mình có mua làm quà cho mẹ hoặc là mua làm quà cho dì của mình thì mình sang nha. Dòng da bò mà dạng là dạng đế xuồng đó các chị ơi. Dạng đế xuồng nha các chị nha. Đẹp lắm mà lễ xa luôn các chị ơi. Dòng da bò thì em biết các cô lớn tuổi sẽ không thích mang giày cao gót nhưng mà sợ bị thủng chân thì các chị mình sang cái đôi này đi các chị ơi. Mình sang cái đôi này giúp em nha các chị nha. Thì nó là chiều cao 5 phân trung bình thôi nhưng mà nó là dạng đế xuồng, nó cân bằng, nó dễ đi. Các cô các mẹ sẽ đi rất là ok luôn. Em xem một cái giá quà tặng mẹ cho các chị mình sang nha. Quà tặng mẹ 314 kèm với số điện thoại giúp em. Quà tặng mẹ 314 kèm với số điện thoại giúp em các chị nha. 485.000 đồng là một đôi. Những cái dòng giày da bò như thế này ở ngoài showroom bên em bán sâu nhất cũng phải là 299.000 đồng. Nhưng mà bây giờ em xem một cái giá quà các chị mình sang. Tại vì từ đây đến ngày 8 tháng 3 là không còn bao nhiêu ngày nữa thôi. Đó thì các chị mình sang đi. Em sale rẻ các chị mình mua làm quà nha các chị nha. 199.000 đồng một đôi thôi. 199.000 đồng một đôi. Tại vì bây giờ hàng hóa bên em nói chung các chị ơi, đầu năm thì sản xuất sẽ không có như là cuối năm nữa các chị. Cho nên là và bên em đang bán nói chung là rất là ok luôn. Số lượng rất là nhiều các chị. Cho nên nhiều lúc một like, hai like hết hàng. Cho nên các chị mình sang đi, cái này là cơ hội tốt cho mình. Và hiện tại nó còn số lượng hơn một xíu để cho các chị mình sang mình mua làm quà nha. Và cái đôi da bò này em xả có 199.000 đồng thôi. Mã giúp em là quà tặng mẹ 314 kèm một số điện thoại giúp em màu đen, màu xám và gam màu bò. 199.000 đồng. Em đọc sai các chị mình đặt hàng ạ. Đọc sai ạ. Màu xám 36, 37, 38, 39. Màu bò em đủ size từ 35 đến 39. Riêng màu đen là em còn size từ 35 đến 38 nữa ạ. Rồi em xem cho các chị giá quà thôi nha. Có 199.000 đồng. Nghe da bò các chị ơi, mà có hàng trăm là các chị mình biết nó rẻ rồi. 199.000 đồng các chị mình biết là giá lúc nào các chị ơi. Giá khi một cái đôi mà nó qua mùa ở bên em hoặc là một cái đôi mà nó thuộc hàng outlet, có nghĩa là hàng lỗi, thì bên em mới sale giá đó. Mà cái này các chị mình sang hẳn một cái đôi giày mới mà chỉ với giá 199.000 đồng, nó rẻ quá các chị ơi. Và được thiết kế bo chung cho các cô mà có gam bằng chân to hoặc là gầy có thể mang được cái bo chung này luôn. Tại vì cái bo chung này nó che khuyết điểm cực kỳ tốt và có mút giày cho mình. Và thiết kế là dạng mũi tròn, nó mềm, cái đầu mũi nó mềm nữa cho nên các cô xỏ chân vào là nó sẽ có độ êm và độ cân bằng cho mình và dễ đi. Và em sale cho các chị chỉ với giá 199.000 đồng thôi. Em đọc lại size các chị mình đặt hàng ạ. Dạ. Quà tặng mẹ 314 nha các chị nha. Màu đen 35 đến 38, bò đủ size 35 đến 39, sáng từ 36 đến 39 ạ. Màu bò là em đủ size, chủ yếu màu bò giúp em để có đơn, còn xám là từ 36 đến size 39 nha các chị nha. Da bò các chị ơi, về cứ kiểm tra hàng. Một cái đôi da bò như thế này các chị mình sang ở ngoài thị trường cho em phải là tầm là 300 mấy một đôi đó các chị ơi. Nhưng mà cái này các chị mình sang có 199.000 đồng này, em làm quà cho mình nha các chị nha. Bất cứ giá nào cũng vậy, bên em sale sâu hoặc là giá hoặc nói chung là sale một cái sản phẩm tặng quà cho các chị mình cũng vậy. Thì các chị mình cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Chị Huệ Nguyễn ơi, mình bổ sung mã giúp em là 314 chị nha. Tại vì các chị biết sao không? Những cái sản phẩm nào bên em bán ra hoặc làm quà cho các chị mà có thương hiệu là Sovia rồi thì bên em đều bảo hành cho mình hết trong vòng 6 tháng. Cho nên các chị mình an tâm là cái thứ nhất. Và mua hàng bên em các chị mình không sợ gì hết. Tại vì bên em là có shop ship code cho mình, là các chị mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng ok mình mới nhận, mình mới thanh toán tiền cho shipper. Cho nên các chị mình cứ tự tin đặt hàng giúp em nha. Cái này em không có size 39 á chị Linh Đòn ơi. À không có size 40, 39 là lớn nhất chị nha. Rồi em qua mẫu này cho mình luôn ạ. Mã là 314 các chị nha. Các chị ơi, hôm nay em có một cái mẫu Việt Nam mà phải thật sự mà nói là cứ mỗi lần em lên Việt Nam như vậy thì một cala đến hai cala hết hàng. Thì cái mẫu này là mẫu mới
và hôm nay được xem một cái giá nói chung là rất là sâu luôn, giá cực kỳ sâu luôn. Mà em xem một cái giá là giá tặng đó các chị ơi, tại vì giày ví nam ở bên em bán hot quá, cho nên là em hứa là khi nào mà em sản xuất ví nam cho các chị thì em sẽ xem một cái giá quà tặng cho các chị. Các chị mình chưa sang được ví nam trong xã của mình thì phình nhanh tay giúp em nha. Tặng da bò 093, tặng da bò 093 kèm với số điện thoại giúp em. Một cái ví nóng hổi luôn nha các chị nha. Một cái ví nóng hổi luôn cho các chị mình sang. Ví da bò bản ngang, đựng được tất cả các loại giấy tờ, kể cả đời cũ da bò này 100%. Các chị về cứ kiểm tra hàng, ngửi lên mũi là các chị mình biết ngay đó là da bò. Kể cả chị nào không chuyên về dòng da, các chị mình ngửi lên mũi cho em, các chị cũng sẽ biết là da bò. Tại vì nó sẽ có một cái mùi đặc trưng nha các chị nha. Ngăn thì bao la, một cái ngăn khóa cho em, hai cái ngăn đựng tiền đó, và đựng thẻ vô tư cho em luôn, đựng được cà và xe luôn. Mẫu này thì các chị mình sang đi, em xem một cái giá tặng thôi, tặng da bò. Một cái ví cao cấp như thế này, các chị mình sang ở ngoài phải tầm là 400-500 ngàn, nhưng mà bên em bán cho các chị chỉ với giá là có 299 ngàn đồng thôi. Và hôm nay là em xin cho các chị một cái giá tặng da bò, tại vì đã hứa rồi, khi nào sản xuất ra sẽ tặng cho các chị, giờ xem một cái giá tặng cho các chị, vì các chị mình chờ đợi những cái dòng ví như thế này nó lâu và bên em bán nó nhanh hết hàng nữa. Có nhiều chị mình sang mà không được, cho nên em xin giá chỉ với giá có hàng một thôi, 198 ngàn đồng. 198 ngàn đồng là một cái ví da bò cao cấp như thế này nha các chị nha. Dòng bản ngang thì các anh xài sẽ rất là thích, và da của nó cực kỳ mềm. Em có 4 gam màu, màu này là gam màu nâu, màu này là gam màu bò, màu này là gam màu đen, và gam màu cuối cùng cho em đó là gam màu xanh đen. Các chị ơi, ví da bò mình sẽ có 198 ngàn đồng, các chị mình sang đi, mình mua quà cho ông xã nè các chị ơi, mình mua quà cho bố của mình hoặc là cho bố chồng của mình cũng được nha các chị nha. Và những dòng như thế này các chị mình ra ngoài thị trường mình mua toàn là 400 ngàn không à. Đó, đó là giá sale của người ta nha các chị nha, nhưng mà ở bên em hôm nay sale chỉ có 199 ngàn đồng thôi. Các chị muốn kiểm tra thử có phải da bò hay không, các chị cứ về khui hàng ra, ưng ý nhận giúp em nha các chị nha. Một cái dòng cao cấp như thế này, các chị mình thấy những cái lúc mà bên em hay xả hàng lẻ, cái mờ dòng mà hàng lẻ đó các chị ơi, đa phần là giày thôi, chứ còn ví như da như thế này hoặc là những cái dòng da như thế này là hiếm khi mà bị hoàn hàng về. Trừ trường hợp các chị ơi, các chị mình không có nghe máy, các chị mình bận đó, bên em giao không được mới hoàn về thôi, chứ còn những cái dòng ví này là không có hoàn về luôn các chị ơi. Và da của nó mềm như thế này, để là cho em là tặng da bò 094, tặng da bò 094 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Đó, nó không bị bể da cho mình luôn, các chị mình thấy cái da của nó mềm và đẹp đúng các chị. Và em có làm quà hộp, làm có hộp để mình kèm theo để mình làm quà, rất là sang trọng luôn. Trong cái hộp này khi mà đi hàng em sẽ kèm cho mình một cái hộp ship bên ngoài để nó bảo quản cái hộp cho mình một cách nói chung là trọn vẹn luôn, để các chị mình về mình làm quà mình khui cái hộp cho nó xa nha các chị nha. Tặng da bò 069094 giúp em. 094 hay 093 vậy em? 093. À em nhầm nha các chị nha. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em. Tặng da bò 093 kèm số điện thoại giúp em, các chị mình comment lại giúp em nha các chị nha. Chị Huế chỉnh cho em mã hàng là 093 các chị nha. 093 tặng da bò 198.000 đồng. Các chị ơi comment lại giúp em nha. Tặng da bò 093 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. Giá tặng có 198.000 đồng một cái ví cao cấp như thế này. Phối viền sang trọng lịch sự nè các chị ơi. Thiết kế ngăn đựng thẻ cho em 1 2 3 ngăn 4 ngăn 5 ngăn 6 ngăn thì em nghĩ đối với dòng quý nam 6 ngăn thì nó quá là nhiều rồi đúng các chị ơi, các anh đựng bao la rồi. 3 ngăn đựng tiền cho em, đựng tiền lẻ, đựng tiền chẵn thoải mái, và có một cái ngăn khó kéo như thế này. Và các chị mình sang một cái dòng cao cấp như thế này có 198.000 đồng thôi. Các chị ơi phải nhanh tay giúp em một xíu, các chị biết sao? Mỗi lần em lên live như vậy tầm có 1-2 cái like là hết hàng. Đó, 1-2 cái like là hết hàng, em sợ là không có hàng chốt cho những chị sau. Cho nên các chị mình phải nhanh tay giúp em nha. Có ai chị Tuyết Trang ơi. Sale hàng quà tặng không kèm số điện thoại không ấy nè. Sale hàng quà tặng không kèm số điện thoại sao không thấy gọi vậy, là không mua được à? Đây là quà tặng các chị nha, các bạn chị chốt riêng. À đúng rồi, các bạn chị nào được gọi sẽ là được chốt chị nha. Chị nào được gọi sẽ là được chốt, tại vì có nhiều chị mình comment á nhanh đó, cho nên em phải chốt cho chị nào comment nhanh tay nhất và có chia sẻ à. Chị rồi cái này để lại cho em là 093 093, em có 4 gam màu, màu này là gam màu bò, màu nâu, màu xanh đen và gam màu đen giúp em. Và giá em tặng là 198 ngàn đồng nha các chị nha. Và em qua mẫu này luôn à. Đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em để có đơn nha các chị nha. Dạ 7 phân em hiện tại hết hàng rồi chị Dương Ngọc Hân ơi. Em lên nha các chị, cái ba lô này còn bao nhiêu cái em? 921. Còn 8 cái xả các chị mình luôn. Ba lô đựng được sách giáo khoa, đựng được laptop 14 inch nha các chị nha. Dòng D900 cao cấp còn 8 cái xả các chị mình sang luôn. Chị Trần Hằng ơi bổ sung số điện thoại giúp em. Xả các chị ơi, xả 921 kèm với số điện thoại giúp em. Xả 921 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 100
199.000 đồng. Em kiểm tra lại thử. Cái này có 8 cái 199.000 đồng, đi trả xả cho nó hết luôn. Tại vì nó còn có 8 cái thôi. Em xả sau cái chị. 199.000 đồng một cái các chị nha. Em còn có 8 cái thôi, em xả sau các chị mình sang. Cái này mã cho em là 921, 475.000 đồng. Em xả 199.000 đồng cho các chị mình sang nha các chị nha. Nhanh tay giúp em một xíu nha các chị, vì nó có 8 cái thôi. Đựng được laptop 15.6 inch là vô tư luôn nha các... À đựng được 14 inch thôi. Đựng được 14 inch, còn đựng laptop 15.6 inch đợi em lên một cái ba lô khác cho các chị mình sang. Đó, có ngăn đựng chống sốc cho mình luôn nha các chị nha. Hai cái ngăn phụ cho mình và hai cái ngăn bên hông. Và các chị mình sang một cái ba lô như thế này, em còn có 8 cái thôi. 199.000 đồng. 199.000 đồng nha các chị nha. 199.000 đồng nha các chị. Không có số điện thoại nhưng mà bên em là có thông tin avatar và tên trên hệ thống. Thì khi có như vậy thì các bạn sẽ chốt cho ai là sẽ có số điện thoại luôn trên hệ thống nha chị. Đúng rồi chị Tuyết Phan ơi, lúc tối là được đặt tên trên này công bố là tặng rồi á chị. Được tặng rồi đúng rồi chị, nhưng mà cũng có rất là nhiều chị đại hỷ. Dạ đúng rồi. Có nhiều chị, các chị ơi tặng quà giá rẻ mà các chị là hỷ nữa, em rất tiếc ơi là tiếc luôn. Rồi cái mẫu này cho em là xả 921 đi các chị ơi. 199.000 đồng cho các chị mình sang, em còn có 8 cái thôi. Rồi em còn được 4 cái các chị ơi, em còn được 4 cái. 921 kèm với số điện thoại giúp em. À, phía sau có mút cho mình và cái này cũng có mút cho mình, cho nên các chị mình mang đi chơi đựng được đi du lịch cho em 3-4 bộ đồ là thoải mái luôn, em qua mẫu luôn à. 921 kèm với số điện thoại giúp em. Áo em là 048. Em hết hàng rồi. Em còn cái size S thôi. Em còn cái size S thôi, 48kg đổ về mặt vừa chị nha. Em xả có 99.000 đồng thôi à. Vậy rồi cái này em qua mẫu luôn à. Cái này cho em là mã 921 nha các chị nha. Không, cái này chị chưa? Chưa. Cái này cho em là 921. À không phải, cái này là 037. 037 kèm với số điện thoại giúp em còn được bao nhiêu đôi em? 037 thì em còn được có 16 đôi ạ. 16 đôi em xả lỗi cho các chị, mình xả hết cho các chị mình sang luôn. 037 kèm với số điện thoại giúp em nha. 435 ngàn đồng là giá này biết nữa các chị ơi. Em đang sale là 287 ngàn đồng, em xả luôn. 198 ngàn đồng một đôi. 198 ngàn đồng một đôi. Mã giúp em là xả 037 kèm số điện thoại giúp em. Xả 037. Cái đôi này là một cái mẫu mới, em bán một cala mà bây giờ nó thuộc hàng lẻ luôn các chị ơi. Cho nên là em phải kèm cho cái từ hàng lẻ hoặc là xả các chị mình sang cho các chị mình biết đây là giá sau nha. 198 ngàn đồng một đôi. Dạ. Em đọc sai à. Màu hồng em có size 39 và màu đen màu xám là 39-40 ạ. Màu đen màu xám là em có size 39-40. Màu hồng da này em có size 39 nha các chị nha. Đó, em sale giá quà giá sau các chị mình sang mút bên trong các chị ơi. Cái giá này là em đồng quà cho những chị nào size 39-40 đấy các chị ơi. Tại vì một cái đôi như thế này em đang bán là 287.000 đồng. Da microfiber, da mềm đó các chị ơi. Đó, chiều cao 3 phân thôi. Đế là đế cao su, chống trương, chống trượt cho mình và chống tiếng ồn. Và em xả có 198.000 đồng cho các chị mình sang. 037 kèm với số điện thoại giúp em. Dạ chị Trúc Giang ơi, em thấy cái comment của mình đó chị, không biết là mình cần hỗ trợ gì. Mình vào cái website giúp em là hỗ trợ.sovia.vn để mình điền thông tin vào giúp em chị nha. Còn mình comment ở đây là nhiều lúc nó nhiều quá, nhiều chị comment quá em sẽ bị trôi, em không có hỗ trợ được mình á. Mình vào cái website đó giúp em để nhân viên em đó là lên thắt lưng bò, thắt lưng hấp. Rồi chị ơi. Dạ, thắt lưng thì hết hàng chị nha. Chị này muốn sang thắt lưng có phải nhanh tay, tại vì các chị biết sao? Một like hết hàng. Một like hết hàng nha các chị nha. À, hẹn các chị mình một cái mẫu mới nào khác mình theo dõi like giúp em nha. Rồi cái mã này cho em là 037 đi ạ. À. Màu đen và gam màu xám là em còn size 39-40. Màu hồng này là em chỉ còn size 39 thôi, em qua mẫu nha. 039. Cái này là 037 chị. Chị Thuy Nguyên ơi, 037 chị nha. Tuyết Phan ơi, bên em đã gọi hết rồi chị. Thì có những chị là gọi 3-4 lần không có nghe máy thì em sẽ xả ra luôn. Thủy. Những chị là sẽ hủy luôn nha chị Tuyết Phan ơi, đã gọi xong hết rồi ạ. Rồi em qua mẫu ra nha các chị nha, 037. Trùng tên nữa ạ. Dạ. Rồi em qua mẫu ra nha các chị nha. Cái ba lô mẫu mới. Lên nha các chị, cái ba lô này còn được bao nhiêu cái em? Các chị ơi, cái này em xem một cái giá siêu rẻ nha các chị mình sang nha. Tại vì cái dòng này bên em bán mười mấy mẫu rồi. Mỗi mẫu như vậy em sản xuất số lượng ngàn cá đó các chị ơi. Và nói chung là những cái mẫu đa năng như thế này nó rất là đỉnh luôn. Vừa làm ba lô được, vừa làm túi xách được nha các chị nha. Vừa làm đeo cầm tay được cho em. Nói chung nó tỷ nó các chị ơi. Em sale cho các chị một cái giá siêu rẻ. Siêu rẻ 095 kèm số điện thoại giúp em.
siêu rẻ 095 kèm với số điện thoại giúp em. Cái mẫu này là 595.000 đồng là giá niêm yết. Em nói thật các chị mình luôn, những cái dòng như thế này các chị mình ra ngoài thị trường, những đến trung tâm siêu thị mà ở các siêu thị đó các chị, hoặc là các nhà sách đó các chị, tầm 500.000 một cái hoặc là 550 nha các chị nha. Nhưng mà cái này em sale ở đây chỉ có 349.000 một cái thôi, 349.000 đồng một cái. Nhưng mà bây giờ em gắn cho một từ siêu rẻ cho các chị mình săn, tại vì bây giờ ba lô bên em các chị biết sao, hết hàng rồi, không có nhiều mẫu, cho nên là em sale sau cho các chị một cái giá siêu rẻ cho các chị mình săn nha. Dòng này thì nó tiện lợi, nó đa năng cho mình nữa các chị. 595.000 đồng là giá niêm yết hôm nay, em sale cho các chị siêu rẻ 095 kèm số điện thoại, 245.000 đồng thôi, 245.000 đồng. Giờ 037 em còn size 39-40 nha chị Hồng Ăn ơi. Cái này là 095, em xem một cái giá siêu rẻ là 245.000 đồng. Một cái ba lô đa năng tiện lợi như thế này. Bây giờ em giới thiệu ngang, và cái này em chốt đúng 50 cá thôi. 50 cá với giá siêu rẻ này nha các chị nha. Tại vì chốt nhiều quá là sẽ lỗ các chị ơi. Em xem các chị 50 cá thôi rồi em qua mẫu luôn. Một á, là xách tay cho em. Không thích xách tay các chị mình cắt vào cho em nha các chị nha. Nó có hai cái ngăn cắt cho mình nè các chị ơi. Cái ngăn cắt này các chị có thể đựng được đồ cho em luôn á các chị. Em mở từng ngăn, một cái ngăn có khóa kéo cho mình, có cái ngăn phụ tiện lợi cho em. Hai cái ngăn là ngăn cái dấu dây đó các chị ơi, cũng ngăn rất là rộng luôn. Đó, cái ngăn thứ ba này là cái ngăn cũng dấu dây, và phía sau này mình có thể kéo ra, mình đeo dạng ba lô cho em nè các chị ơi. Còn không thích xài ba lô thì mình cắt vào rất là tiện lợi luôn, mà mình kèm cho em. Cái này ngăn tiếp theo cho em là một cái ngăn lớn. Đó, rộng rãi cho mình luôn, có tặng kèm một cái dây để mình đeo chéo nè các chị. Và một cái ngăn chính đó là cái ngăn đựng được laptop 15.6 inch vô tư. Và có một cái ngăn chống sốc đai bảo vệ rất là an toàn. Mút này nó dày. Nó dày lắm các chị ơi, dày dặn cho mình, tại vì thiết kế đựng khối lượng lớn các chị ơi. Cho nên là phải thiết kế cái lớp mút nó dày để mình mang có thể là thoải mái, và nói chung là nó có độ êm cho mình nha các chị nha, và bảo vệ những cái đồ vật bên trong. Và những cái dòng như thế này các chị mình sang ở ngoài toàn 500 đến 550 một cá thôi. Nhưng mà cái này em sale cho các chị một cái giá siêu rẻ 095 kèm với số điện thoại, và giá sale là 245.000 đồng. Chỉ có 50 chị có đơn, cho nên các chị mình phải nhanh tay giúp em. Dòng này thì nam nữ xài được và không giới hạn độ tuổi. Và em cũng mới săn một cái này để em mua cho cháu em, nó học lớp 6 rồi. Nó học lớp 6 rồi các chị ơi, nhưng mà nó vẫn xài được cái dòng này nha các chị nha. Vì dòng này là dòng đa năng, nam xài được, nữ xài được, cấp 2, cấp 3, sinh viên, đại học. Các chị mình đi làm công sở, mình cần đựng hồ sơ, giáo án, hoặc là mình đựng laptop 15.6 inch thì mình đựng vô tư. Đó, và các chị mình săn một cái ba lô mà cao cấp như thế này có 245.000 đồng, có nghĩa là 250 thôi, chưa tính 250 nữa, mà các chị mình sang một cái ba lô đa năng như thế này. Các chị thay vì các chị mình mua một cái ba lô cho con em nhà mình đi học đã 200-300.000 một cái rồi đúng các chị ơi, mà em nghĩ tầm vài tháng là nhiều lúc cái ba lô ra đã bị hư rồi đó. Nhưng mà cái này là dòng xịn, em bảo hành cho mình đến tận 6 tháng luôn nha các chị nha. Quai đeo chắc chắn, bút dày cho mình luôn. Đó, và phía sau có bảng phản quang cho mình, các bé đi học về ban đêm cũng ok, các chị mình đi ban đêm về nó cũng an toàn. Và em sale chỉ với giá 245.000 đồng một cái, không xanh rất là tiếc nha các chị nha. Và thiết kế ngăn nhiều tiện lợi, và cái form dáng của nó rất là gọn gàng cho mình luôn. Em chỉ cao 1m50 thôi các chị ơi. Mà các chị mình sale em mang cái ba lô này, nó rất là gọn gàng cho mình nha các chị nha. Nó gọn cho mình và nó tiện lợi. Và em sale chỉ có 245.000 đồng. Siêu rẻ 095 kèm số điện thoại giúp em. Siêu rẻ 095 nha chị Trần Thị Phương, mình bổ sung mã giúp em à. Các chị đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em. Siêu rẻ 095 kèm với số điện thoại giúp em nha các chị nha. 245.000 đồng là một cái ba lô cao cấp như thế này, rất là xịn luôn. Đó, các chị mình xanh nhanh tay giúp em, để có đơn 50 chị thôi. 50 chị thôi, các chị chà giặt thoải mái cho em. Nó nhẹ, nó bền, chà giặt thoải mái cho em nha các chị nha. Ba lô em nói là nó chắc lắm các chị ơi. Về mình cứ kiểm tra hàng giúp em nha. Mình kiểm tra từng ngăn, từng khóa. Nói chung là không thể nào mà che được một cái dòng ba lô như thế này nè các chị ơi. Chưa giới thiệu có một cái ngăn bên này nữa nè. Đó, một cái ngăn ngòi bên này cho mình nữa nè các chị ơi. Nó tiện lợi vô cùng. 15 cái rồi chơi gì nha? 15 cái cuối cùng nha các chị nha. 15 cái cuối cùng. Chị nào không thích đeo ba lô, 8 cái cuối cùng rồi chị ơi. 8 cái cuối cùng, 095 kèm số điện thoại giúp em. Mình đi đường mình mang ba lô, còn ví dụ mình vào trong trường hoặc là mình đến nơi rồi, các chị mình muốn xách cho nó an, nó nhẹ một xíu, các chị mình móc ra hai cái dây như thế này, mình cầm đi cũng được nha các chị nha, rất là sang luôn. Mã cho em là siêu rẻ 095. Siêu rẻ 095 và kèm cho em một cái số điện thoại để có đơn. 245.000 đồng một cái, và em xin phép qua mẫu luôn. Đặt hàng bổ sung đầy đủ thông tin giúp em để có đơn nha các chị nha. Rồi cái đôi giày tay này em có vài đôi này em xả các chị mình sang nha. 107 chị ơi. Hai màu nâu và gam màu bò. 107 em còn 15 đôi cuối cùng ạ. 15 đôi nha các chị nha. Hàng lẻ 107 kèm số điện thoại giúp em rồi em.
Hàng lẻ 107 kèm với số điện thoại giúp em. Màu bò size 42 một đôi. Màu nâu size 41 và 43. Chủ yếu màu nâu giúp em. Màu nâu là size 41, 43. Màu bò là size 42 có một đôi thôi. Em xả giá cực kỳ sốc cho các chị mình xanh. Và giá này là lần đầu tiên em xả, cho nên các chị mình phải nhanh tay giúp em một xíu nha. Cái đôi này các chị mình ra ngoài thị trường mua không trên dưới 2 triệu. Em sale cái này là giá nó ít 1,2 triệu. Bây giờ em xả sốc cho các chị mình xanh nè. Bữa giờ là sale bán 700 ngàn một đôi. Bây giờ em xả đậm sao các chị mình xanh. Chị này mua hôm trước cao hơn đừng có buồn nha. Em có 15 đôi thôi, 399 ngàn đồng. Lần đầu tiên em xả 399 ngàn đồng một đôi. Một cái đôi giày tay cao cấp đẳng cấp xịn sò như thế này nha các chị nha. Các chị ơi, các anh nam càng mang chị em càng đánh bóng nó càng sang nha các chị. Da bò xịn, da bò xịn giúp em. Mã sản phẩm cho em là hàng lẻ 107 kèm số điện thoại. Hàng lẻ 107 kèm số điện thoại. Màu bò có một đôi size 42 cho nên chắc là em qua luôn. Màu nâu chủ yếu size 41 và size 43 giúp em. Màu nâu size 41 và size 43 nha các chị nha. Có 399 ngàn đồng lần đầu tiên em xả giá này các chị ơi. Nhanh tay giúp em một xíu nha. Rồi màu bò 42 em hết rồi. Các chị mà đặt màu nâu giúp em size 41 và size 43. 41 là có được 3 đôi nè. 43 được 11 đôi. Rẻ quá các chị ơi. Thay vì mình mua một đôi ở ngoài 2 triệu một đôi đúng không, các chị mình sang thêm cái đôi này cho ông xã để mình mang đi làm, mình thay đổi vì nó sang quá đó các chị. 399 nào em xả lỗ, cho nên các chị mình đừng có so sánh giá hôm trước giúp em nha các chị nha. Tại vì đã lỗ rồi đó các chị ơi. Còn có size 41 và size 43 có mười mấy đô thôi, cho nên các chị mình nhanh tay giúp em. Size 42 hết rồi các chị ơi. Size 42 hết rồi nha các chị nha. Em còn 41 và size 43 màu nâu. 107 size 41 và size 43 màu nâu này giúp em. Da bò và đế là đế cao cấp cho em nha các chị nha. Xịn lắm các chị ơi. Cái đôi này nó mềm nữa, các anh nam mang sẽ rất là thích và nhìn nó sang. Và em xả chỉ với giá 399 ngàn đồng, em qua mẫu luôn. 107 kèm với số điện thoại giúp em. 107 kèm với số điện thoại giúp em. Màu nâu size 41 và 43 em qua mẫu luôn ạ. Lên cho các chị cái đồng nha các chị nha. Mã là 2208 đó Việt ơi. Rồi 208 giúp em ạ. 208 kèm với số điện thoại giúp em. 10 đến 26 kg nha các chị. Xả hết cho các chị luôn ạ. Giá sốc chị ơi, phải nhanh tay nha. 169 set em, 169 set từ 10 cho đến là 20 mấy? 20 kg hả? Đúng không? À 26 kg. 10 đến 26 kg. Trời ơi cái đầm này cưng quá các chị ơi. Còn 169 set thì em xả các chị mình sang luôn. Xả lỗ. Xả lỗ, xả đầm nha các chị nha. Xả lỗ. 208 kèm số điện thoại giúp em. Xả lỗ 208 kèm số điện thoại giúp em, hình in phía trước. Hình in phía sau. Dòng cô tông 100% là cô tông, co dạng 4 chiều, dòng xịn sò, 79 ngàn cái thôi. Xả hết cho các chị sang luôn. Xong rồi luôn hả chị? 79 một cái nha các chị nha. 79 một cái hả? Mấy bữa là 3 cái mới được 79 ngàn đồng. Hôm nay một cái 79 ngàn đồng cho các chị mình sang luôn. Xả lỗ 208 kèm với số nợ, tại vì nó lẻ sai. Từ 10kg đến 26kg giúp em. Từ 10kg đến 20kg, 26kg giúp em. Mã cho em là xả lỗ 208 kèm với số điện thoại. Dòng cô tông xịn sò như thế này các chị ơi. Các chị mình ra ngoài tầm cho em 150 một cái không à. Cái này em xả lỗ cho các chị nha. 79 ngàn đồng một cái, nhanh tay giúp em. Em có gam màu này là gam màu xanh. Từ 10kg cho đến là 26kg là các bé mặc vừa. Gam màu này là gam màu đen các chị ơi. Cái đầm này em xanh cho cháu của em 3 cái rồi. Tại vì thời tiết mùa hè như thế này, các bé mặc những cái dòng suông dạng đầm suông chữ A như thế này nó mát đó các chị ơi. Và dòng cotton xịn nữa các chị mình sang đi, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Em có gam màu này là gam màu hồng đậm, gam màu này cho em là gam màu xám, gam màu vàng và gam màu cuối cùng đó là gam màu đỏ. 10 đến 26 kg. Cái mẫu này em còn có 100 mấy bộ, 2000 bộ mà em còn có 100 mấy bộ. Bây giờ em xả lỗ có 79 ngàn đồng một cái, rẻ quá. Thì mình sang cho con gái, cho cháu của mình vài bộ để mình mặc, để cho bé mặc nha các chị nha. Thời tiết này mặc những cái mẫu như thế này các bé sẽ cảm thấy rất là thoải mái luôn. Xỏ vào một cái đầm thôi là mặc liền luôn á các chị ơi. Nhanh tay với em một xíu. Mã cho em là xả lỗ 208 đi ạ. 79 ngàn đồng, các chị mình không nghe nhầm đâu nha các chị nha. Một cái đầm như thế này 79 ngàn đồng, chứ không phải là 3 cái mới được 79 nha các chị nha. Một cái thôi là được 79 ngàn đồng. Dòng cô tông rất là xịn nha các chị ơi. Về nhà các chị mình thốt lên, mình không nghĩ một cái đầm cao cấp như thế này có 79 ngàn đồng, không có đâu các chị. Nhanh tay giúp em một xíu để có đơn. Còn có 169 đồng nữa thôi. 169 ngàn đồng thôi nha các chị nha. Chỉ cần để lại mã kèm với size, à, mã kèm với số ký, kèm với số điện thoại là được, là được rồi nha các chị nha. Comment cho em một lần thôi là được rồi nha các chị. Mã giúp em là 208 kèm với số ký, kèm với số điện thoại giúp em.
79 ngàn đồng một cái đầm cao cấp như thế này. Nhanh tay không nha, hết nha các chị nha. Phía sau có hình in cho mình nè các chị ơi. Rẻ quá các chị ơi, mình sang nhanh tay giúp em để có đơn. Màu này cho em đó là gam màu đen. Gam màu đen. Gam màu này là gam màu hồng đậm nha các chị. Gam màu này là gam màu xám. Gam màu này là gam màu vàng. Và một gam màu cuối cùng đó là gam màu đỏ. Từ 10 đến 26 kg thôi nha các chị nha. Phía sau nè các chị ơi, nó có phối cho mình là một cái phối viền như thế này. Đó, khác màu xẻ tà cân chưa. Đó, thiết kế là dạng như thế này. Và em xả các chị chỉ với giá có 79 ngàn đồng một cái. Các chị không nghe nhầm đâu. Có nhiều chị mình sợ mình nghe nhầm, các chị mình không dám đặt đó các chị ơi. Có 79 ngàn đồng thôi chứ không phải là 179 ngàn đồng nha các chị nha. Sờ vào nó cực kỳ mát. Từ 10kg đến 26kg là các bếp có thể mặc vừa cho cái dòng này nha các chị nha. Vì cái này thì em còn ít và size số nó không đồng đều, cho nên lỡ những cái size số, ví dụ mình đang cần cái số 2 đi, mình thích màu xanh nhưng mà nó hết, mình chọn sang màu khác giúp em nha các chị nha. Mã cho em là 208 kèm số ký kèm số ngọ đi ạ. 208 kèm số ký kèm số ngọ giúp em. Một đầm là 79 ngàn đồng một cái. Từ 10kg cho đến là 26kg là các bé có thể mặc vừa đầm này. Em giới thiệu lại màu một lần nữa cho các chị mình chọn màu, sau đó em qua mẫu luôn. Màu em đang cầm đó là gam màu xanh nha các chị nha. Dòng xịn sò, co giãn, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và hình in cao cấp cho mình luôn. In cả hai mặt trước và mặt sau. Gam màu này cho em đó là gam màu đen. Gam màu tiếp theo cho em đó là gam màu này là gam màu hồng. Màu này là gam màu màu xám. Gam màu vàng. Và gam màu cuối cùng giúp em đó là gam màu đỏ nha các chị nha. Em qua mẫu này cho mình luôn à. Đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số điện thoại giúp em để có đơn nha các chị nha. Lên cho bé gái rồi thì lên cho bé trai luôn. Cái này là 361 em ơi. 361 kèm với số ký kèm với số điện thoại giúp em. Xin nó các chị, cái này cũng là cô tông. Đối với dòng cho bé là em làm, một khi đã làm cô tông rồi là toàn 100% là cô tông hết nha các chị nha. 14 cho đến là 41kg giúp em nha các chị. 14 đến 41kg cô tông xịn. Cô tông xịn 361 kèm với số ngợi giúp em. Cô tông xịn 361. Bây giờ là không tới 14kg rồi chị ơi, tới số 35kg thôi. À từ 14 đến 35kg thôi. Từ 14 cho đến 35kg. Dạ, dạ được nha chị Nhung Phạm ơi. Khi nào bên em gọi chốt mình đổi màu cũng được ạ. Rồi, từ 10kg cho đến là 14kg cho đến 35kg. Em xả một cái, nói chung là tiêu một cái giá. Sau những cái chị mình sang, cho các chị mình sang hết cái bộ này cho em luôn nha. Cái này là xịn và thiết kế đơn giản. Nhiều bé nhỏ, các chị biết sao không? Nó dễ là mua cái gì, mẹ mua cái gì là mặc cái đó, đúng không? Nhưng mà nhiều, 90 set rồi. Còn nhiều bé cũng khó tính mua, phải thích là mới chịu mặc cái đó các chị. Nhưng mà cái này thiết kế đơn giản, em đảm bảo các bé khó tính cũng sẽ thích cái mẫu này nha các chị nha. Bây giờ em còn, em có 4 màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ và gam màu trắng. Em xả hết các chị mình sang luôn, có 90 set à. Từ 14kg đến 35kg em xả đậm sau các chị mình sang nha. Cái này giá niêm yết cho em là có 90 set thôi, nhanh tay giúp em. 375 ngàn đồng là một set. Em xả lỗ cho các chị sang 145 ngàn đồng luôn. 145 nha các chị nha. Chị nào mà mua từ 3 set trở lên 119 ngàn đồng luôn. Tại vì nó rẻ quá. Nó rẻ quá đó các chị ơi. Chị nào mua 3 bộ trở lên 119 ngàn đồng cho các chị sang luôn. Màu đỏ, màu này là gam màu trắng, màu xanh biển và gam màu cuối cùng cho em đó là gam màu vàng nha các chị nha. Hình in, cái này là phối màu cho em và hình in cao cấp nha các chị nha. In cái phần tay và quần là có túi cho mình. Các chị mình cứ mua về hàng về kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán các chị nha. Dòng cô tông rất là xịn luôn. Một cái set như thế này chỉ có 145 ngàn đồng thôi. Chị nào mà mua từ 3 set trở lên 119 ngàn đồng. Những cái dòng như thế này các bé mặc, em nói mù nào mặc cũng được các chị ơi. Các chị mình sang cho con của mình mặc cho mát nha. Các bé mặc những cái dòng này các chị biết rồi, các bé nhỏ thường thường năng động các chị ơi, chạy nhảy miết rồi, cái cả trời lạnh cái nhiệt độ trong người nó cũng nóng nữa các chị. Nên các chị mình sang những cái bộ như thế này các bé sẽ thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt cho bé, mặc cho nó thoải mái các chị nha. Mã giúp em là một cô tông xịn 361. Cô tông xịn 361 kèm với số điện thoại giúp em. Từ 14 đến 35kg em sale hết cho chị một giá luôn là 145 ngàn đồng một bộ. Chị nào mà mua từ 3 bộ trở lên xả hết luôn 119 ngàn đồng. 119 ngàn đồng cho các bé mặc từ 16kg cho đến là 35kg. Em đang cầm đó là gam màu vàng nè các chị ơi. Em đang cầm đó là gam màu vàng. Dòng cô tông xịn cao cấp nha các chị nha. Cô tông xịn 361 kèm với số nợ giúp em. Màu này cho em đó là gam màu đỏ. Gam màu đỏ giúp em.
Gam màu này là gam màu trắng nha các chị ơi. Sẽ đi với tò là quần màu đen hết nha các chị nha. Và gam màu cuối cùng cho em đó là gam màu xanh biển. Màu nào cũng đẹp hết các chị. Cô Tâm xịn 361 kèm với số ngọ giúp em. Cái chất vải của nó các chị ơi. Đó các chị mình thấy không? Cao cấp cho mình từ viền cổ cho đến thiết kế may hình in. Nó xịn sò cho mình. Và xả chị với giá 145.000 đồng một bộ thôi. Chị nào mà mua từ 3 bộ trở lên 119.000 đồng em qua mẫu luôn. Đặt hàng bổ sung mã sản phẩm và số ngọ em chỉ có 90 bộ thôi. Cho nên các chị mình phải nhanh tay giúp em để có đơn nha. 361 kèm số ký kèm số ngọ cho em. Mình muốn mình bán thêm cho bé lớn hơn đi 45kg. Dạ có nhưng mà nó hết chứ không phải là không có chị ơi. Nó mình chị Phạm Linh ơi, chị cứ để lại cho em là mã sản phẩm kèm với số ký kèm với số điện thoại đi, nhân viên sẽ tư vấn cho mình ạ. À, có nhiều chị hỏi về nam với lại về thể thao á, bây giờ phụ nữ đang còn cái gam màu xanh, còn lại nam đủ size. Rồi, cái này mã cho em là lên cho các chị cái đôi giày tay đi 811. 811 kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. Em còn cực ít luôn, 8 đôi thôi chị ơi. Rồi xả. Xả lộ 811 kèm số điện thoại 1.1 triệu một đôi. Cho các chị xem da của nó nè các chị ơi. Xả lộ 811 kèm số điện thoại em có size 40 và size 43. 1.1 triệu một đôi nha các chị nha. Em xả đậm sau các chị mình sang. Dạ đúng rồi chị Tuyết Trang ơi, tại vì em có số lớn mà em hết á chị, chứ không phải là không có đâu, tại vì em sale bự từ hôm bữa giờ rồi. Cái mẫu này em xả các chị đậm sau luôn nha, 399.000 đồng. Xả lộ 811 ạ. 811 em có size 40-43 thôi. Size 40 và 43 thôi nha các chị nha, có 9 đôi thôi. Da này là da microfiber, dòng da cao cấp các chị ơi. Cuốn như thế này nó cũng không có bị bể form giày cho mình nha các chị nha, không có bị bể form giày vì nó là dòng xịn đó các chị ơi. Và đế này là đế âm giày mọ nha các chị nha, mã cho em là 811, xả lỗ 811 kèm với số nồi giúp em có 399.000 đồng một đôi. Em xả hết luôn size 40 và size 43. Size 40 và size 43, một gam màu đen duy nhất và em còn đúng 9 đôi. Size 40 là 3 đôi, 43 là 6 đôi thôi. Xả lỗ 811 giúp em ạ. À, xả lỗ 811 kèm với số điện thoại giúp em. Các chị chỉ cần đặt một lần thôi là mình có đơn rồi nha các chị nha. 399.000 đồng, 1.1 triệu một đôi, em xả còn 399.000 đồng nha các chị nha. Chị nào nhanh tay là có đơn, tại vì size có 9 đôi thôi, em qua mẫu luôn. Có nhiều chị hỏi về thể thao, hiện nay các chị có đôi thể thao này, nhưng mà đối với nữ thì em còn đúng một cái gam màu xanh này thôi. Còn của màu của nam thì em đủ size. Đúng một cái hụt size nên là màu xanh đủ size. Giờ lên một nữ là màu xanh. Ở cái màu kia. Do hồi nãy like rồi nên bây giờ chỉ nên chốt được cái màu xanh thôi. Các chị ơi, mẫu này cho em là em dòng này là dòng sport nam nữ có nha các chị nha. Nam thì em có mã khác, nữ thì em có mã khác. Nhưng mà ví dụ như cả gia đình của mình mang á thì mình chỉ cần có size số là mình có thể mang vừa được cho em nha. Còn dòng này là dòng sport. À, cả nam và nữ nó cùng có một form duy nhất cho mình nha các chị nha. Bây giờ nữ là em chốt được cái gam màu xanh này thôi. Còn nam á, thì em có đủ màu cho mình. Các chị muốn sang cho cả đại gia đình, hoặc là mình sang nói chung bạn bè mình mang đi chơi chung á các chị ơi, mình sang cái đôi này nha. Cái này ở ngoài thị trường tầm trung cho em bán phải là tầm 800.000 một đôi nha các chị nha. Còn 327 là của nữ, còn 328 là của nam nha các chị nha. Của nữ thì em chỉ còn xanh màu đen này, màu xanh đen này thôi. 327 là của nữ, từ size 35 cho đến size 39 em sẽ với giá là 299.000 đồng một đôi. Còn đối với nam là em có từ 39 đến size 43 em sale là 315.000 đồng, mã là 328. Nữ là em còn màu xanh, mã là 327, 299.000 đồng. Còn nam là form như thế này, là bự hơn một xíu nha các chị nha, mã là 328, em sale với giá là 315.000 đồng. Em có gam màu xám, gam màu đỏ đô, gam màu đen và một gam màu nữa cho em, đó là gam màu đen. Màu đen của Thảo đang mang đó các chị. Đây, màu đen của Thảo đang mang nha các chị nha, là em còn của nam. Mã của nam là 328 nha các chị nha. Em sale cho các chị mình giá này là cực kỳ rẻ luôn. Vì tầm trung một cái đôi sport như thế này là các chị mình sang phải là 800.000 ở ngoài thị trường các chị. Mà các chị mình sang ở đây chỉ với giá là có 299.000 đồng cho nữ và 315.000 đồng cho nam thôi. Rất là rẻ luôn. Các chị mình nhanh tay giúp em để có đơn nha các chị nha. Siêu nhẹ, đế của nó thiết kế là cực kỳ nhẹ. Những cái dòng mà thể thao nổi tiếng trên thế giới các chị ơi đều làm từ cái chất liệu đế này, là đế Eva, cực kỳ nhẹ và bền cho mình luôn. Các chị mình mang đi chơi, đi tập gym, đi học thể dục hoặc là đi chạy bộ cho em, kể cả đi leo núi cho em thì xài những cái dòng sport như thế này nó sẽ rất là tiện cho mình và nó nhẹ, nó bền nha các chị nha. Và cái chất vải này các chị ơi có thông khí cho mình luôn, cho nên các chị mình mang nó thấm hút mồ hôi cho mình. Đó, những cái đôi sport như thế này thậm chí các chị mình cột dây sẵn các chị mình chỉ cần xỏ vào thôi.
thường thường á là nó có bao chung là các chị mình chỉ cần xỏ vào, đúng không các chị? Nhưng mà cái dòng này là dòng sport, dòng thể thao, cho nên nhiều lúc các chị mình cột sẵn như thế nào mình xỏ vào thôi là mình cũng mang được đó các chị ơi. Nó rất là nhanh luôn, không cần, nhiều lúc không cần cái cục dây để em xỏ cho các chị mình xem nha. Mã cho em là 327 là nữ, em còn màu xanh này thôi, từ size 35 cho đến 39 là 299.000 đồng. Còn của nam là mã là 328 là từ size 39 đến 43 là em sale là 315.000 đồng. Nam thì em có đủ màu, màu đỏ, màu xanh đen, màu đen và gam màu xám. À, còn của nữ là em chỉ còn đúng cái gam màu xanh đen này thôi. Xỏ vào là mang liền luôn các chị ơi, không cần mình phải đứng rồi mình xỏ dây luôn các chị, nó tiện vì nó là dòng sport nha các chị nha. Vỏ xỏ vào kéo lên thôi đó. Nguyên thị hả cho em số điện thoại ạ. Không cần phải cột dây luôn các chị ơi, vì nó đã cột sẵn rồi. Những cái dòng khác thì cột phải tháo dây ra các chị mới cột được, nhưng mà cái dòng này là dòng sport, nó kiểu như nó mềm đó các chị ơi, chỉ cần xỏ vào đẩy vào một phát thôi, kéo lên là mang vào cho em là nhanh liền tay luôn các chị. Mã sản phẩm cho em là 328 là cho nam, 315.000 đồng, của nữ là 327 kèm số điện thoại giúp em, 299.000 đồng một đôi. Cái đôi này các chị ơi, mình phối mình đi chơi cho em, mình mặc chân váy hay mình mặc đồ thể thao năng động đều thoải mái cho em nha. Mặc quần jean cũng được đó các chị ơi, mặc quần jean, mình mặc cho em quần dài, quần ống lê, hoặc mình mặc cho em là dạng một cái chân váy như thế này, các chị mình đi chơi du lịch cho em là vô tư thoải mái. Và hiện tại em thấy á, không những các chị mình còn trẻ trung, các bé mình mặc những cái dòng này, mang những cái dòng này đâu, mà em thấy các cô 50-60 tuổi khi mà đi du lịch cũng toàn bộ xài những cái dòng sport như thế này đó các chị. Tại vì nó nhẹ, đi chơi đi lâu, đa phần thường thường mình đi du lịch, mình đi kiểu như mình đi ngắm cảnh rồi các chị ơi, mình đi đây đi đó các chị, mình đa phần đều mang những cái dòng sport như thế này đi cho nó nhẹ chân rồi các chị ơi. Mà em xem giá sâu quá các chị, mình nhanh tay giúp em để có đơn nha. Mã sản phẩm của nữ là 327, 299.000 đồng, và em còn đúng một cái gam màu xanh đen này. Còn của nam là mã 328 kèm số thoại giúp em, đủ màu và em sale với giá là 315.000 đồng một đôi, các chị mình sang đi. Bên em là sale các chị một cái giá cực kỳ sâu vì số lượng lớn, và bên em sản xuất ra không qua trung gian nha các chị nha. Còn các chị mình sang ở những nơi khác thì giá trung bình một cái đôi như thế này các chị mình mua ở ngoài store phải là 800.000 một đôi đấy các chị ơi, tại vì nó qua nhiều nơi nữa các chị. Còn cái này là em tự sản xuất nha các chị nha, bên em là đơn vị sản xuất cho nên mới có một cái giá thành rẻ cho mình. Rồi em qua mẫu này luôn mà. Em qua mẫu này em lên tiếp theo cho các chị mình nha các chị nha. Một cái áo vuông mà cả nam cả nữ mặc được cho các bé. Đây, đây là các chị, cái áo thun bé trai mang được, bé gái mang được luôn. Hình họa tiết rất là cưng nè các chị ơi. Dạ được nha chị Văn. Em Phạm Thị ơi, chị comment lại số điện thoại của mình và cái mã đó đi chị ơi. Mẫu này cho em các chị ơi, cưng xỉu luôn các chị ơi. Hình họa tiết chú chó cứu hộ đúng không ta? Đúng rồi, chú chó cứu hộ rồi các chị ơi, nhìn cưng xỉu luôn. À, cái bộ phim hoạt hình này các bé con nít biết nè các chị, rất là dễ thương luôn. Bé trai mang được, bé gái mang được giúp em nha. Phía sau có hình in luôn, 364 em. 364 kèm với số ký, kèm với số điện thoại giúp em. 364 kèm với số ký, kèm với số điện thoại em. Hình chú chó cứu hộ các chị, nhìn cân xỉu luôn nè. Em có gam màu đỏ nè. Gam màu này cho em đó là gam màu cam ngói nha các chị nha. Gam màu cam ngói. Gam màu này là gam màu trắng. Gam màu này là gam màu xanh, xanh ngọc. Gam màu vàng. Gam màu xám và một gam màu nữa cho em đó là gam màu đen. Cưng quá các chị ơi. Nam mặc được, nữ sẽ mặc được nha. Các chị comment cho em nè. Mã này cho em là 364. 364 kèm với số ký, kèm với số điện thoại giúp em nha. Dòng cô tông xịn và in hình cao cấp, kể cả hai mặt, mặt trước và mặt sau cho mình luôn. Từ 10kg đến 20kg. Em sẽ cho các chị giá rẻ nha các chị ơi. 110.000 đồng một cá thôi, 10 đến 22 kg, 110.000 đồng một cá. Chị nào mua từ hai cá trở lên 99.000 đồng, mua từ hai cá trở lên 99.000 đồng cho các chị mình sang, sale hết cho các chị mình sang luôn. Hiện tại bên em đang đang chuyển khai sang một cái kho, nói chung là rất là rộng các chị ơi. Sắp tới sẽ có rất là nhiều mẫu mã các chị mình luôn. Thì trong cái thời gian này thì những cái mẫu nào mà em còn cái số lượng nói chung là ít đó các chị, hoặc là em sẽ sale một cái giá thật là sale cho các chị mình sang. Những cái dòng này thì rất là dễ mặc luôn các chị ơi, các bé mặc với áo quần sọt này, chân váy này nó cưng lắm. Các chị mình sang cho con của mình đi. Dòng này là dòng cô tông xịn cao cấp nha các chị nha. Về cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Và cái hình in này nó rất là đẹp các chị ơi, các bé sẽ rất là thích. In và in cả hai mặt nha các chị nha, đơn giản. Và các bé trai mặc được, các bé gái mặc được giúp em từ 10kg đến 22kg là các bé có thể mặc vừa. 364 kèm với số ký, kèm với số điện thoại giúp em.
364. Dạ đúng rồi chị Hương Minh Đoàn. Cái áo mà đội chú chó cứu hộ này, các bé, nói chung là các bé xem hoạt hình những cái dòng như thế này á sẽ biết ngay và mua những cái mẫu này, mà nói chung là nó thực tế với các bé mà hay xem hoạt hình đó các chị ơi, nhìn nó sẽ rất là thích luôn. Và em sale cho các chị với giá 110 ngàn đồng một cá thôi. Mua từ 2 cá trở lên em sale với giá 99 ngàn đồng. Mà em đang cầm đó là gam màu đỏ nha các chị. Gam màu này cho em đó là gam màu cam ngó đó các chị ơi. Màu này đẹp được các chị. Cưng. Em còn ít cho nên em không có mặc lên mannequin, chứ bình thường em hay mặc lên mannequin cho các chị mình xem cho nó dễ đó các chị. Màu này cho em là gam màu trắng. Gam màu xanh ngọc nha các chị nha, màu nào cũng đẹp hết các chị ơi. Gam màu này là gam màu vàng, hình in hai mặt cao cấp cho mình luôn, 364 giúp em ạ. Màu này cho em đó là gam màu xám và một gam màu còn lại cho em đó là gam màu đen. 10kg đến 22kg là các bé có thể mặc vừa giúp em nha các chị nha. Và giá em sale là 110 ngàn đồng một cái. Chị em nào mà mua từ 2 cái trở lên, em xả các chị với giá 99 ngàn đồng. Xả sau cho các chị mình xanh. Nhanh tay giúp em một xíu để có đơn cho các chị nha. Mình xanh 2 cá đấy các chị ơi. Vì những cái dòng áo thun như thế này nó dễ mặc. Các bé mặc đi học cũng được, đi chơi cũng được các chị ơi. Nó tiện đó các chị, vì nó là dòng cotton xịn, mặc đi đâu nó cũng mát cho mình. Nó co giãn thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Các bé đổ mồ hôi ra các chị mình cũng an tâm, tại vì nó thấm hút mồ hôi tốt nha các chị nha. Mặc nó mát, siêu mát nữa. Mà các chị mình xanh vừa hình in cao cấp vừa chất vải xịn như thế này mà chỉ có 99 ngàn đồng, khi mua từ 2 cái trở lên thì em nói quá rẻ luôn các chị ơi. Và một cái thì em xem 110 ngàn đồng một cái các chị nha, cho các chị mình xem may cao cấp tỉ mỉ như thế này đó, đường kim mũi chỉ nữa các chị ơi, may tỉ mỉ từng bên trong. Và em cho các chị mình xem đây bên trong này các chị ơi, may bọc viền nha các chị nha, may bọc viền như thế này nè các chị đó, để mở cho các chị mình xem cho nó dễ một xíu. May bọc viền nè các chị ơi. Đó, nó cao cấp và nó may như thế này. Mà các chị mình thấy nó rất là xịn đúng các chị. Mà em sale chỉ với giá có 99 ngàn đồng khi mua từ 2 cá trở lên. Còn một cá là 110 ngàn đồng nha các chị nha. Có chị đặt 4 cá luôn kìa. Tại vì nó quá là rẻ đó các chị. Em qua mẫu cho mình luôn à. 364 kèm với số ký, kèm với số điện thoại giúp em. Áo của em thì chắc là em không dám chốt đâu chị ơi. Mã là 048, áo là 048, em chốt dự bị thôi. 48kg đổ về mặt vừa, em còn size S màu đen và gam màu xanh rêu. 48kg đổ về mặt vừa, mã là 048, kèm số điện thoại giúp em. Em chốt dự bị thôi nha, chứ em không có chốt cho, em đồng ý là chốt liền cho mình được. Tại vì cái này lúc nãy em có lên rồi, em sợ các bạn là chốt không có đủ chốt á. Cho nên nếu mà mình đặt thì mình để lại cho em là 048 kèm số điện thoại. Xíu nữa mà còn hàng thì nhân viên bên em gọi chốt cho mình. Còn không còn không còn thì mình thông cảm giúp em. Tại vì cái này em chỉ chốt dự bị thôi. Nên các chị nha, áo là 048 kèm với số điện thoại giúp em. Em qua mẫu áo cho mình luôn ạ. Em lên lại cái bộ chị Việt này. Rồi các chị ơi, đây cái set đồ của em nha. Nãy giờ có nhiều chị mình hỏi set đồ của em mà chưa có kịp like cho các chị mình xem. Các chị để cho em mã này đó là mã 434 nha. Ủa sao nó mờ ta. 434 các chị nha, set này rất là dễ thương. Nếu như chị nào mình đang có chuẩn bị định, mình đang chuẩn bị đi chơi hoặc là đi dự tiệc, hoặc là các chị mình muốn tìm một cái set mà đi đi du lịch này, các chị mình xem cái set này các chị nha. Mã giúp em là 434. Và em còn có mấy chục con mỗi set, em 10 mấy set thôi, 19 set thì 19 set nữa thôi là em sẽ kết thúc luôn cho mã này. Các chị ơi, cái này là nguyên một set nha, cả áo và cả quần nha các chị nha. Áo kiểu và quần kiểu luôn. Quần thì em có túi, chất liệu áo là chất liệu là vải là katen nha các chị nha. Còn quần là chất liệu là vải tuyết mưa. Hãy giúp em mã này đó là mã 434 kèm số điện thoại giúp em. Mẫu này thì em có số ký là 58kg đổ lại bằng vừa các chị nha. À 55kg loại bằng vừa nha các chị. 55kg loại bằng vừa. 434 kèm số điện thoại giúp em. Và xem các chị với giá là 139.000 luôn. 139.000 cho một set này nha các chị. Tại vì cái phần áo nó rộng, cái phần dây này em thắt theo cái độ eo của em. Nên nếu như chị nào mình sang cái mẫu set này về, mình có thể thắt theo cái phần kích thước phần eo mình là thoải mái các chị nha. Tay vòng cột nơ cực kỳ xinh luôn. Hãy để cho em mã này đó là mã 434 kèm số điện thoại. Thì đối với cái áo này, cái set này, các chị mình cứ sang như một set, mình về nhà mình phối với quần jean hoặc là chăn váy ở nhà mình có sẵn, hoặc các chị mình lấy cái quần này mình phối với những cái áo khác của mình cũng được các chị nha. Vì đây là áo rời và quần rời, nhưng em xem các chị với giá chỉ có là 139.000 một set này. Mã đó là 434 kèm số điện thoại giúp em. 139.000. Áo là chất liệu là vải cát tơ mềm, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Còn quần là chất liệu là vải tuyết mưa.
em có cả túi luôn các chị nha. Nó cái gì ở cái phần dây này, dây này là rút rời ra được luôn. Là khi các chị mình mặc á, mình có thể là phối với những cái đồ ở nhà của mình cũng được, hoặc là phối nguyên một set như em rất là thoải mái vì là áo rời vùng rời như các chị nha. Mà em bán nguyên một set như thế này chỉ có là 139.000 thôi, rất là rẻ luôn nha các chị. Đặt hàng để cho em đúng cú pháp đó là mã 434. Em còn có mười mấy set cuối cùng nữa thôi nên là em sale xả giá sau hết cho các chị mình cùng xem. Để các chị mình đang còn suy nghĩ mình muốn mặc bộ gì đó mình đi tiệc hoặc là đi chơi, đó mình chưa có biết mua đâu hết, hiện nay các chị mình sang đây mình cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Bên em ship đến tận nhà cho mình luôn nha các chị nha. Cứ kiểm tra chắc phải ưng ý thì mình nhận hàng nha các chị. Mã là 434 giúp em áo và cả quần luôn ạ. Áo và quần luôn các chị nha. Tay phòng này các chị ơi, tay phòng cột nơ này cực kỳ xinh luôn nha các chị nha. 434 kèm số điện thoại giúp em ạ. 139.000. Áo rời, quần rời nha các chị. Quần thì có cả túi. Nếu như các chị mà không thích mặc mà quần ngắn như thế này, cái này không hoặc không quá ngắn đâu, cái này là thuộc dạng là quần nhưng mà quần chữ A đó các chị, nó xòe ra nhìn như một cái chân váy vậy các chị nha. Các chị có thể về nhà mình cùng với cái quần xinh của mình cũng được, hoặc là cái quần này mình về mình phối với áo khác của mình cũng được các chị nha. Mã là 434 kèm số điện thoại giúp em, và em xem với giá chỉ có là 139.000 nguyên một set cả áo và cả quần luôn nha các chị nha. Cả áo và cả quần luôn nha các chị. Mình nhanh tay để có đơn cho mã là 434 này giúp em ạ. Thì chắc là em sẽ qua mã này luôn vì em có mười mấy set thôi, nên chị nào yêu thích thì mình lên đơn nhanh tay cho mã 434 các chị nha. Giá này em chỉ chốt tại livestream, khi kết thúc live thì không có giá này nha các chị. Rồi em sẽ biết qua mã 434 luôn ạ. Đây các chị một cái mẫu tiếp theo ạ. Bây giờ em còn lên nói cái bộ này em còn được có mỗi là 18 mẫu để các chị em xả hết luôn nha các chị nha. Nãy em sale sâu á mà em còn được 18 mẫu, em sale các chị nhà mình mẫu này. Các chị mình lên đơn giúp em cho mã là 425 kèm số điện thoại giúp em nhé chị nha. Như một set này thì em sẽ có hai màu, đó là gam màu trắng và gam màu đen. Nhưng mà các chị mình nghe giá sale giúp em là các chị. Các chị mình lên đơn cho mã là 425 kèm màu kèm số điện thoại giúp em, từ 50 cho khoảng 55kg đổ về giúp em có thể mặc được nhé chị nha. Mẫu này thì em có giá niêm yết cho là 285.000 các chị ơi. Và ngày hôm nay em bán các chị nhà mình với giá là 129.000. Và chị nào mình săn giúp em từ 2 set trở lên, em bán các chị nhà mình chỉ với giá 99.000. 99.000, đó là lý do tại sao nhà em còn có 18 set thôi các chị ơi. Nãy là em có là không mấy chục bộ hay sao em không nhớ nữa, nhưng mà bây giờ em còn có 18 set là các chị mình lên đơn nhanh tay giúp em nha. Do là các bạn nhà em đang gọi điện chốt đơn cho các chị nhà mình rồi đó các chị ơi. Mã này sẽ là 425 kèm số điện thoại và kèm màu giúp em các chị. Riêng bộ này thì mình có thể làm dạng là mặc đi chơi, đi dạo phố, hoặc là mình đi tập thể dục cho em cũng được, vì dạng quần của em ở đây sẽ là dạng quần legging, sẽ là dạng quần ôm nhé chị nha. Dạng quần ôm cho em các chị đây này. Đó, các chị thấy không, dạng quần ôm mà co giãn rất là tốt luôn. Và cái quần này thì các chị có thể phối thêm cho em những cái dạng áo thun phong rộng khác, hoặc là mình phối những cái kiểu áo khác để mình đi chơi cũng được nha các chị. 425 kèm màu kèm số điện thoại giúp em, một set sẽ là 129.000. Và các chị mình sang cho em từ 2 set trở lên 99.000. Chất liệu của em ở đây là chất liệu thun lặn nên các chị nhìn này, độ co giãn của nó các chị thấy mê không. Đồ co giãn của em này thì em nói là gọi là siêu tốt luôn, co giãn rất là tốt, cho dù là các chị mình giặt tay hay là giặt máy á, thì nó cũng hạn chế cho việc là gọi là bị nhão này, hoặc bị giãn này, bị giãn đó các chị, hoặc là bị sờn lông nhé, nha là không có, vì dòng nó rất là cao cấp luôn và rất là mát. Và thường như một set như là các chị mình mua thì nó sẽ rơi vào khoảng hơn 200.000 một set, đúng không các chị? Nhưng hôm nay em bán các chị nhà mình chỉ có 129.000, và chị nào mà săn giúp em từ 2 set trở lên em bán hết các chị nhà mình luôn 99.000 trên một set thôi nha các chị nha. Cho cả hai gam màu, đó là gam màu trắng và gam màu đen các chị. Áo đen thì sẽ đi cùng cho em là cái quần màu đen, còn áo màu trắng thì sẽ đi cùng với cái quần là cái gam màu cam nhé chị nha. Màu nào cũng đẹp hết, và thiết kế của em ở đây là 50 hoặc là 55kg đổ về. Do cái set bộ này em thấy là nhận hàng đẹp hơn trong live, cưng lắm, mềm mát. Em cảm ơn chị Ngân Lê rất là nhiều. Đó là một cái động lực của cho bên em đấy các chị. Khi mà live, tại vì thực tế màu như nào bên ngoài các chị mình nhận y chang vậy, nhưng mà khi mà các chị mình cảm nhận ra ngoài mình nhận hàng nó có đẹp hơn trên live là em rất là vui luôn các chị ơi. Vì thực sự là các chị mình coi cái màu sắc trên live như nào bên ngoài các chị mình nhận y chang vậy luôn nhé chị nha. Nghĩa là không có gọi là bị thay đổi màu sắc á, hoặc là nhiều khi nó chỉ bị ánh sáng là nó chỉ lên tông 2% đến 3% thôi các chị ạ. Màu nam xe các chị nhà mình chỉ mới giá có 129.000. Các chị nhìn này, phố cho em dạng là kiểu dạng thể thao được, và có thể đi cho em là dạng búp bê hoặc là slip on cũng được nha các chị nha. Các chị mình lên đơn cho mã đó là 425 kèm màu kèm số điện thoại giúp em nha các chị nha. 129.000 một set, và giúp em là từ 2 set trở lên thì bán các chị nhà mình là 99.000 trên một set thôi nha các chị nha. Hai gam màu đen và gam màu trắng giúp em nha các chị.
màu đen và gam màu trắng như em. Và mẫu này em sẽ qua cái mẫu này luôn nha các chị nha, để em lên thêm các sản phẩm khác để cho các chị nhà mình xăm nha. À phải, để em xả cái mẫu này luôn. Các chị ơi, cái mẫu này là em có là chiều cao 3 phân này các chị. Mẫu này đó là 463 còn được bao nhiêu đô vậy chị Dung? À, còn được có 5 đô thôi Thảo ơi. 5 đô và em sale luôn nha. Em à, tặng hết luôn. 463 các chị nha. 463 em có chiều cao 3 phân, góc mica trong mà kiểu phối màu nhìn sang các chị, dằm dam mềm. Em còn được còn bao nhiêu nhỉ? 5 đô tặng luôn 195.000. 36 1 đô, 392 đô và 42 đô ạ. 36, 39 và 40 tổng cộng được 5 đô, em tặng hết 195.000. Chị nào mình săn đô này thì mình lên đơn giúp em này, hàng lẻ. Hàng lẻ 463 kèm số điện thoại. Em còn đứng một cái gam màu xanh xám này thôi. Và em sale các chị nhà mình chỉ với giá là 195.000. Cái đôi này là một mẫu mới nhưng mà em bán còn đúng một color và bây giờ đã hết hàng rồi. Em còn đúng có 5 đôi nên là em xả các chị nhà mình với giá 195.000. 361, 392 và xa 42 đôi. Cho dù có 5 đô thôi nhưng mà em sẽ lên chân cho các chị nhà mình nha. Đến cái khung giờ chiều này rồi mà các chị vẫn đang còn coi like, thả tim thả like quá trời luôn. Em cảm ơn các chị mình rất là nhiều nha. Để em lên chân cho các chị mình coi này. Đó các chị thấy không? Cái màu xanh xám lên chân nó rất là đẹp. Em có mỗi là 36 1 đôi, 39 2 đôi và sao 42 đôi thôi. Nên chị nào mà đặt hàng thì mình lên đơn giúp em cho mã là 463 kèm số điện thoại giúp em nha. Em tặng hết 195.000 ạ. Sân đen 194 em hết rồi chị Hằng Bùi Thi ơi. Em có cái đôi búp bê này này. Mã này giúp em sẽ là 321. 384 đô và em tặng hết luôn nha. Cũng tặng sale giá quà luôn. Quà 321 kèm số điện thoại giúp em, cái này là 435.000 nè. Em tặng các chị nhà mình 189.000 thôi chứ các chị ơi. 189.000 nha các chị nha. Rồi các chị ơi, size bao nhiêu nhỉ? Size 30 size 38 màu vàng 4 đôi. Ngoài ra em có màu xám 36 nữa chị nào thân mình có thể 38 màu vàng 4 đôi và ngoài ra em có size 30 có màu xám nữa, size 36 1 đôi. Và chị nào mà đặt hàng mẫu này thì em sale với giá là 189.000. Đặt hàng thì lên đơn giúp em đó là quà 321 kèm số điện thoại, dòng da microfiber và dòng đế âm nên là cái độ đàn hồi rất là tốt và sẽ không có chuyện xảy ra bong keo hở đế. Nên là chị nào mà có trên sàn này mình đang săn được một cái giá sale, giá quà, giá tặng của em các chị. Đúng đây, lúc này bên em đang bán nếu mà đủ màu, đủ size á thì em sẽ bán với giá là 280 một đôi. 280 nha các chị nha. Tại vì dòng búp bê này khi mà các chị mình nhận hàng hoặc là mình được thử trực tiếp á với giá 280 mà các chị chắc chắn là các chị mình sẽ mua vì dòng này nó rất là cao cấp da microfiber từ ngoài vào trong luôn. Đế âm cũng vậy nha các chị nha. Dạ búp bê màu trắng em hết rồi chị Hạnh Nhiên ơi. 321 em có 8 đôi, em sale là 189.000 cho gam màu vàng nha các chị nha. 4 đôi sao 38 chứ. Em qua mẫu này luôn ạ. Rồi cái áo bolo còn ít em xả luôn các chị nha. À, áo bolo còn ít. Còn nói chung là phải đọc từng size nha. Dép cho bố em lên rồi chị Hồng Gấm ơi. Dép cho bố này em lên rồi đấy chị. À, để em kiểm tra mẫu nào còn em sẽ lên cho chị nha chị Nhân. Cái này phải đợi các bạn chút đơn xong đã. Cái này size số hiện tại em hụt hết rồi các chị ơi, thì em sẽ đọc từng size cho tất cả các chị. Bao giá, bao mã, bao giá trước đi chị ơi. 055 kèm số điện thoại giúp em nha. Áo polo hiện tại em đang lẻ size và hụt size hết rồi. Em báo giá trước, sau đó em sẽ đọc size cho các chị nhà mình. Xả hết luôn, 99.000 luôn các chị ơi. Xả hết 99.000. Các chị mình comment giúp em này. Hàng lẻ 055 kèm số điện thoại. Hàng lẻ 055 kèm số điện thoại 99.000. Và bây giờ hiện tại áo polo này em lẻ size nên em sẽ đọc size, đọc số cho các chị nhà mình săn. Nhưng áo polo các chị mình phải nhanh tay giúp em nha. Rồi áo 055 đối với gam màu trắng là em có size 3XL là 100kg đổ lại. Rồi các anh mặc vừa. Màu trắng 3XL cho các anh nam 100kg đổ về. Rồi tiếp theo là màu xanh đấy hết rồi. Màu xanh là em hết. Màu xanh hết. Màu vàng là em có size 2XL 80kg đổ lại là các anh mặc. Màu vàng 2XL 80 hoặc 85kg đổ về là các anh em mặc được. Rồi tiếp theo là cái màu đen, em có size S dành cho các chị là em có độ 48kg đổ lại là mặc vừa. Màu đen là size S của các chị nữ 48kg đổ về. Các chị nữ nào mà size S 48kg thì mình xong cho em cái game màu đen. Và em xả hết cho mã là 055 với giá sale 99.000. Chị Ngọc Phương ơi, chị đặt đồ bộ gấu này á, chị lên đơn giúp em cho mã là 425 chị nha. Em sale với giá là 129.000, chị xong 2 bộ là 99. Còn dòng áo polo này em xả hết các chị nhà mình hàng lẻ luôn 99.000. Đối với game màu trắng em có size 3XL 100kg đổ về. Còn đối với gam màu vàng em có size 2XL 80 hoặc 85kg. Còn đối với gam màu đen em có size của các chị nữ nhà mình là size S 48kg đổ về. Polo mà em xả với giá 99.000. Các chị mình đặt hàng lẻ. Các chị ơi, tại sao em không có xả cái mẫu này đầu line? Do hàng lẻ em có số lượng ít nên là em sẽ không có lên đầu line. Vì đầu line là có mấy nghìn chị đặt thì mình sẽ cái phần trăm mình đặt mình sẽ không có được chút đơn nữa các chị. Nó gọi là nó hiếm á, tại vì số lượng ít nên là em quyết định để cuối cái line.
còn bao nhiêu chị cơ thì em xả hết cho các chị nhà mình để cái tỷ lệ phần trăm mình săn được hàng lẻ nó cao hơn nha các chị nha. Và hàng lẻ 055 kèm số điện thoại, chị Hằng Tông ơi, chị bổ sung cho em cái mã đó là 055 để mình có đơn nha. Màu trắng em có size 3XL 100kg đổ về. Màu vàng em có size 2XL 80-85kg. Màu đen em có size S cho các chị nữ nhà mình 48kg đổ về. Và giá sale của em ở đây cho dòng áo polo mà 99.000. Các chị đặt hàng có mã, có size, có số điện thoại giúp em để nhân viên nhà em chốt đơn cho đúng size, đúng màu để tư vấn cho nó dễ nha các chị nha. Hàng lẻ 055 kèm số điện thoại giúp em 99.000. Các chị mình nhìn cái form áo này, từ phần cổ này, cái phần tay này các chị, cái bon rất là đẹp luôn nha các chị nha. Cái bon này để làm gì các chị ơi? Cái bon này để khi mà các nam hay là các chị nữ nhà mình có bắt tay như thế nào cũng có thể ôm và mặc đẹp cho em cũng được nha các chị nha. Nhớ là nó không có bị rộng mà cái bo tay ở chỗ phần tay các chị, tay này nó cũng sẽ ôm vào và nó sẽ mặc rất là đẹp luôn các chị ơi. Mà em xả qua 99.000 vì số lượng em ít á, tại vì những cái dòng áo polo em sản xuất cả 3.000 cái, thậm chí thấp nhất nó sẽ là 1.000 hoặc 1.500, nhưng ở đây em còn có vài cái em xả cho các chị nhà mình xả vui thôi, 99.000. Chị nào mà đang coi được cái khung giờ này là các chị gọi là may mắn á. Khi mà các chị nhận hàng mình vẫn có thể mình được quyền mình kiểm tra, mà mình kiểm tra mình ưng ý thì mình thanh toán, còn xong thì mình hoàn hàng về không sao hết nha các chị nha. Nhưng mà các chị ơi, thực sự luôn nó rẻ quá. Thật sự em nói là các chị mình nhận hàng cái dòng áo này, em nói là các chị mình mua không còn giá 99.000 đâu. Các chị mình ưng mình nhận hàng luôn. Chứ không nói là rất là tiếc vì dòng áo polo bên em không còn hàng để bán á. Nhưng mà hiện tại là do số lượng em xả còn ít nên là em mới xả cái giá 99.000. Và em qua mẫu này luôn nha các chị nha. 055 hàng lẻ 055 kèm số điện thoại. Trắng là size 3XL 100kg, màu vàng là size 2XL là 80-85, còn màu đen là em có size là size S 48kg đổ về cho các chị nữ nhà mình nha các chị nha. Và giá sale 99.000. Và các chị ơi, cái mẫu này cũng là cái mẫu mà em sẽ off gala tại đây luôn. Off gala tại đây luôn. Những cái mẫu mà nào mà em chưa kịp lên cho các chị nhà mình này, dép cho bố này, sandal cho bố, hoặc là những cái dòng giày tay nam, hoặc là dòng đa năng, hoặc là bộ quần áo cho các bé gái hoặc là bé trai, những cái sản phẩm mà em chưa kịp lên thì các chị ơi, em hẹn các chị mình tối ngày hôm nay lúc 7:30 nha. Và những cái sản phẩm mẫu hàng này em sẽ sale hết, tặng hết cho các chị mình với giá sale tốt. Các chị ơi, mình nhớ bật thông báo của Sophia lên để mình có hẹn với Sophia tối ngày hôm nay lúc 7:30 để săn được nhiều mẫu mới, cũng như là giá quà, cũng như là những cái sản phẩm hàng lẻ em sale giá tặng nha các chị nha. Rồi độ like này, em cảm ơn tất cả các chị mình rất là nhiều đã theo dõi em một gala xuyên suốt từ buổi trưa đến ngày hôm nay. Thì em hẹn các chị mình tối ngày hôm nay nha các chị nha. Dạ, giày thể thao màu trắng cho học sinh thì hiện tại em đang hết hàng rồi chị Vũ Thúy Quyên ơi. Còn giày thể thao mà có các gam màu khác á, đen đỏ xanh đen này kia thì em có. Như cái form của em đang đi trên chân này các chị, thì cái form như thế này thì em có này các chị đó. Cho các bạn học sinh đi học là ok luôn, tại nó nhẹ chị. Thì đó là 327 hoặc 328. Thì chị Thúy Quyên chị có đáp thì mình lên đơn giúp em nha. À chị Thăng Đức ơi, em xả liên tục. Nếu mà đầu like thì em có những cái phần quà hàng lẻ mà em xuất là em tặng hết á, thì chị coi vào đầu like nha chị nha, để mình có săn được nhiều phần quà. Còn nếu mà chị coi vào cái khung giờ ít á thì em chỉ xả được hàng lẻ với số lượng ít thôi nha chị nha. Rồi em cảm ơn tất cả các chị mình rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các chị nhà mình lúc tối ngày hôm nay lúc 7:30 ạ.